Ace Cook. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, muốn ăn ngay là trộn liền tay. Đặc trưng nước sốt đậm đà, hít hà mê ly, càng ăn càng cuốn. Mỗi lần thưởng thức là rộn ràng như ngoài hàng quán. Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản, tuyệt hảo mì xào, bao vui như quán. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn kèm tuyệt chất. Ace Cook. Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2024 để tiếp tục dõi theo những diễn biến của vòng thi thứ 3, giai đoạn 1 vòng bảng của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Và trước tiên thì chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đồng hành tài trợ cùng giải đấu. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Mỹ Ân Liền Hào Hảo và Mỹ Ly Handy Hào Hảo đã tiếp tục đồng hành cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile lần thứ 5 liên tiếp. Hào Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Xin được cảm ơn nhãn hàng nước uống sữa trái cây TH Chu Chu Smil, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH, đã đồng hành cùng đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. TH Chu Chu Smil, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Và chúng ta cùng nhau quay trở lại với những trận thi đấu hấp dẫn của tuần thứ 2 đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Ngày hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 thì tôi, anh Trần Nam cũng như những người làm chương trình, những người làm giải đấu đấu trường danh vọng cũng xin gửi một lời chúc tới các bạn nữ chơi Liên Quân, các bạn nữ xem giải ở đấu trường danh vọng một ngày mùng 8 tháng 3 đáng nhớ, hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như là luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều những may mắn trong cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi ở trong những trận thi đấu sắp tới, ở trong những mùa giải sắp tới của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Hai mặt bạn nữ ôm anh Huy cái. Cảm ơn anh Huy với lời chúc hết sức là ý nghĩa dành cho các bạn nữ ở trong một ngày hết sức đặc biệt như thế này. Ngày hôm nay thì sẽ là một ngày mà chúng ta ngoài việc sẽ có một dịp rất đặc biệt dành cho các bạn nữ là ngày quốc tế 8 tháng 3 thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những trận đấu hấp dẫn diễn ra trong ngày hôm nay. Trong đó thì trận đấu cuối ngày hôm nay sẽ là trận đấu rất quan trọng để quyết định khá lớn vào cuộc cạnh tranh top 1 của lượt đi giai đoạn 1
đó là trận đấu giữa One Star và GG Live sẽ diễn ra vào khung giờ cuối ngày hôm nay. Còn trước đó chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu giữa đội tuyển Sài Gòn Phantom đối đầu với ING Media sẽ là trận đấu mở màn cho vòng thứ 3 này. Kế đến sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Team Flash, chính xác là đội tuyển FPT X Flash và đối thủ của họ là TDT Esports. Đây sẽ là cuộc cạnh tranh mà nó cũng có thể phản ánh rất nhiều vị thế của những đội tuyển ở trong top 4. Khi mà FPT và cả TDT họ đều đang có những vị trí tương đối cao trên bảng xếp hạng. Ở bên phải màn hình đang là cục diện bảng xếp hạng lúc này. One Style Sport họ đứng đầu với hiệu số tốt và 2 điểm có được. TDT cũng có 2 điểm nhưng họ hiệu số thấp hơn so với One Star và xếp ở vị trí thứ 2. Vị trí thứ 3 thuộc về GG Live, thứ 4 là FPT X Flash, vị trí thứ 5 là đồng thuộc về Sài Gòn Phantom cùng với Heavy. Còn ở hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng là những cái tên Black Shadow Sport cùng với ING Media. Và trong ngày hôm nay thì có đến 6 trên 8 đội tuyển sẽ thi đấu với 3 trận đấu bắt đầu từ trận đấu giữa Sài Gòn Phantom và ING Media ngay lúc này đây. Và với việc có đến 6 đội tuyển thi đấu thì chắc chắn rồi bảng xếp hạng sẽ có rất nhiều những sự thay đổi về mặt thứ hạng trong ngày mà One Star sẽ đối đầu với GG Live, một trận đấu rất hấp dẫn vào cuối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 2 trận đấu để diễn ra trước khi đến với trận đấu hấp dẫn đó. Và bây giờ thì nhà đương kim vô địch của đấu trường danh vọng sẽ hướng tới trận đấu thứ 3 của họ tại mùa giải năm nay, đối đầu với ING Media. Đây là các thành viên bên phía của SGP ở trong phòng chiến thuật, và lúc này không có những sự mới lạ về mặt con người, những cái tên mà chúng ta đã quá quen thuộc từ trước đó rồi. Về cơ bản thì SGP đã khởi đầu tuần đầu tiên của mình một cách khá chậm so với những mùa giải trước đó. Và đây là một trận đấu để cho họ có thể cải thiện điểm số của mình khi mà đối thủ của họ trong ngày hôm nay không phải là một đội tuyển đánh giá quá cao về mặt đẳng cấp so với cả SGP ở trong ngày hôm nay. Bên phía của SGP đúng là mùa giải năm nay là mùa giải mà họ đang làm mọi thứ tương đối lủng củng. Một trận thua trước GG Live và một trận thắng hết sức nhọc nhằn trước đội tuyển BSS đã là những khởi động tương đối mệt mỏi đến từ SGP ở trong tuần đầu tiên. Còn đây là những cái tên đến từ ING Media. Họ cũng đã có 2 vòng đấu trong tuần thứ nhất nhưng rồi họ cũng đều để thua. Và đến lúc này thì họ đang đứng ở cuối bảng xếp hạng. Ngày hôm qua thì họ cũng đã có một trận đấu tôi nghĩ rằng là tương đối tốt khi đối đầu với TDT, chỉ tiếc rằng là ở trong thời điểm mà có thể cân bình tỷ số 2 đều thì họ lại mắc những sai lầm ở trong đoạn cuối và để cho trận đấu đó đi quá xa. Tỷ số được ấn định là 3-1 nhưng ít nhất là vẫn có một ván thắng dành cho ING Media. Có lẽ là giới chuyên môn cùng với khán giả đều đánh giá rằng ở mùa giải này ING khá yếu hơn so với phần còn lại, nhưng họ cũng đang rất nỗ lực để có thể giành được những ván thắng chứ không phải là bỏ cuộc sớm. Còn đây là đường ra quân đến từ Sài Gòn Phantom. Chúng ta đang nhìn thấy những cái tên như Zero được xe giả, Bâng đi rừng, Fizz ở vị trí đường giữa và cặp ở đường rồng sẽ là Red cùng với Khoa. Như vậy vẫn sẽ là đội hình giống như những trận đấu trước mà Sài Gòn Phantom ra quân. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Sài Gòn Phantom vẫn đang là Tì Tạc. Một đội hình không có sự bất ngờ và một sự thay đổi nào trong trận đấu mà họ chỉ phải đối đầu với ING Media. Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm qua dù ING Media có không giành được phần thắng đi chăng nữa thì họ ít nhất cũng đã tạo ra bản sắc, thậm chí là có thể gây khó dễ và thậm chí còn dám thử những bài đánh bất ngờ, đặc biệt là cuộc bài Alan trong tay của Kira đối với Omen. Và đội hình của ING Media ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi nào so với ngày hôm qua cả. Vẫn là Kira được tà thần Seja, Jerry ở vị trí đi rừng, ở vị trí đường giữa đó là huấn luyện viên Xiao, kiêm tuyển thủ luôn, ở vị trí đường rồng là Jisuti và người chơi trợ thủ của đội tuyển này đó là Hậu Lê. Huấn luyện viên Tôm ngày hôm nay theo những gì mà tôi biết là vẫn vắng mặt, và vì vậy thì chúng ta sẽ chỉ có Jerry thôi chứ không có Tôm trong ngày hôm nay. Và Xiao thì vẫn phải là người vừa là đưa ra cấm chọn, vừa là cột trụ tại khu vực đường giữa và cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất của đội tuyển này. Có lẽ Xiao cũng đã tồn tại rất lâu ở trong giải đấu trường danh vọng rồi. Trước đó thì anh ta còn thi đấu trong máu của B2F với cái tên là Gosu. Thế nên đến bây giờ thì đúng là anh ta đang là người có nhiều kinh nghiệm bậc nhất ở trong đội hình của ING Media. Còn đây là player 2W mà chúng ta sẽ cùng được chứng kiến trong ngày hôm nay, đó là SGP Fish. Một lượng thông số mà có lẽ ấn tượng nhất đó chính là lượng đam trung bình mà Fish gây ra ở trong mùa giải này. Mặc dù là những trận đấu của SGP có những trận thua và phải có những trận đấu hết sức nhọc nhằn, nhưng Fizz vẫn đang giữ được một phong độ gây đam tương đối ổn, thuộc vào top 3 ở đường giữa với 124.000 sát thương, một con số cũng là tương đối lớn. Nhưng nó cũng hoàn toàn nó là con số phản ánh là ở trong mùa giải năm nay, trong 2 trận đấu đầu tiên SGP có thời lượng thi đấu là tương đối dài, thường kéo dài đến gần 20 phút. Thế nên vì vậy cái lượng sát thương mà Fizz gây ra lên tới con số 124.000, tôi nghĩ rằng nó cũng không quá khó hiểu trong một trận đấu dài hơi như vậy. Một lượt đam trung bình rất lớn. Còn đối đầu với cả anh ta trong ngày hôm nay là Player to Watch bên phía ING Media ở vị trí đường rồng, Jisuti, thành viên có lẽ là ít kinh nghiệm nhất và là tân binh của mùa giải năm nay khi từ Tứ Phương Đại Chiến lên với một lần MVP. Trong đó thì anh ta gây lượng sát thương trung bình qua mỗi trận đấu đó là khoảng 90.000 sát thương, cũng là một lượng sát thương rất lớn với một người chơi xạ thủ. Và mặc dù là một tân binh thi đấu từ Tứ Phương Đại Chiến lên nhưng
người chơi này gần như không mắc quá nhiều những sai lầm. Anh ta vẫn lựa chọn vị trí, vẫn di chuyển rất tốt. Có thể là không có đột biến cao, nhưng được một cái là cái mặt kỹ năng và cái lỗi di chuyển là điều chúng ta không thấy ở Jisuti. Anh ta đem lại một sự an toàn, một sự chắc chắn tại cánh đường rồng. Vẫn là một nụ cười quen thuộc từ huấn luyện viên Titan thôi. Luôn luôn là một nụ cười mang nhiều những ẩn ý của huấn luyện viên này khi bước vào những trận thi đấu lớn hay là nhỏ. Và ngày hôm nay thì Titan, các học trò của mình sẽ cần phải hướng tới một trận thắng. Để có thể làm xoa dịu những gì đang phải hứng chịu ở trong những ngày thi đấu vừa qua, khi mà phong độ của SKP đang bị đặt dấu hỏi quá lớn. Ngày hôm qua thì đội tuyển đánh bại họ trong ngày khai mạc là ZZLive đã phải để thua trước Heavy. Và qua đó thì mọi thứ đang ngày một khó đoán hơn ở trong những vòng đầu tiên của đấu trường danh vọng. Tỷ lệ dự đoán trên fanpage cao thủ Liên Quân vào lúc này đang là 89%. Những người tin tưởng vào chiến thắng dành cho nhà đương kim vô địch, và chỉ có 11% khán giả tin tưởng vào chiến thắng đến từ IEG Media mà thôi. Và với cái con số này cũng không phải là quá bất ngờ. Nhưng liệu rằng có một cơn địa chấn nào xảy ra trong ngày hôm nay hay không thì tất nhiên chúng ta phải chờ đợi trận đấu bắt đầu. Nhưng với IEG Media, việc có được điểm trong ván thi đấu này trước một SKP đang rất khao khát điểm số và muốn gọi là chứng minh bản thân của mình sau những vòng thi đấu đầu tiên chưa thuyết phục, thì đây là một câu chuyện rất khó. Rất khó. Tuy nhiên thì con số 11% tôi nghĩ rằng cũng là con số khá lớn đấy. Tôi nghĩ rằng trận đấu này sẽ phải là con số hơn 90% dành cho Sài Gòn Phantom cơ. Ở trong mùa giải năm nay thì không điều gì là không thể xảy ra cả. Hôm qua Heavy đã có chiến thắng bất ngờ trước đội tuyển ZZLive, sau khi mà ZZLive họ có một chiến thắng và nó rất thuyết phục trước Sài Gòn Phantom. Còn chính bản thân IEG Media tưởng họ sẽ để thua dễ dàng 3-0 trước TDT, thì họ cũng đã cố gắng và giành được một ván thắng, và suýt chút nữa đã là hai ván thắng ở trong trận đấu đó. Nên vì vậy có lẽ là với những kịch bản như thế này, phần nhiều cũng có nhiều khán giả đang tin vào việc rằng là những đội tuyển yếu hơn ở trong mùa giải này vẫn có thể tạo ra những sự bất ngờ, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến ở trong ván đấu đầu tiên. ING đối đầu với Sài Gòn Phantom. Cấm và chọn lúc này thì chúng ta đang nhìn thấy ING Media họ ở phần sân màu xanh, còn SKP họ xuất phát ở phần sân màu đỏ. Và họ sẽ đội tuyển được cấm chọn trước, ING Media sẽ đội tuyển được cấm chọn trước. Liệu rằng có Kane ở trong những lượt cấm đầu tiên đến từ bên phía của ING hay không đây? Khi mà gần đây top 3 những vị tướng được cấm nhiều nhất ở trong giai đoạn 1 vẫn là Kane, vẫn là Aya và Rui. Rui đứng top 3 và không có ngoại lệ nào xảy ra cả. Kane mặc dù bị giảm sức mạnh tới 2 lần nhưng đây vẫn là một vị tướng rất khó chịu. Một vị tướng có khả năng di chuyển rộng khắp và gần như là lấy sai bao mắt rất mạnh mẽ và tối ưu. Anh ta khả năng dồn sát thương khá khỏe ở trong khoảng thời điểm đầu, khoảng thời điểm mà các vị tướng còn lại chưa có nhiều những thứ để phòng ngự. Và vì vậy thì Kane nếu được chơi một cách rộng khắp, anh ta sẽ có rất nhiều không gian để lấy sai. Vì vậy mà vị tướng này vẫn đang không được thả ra ở trong những trận thi đấu đã qua. Còn bên phía SKP, họ cấm đi Rui. Mặc dù ING Media chỉ là một đội tuyển tầm trung thôi, nhưng SKP vẫn dành một sự tôn trọng rất lớn khi cấm luôn Rui ở bên phía đội đỏ và họ cấm luôn Aya. Một sự lựa chọn cũng không quá bất ngờ trong giai đoạn cấm của Phase 1 đến từ bên phía của SKP. Chúng ta vừa nhìn thấy một hình ảnh khá thú vị đến từ Xiao. Khi anh ta phải vừa bắn pick còn vừa ghi chép. Hôm qua cũng thế. Anh ta nhưng mà hôm qua thì anh Sơn góp ý là ING Media nên in một cái bản tướng. Đó thì như thế thì sẽ giúp cho anh ta vừa có thể gọi là có được sự trực quan, vừa có thể giúp cho các thành viên đồng đội có thể gọi là góp ý cùng. Họ sẽ cùng đưa ra và cùng thảo luận về cái bể tướng trong ván thi đấu đối đầu luôn. Tại vì dù sao chẳng nữa thì việc không có huấn luyện viên mà phải trực tiếp cấm chọn cũng sẽ khiến cho Seo nhiều khi là hơi bị mất đi sự tỉnh táo của mình khi phải thi đấu trong một thời gian dài. Và hai sự lựa chọn mà SKP hướng tới sau khi nhìn thấy Kira first pick vào Van Hen, đó sẽ là Aoi và Ibanez, lựa chọn rất nhanh đến từ SKP. Một cặp tướng khỏe được lựa chọn đến từ Sài Gòn Phantom để có lẽ là mang tính răn đe vào Van Hen, và nếu như có Helen xuất hiện thì cặp Aoi và Ibanez cũng không quá lo ngại. Đó đang là Enzo đến từ bên phía của ING Media, sau đó là Ignis. Ignis thì rất dễ hiểu khi đối đầu với vị trí của Ibanez. Còn Enzo cũng là vị tướng đánh khá tốt khi đi hỗ trợ để đối đầu với con Ibanez của Khoa. Tuy nhiên thì nếu như đã là Enzo thì ING buộc phải có một ván đấu mà thường họ sẽ phải áp đặt được lối chơi, họ sẽ phải chơi tấn công thì Enzo mới phát huy được tác dụng. Còn nếu như mà con Enzo không vượt qua được cái sức mạnh của Ibanez, đặc biệt là về khả năng chống chịu, thì kể cả trong trường hợp móc Ibanez ngược trở về, đôi khi nó sẽ là mồ chôn cho cả team ING ở trong trận đấu này. Richter cũng được lựa chọn đến từ Zero. SKP chọn tướng rất căng tay ở trong 3 sự lựa chọn đầu tiên. Chắc chắn rồi, họ không muốn để mình mất đi những điểm số ở trong thể thức hiện tại khi mọi thứ đang là rất khắt khe. Một ván thua thôi trong một trận đấu kéo dài 5 ván cũng thể khiến đội tuyển đó gần như không có điểm nào trong ngày hôm đó luôn. Nên vì vậy mà SKP cũng đang cho thấy được cái sự căng tay nhất định, những vị tướng thuận tay nhất được hướng tới cho các vị trí chủ lực.
Richter là sự lựa chọn cho thấy được sự khát khao đến từ bên phía của SKP trong việc phải mở tỷ số. Và Richter cũng làm trong top những vị tướng có được tỷ lệ thắng cao nhất với 7 trận thắng, và rõ ràng là đó là một tỷ lệ cho thấy rằng Richter vẫn đang tạo được cái dấu ấn của mình dù đã trải qua bao nhiêu meta. Còn lực cấm còn lại bên phía SKP hướng tới đó sẽ là lực cấm thẳng vào vị trí đi rừng khi mà ING Media đang để lộ vị trí rừng. Và với việc lựa chọn Enzo ở trong phase thứ nhất này, chắc chắn rồi vị tướng này sẽ khó mà có thể xuất hiện ở vị trí đi rừng, khi mà Enzo gần đây đang được hướng tới vị trí trợ thủ nhiều hơn, thậm chí là vị tướng này còn đang được cấm ở phase thứ hai khá nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là Enzo này nằm trong tay của hậu lê hay ở trong giai đoạn về sau. Nếu như bàn pick thuận lợi thì vẫn sẽ là một Enzo đi rừng dành cho Jerry. Lúc này là sự chọn cấm cuối cùng của ING, họ cấm vào đường giữa của Fizz, Zata và Liliana. Liliana hoàn toàn có thể là vị tướng cuối cùng để cấm đến từ ING, và đúng là như vậy rồi. Một vị tướng cơ động, một vị tướng cơ động và cũng có khả năng nghĩ rằng khắc chế Van Hên tương đối tốt đến từ bộ chiêu thức, có khả năng sốc đàm và thậm chí là cú cào nếu như kèm theo nội tại nó sẽ là rất đau. Và Rat sẽ là sự lựa chọn dành cho Fizz ở trong một đấu này trang đầy. Vẫn còn 40 giây. Có lẽ rằng là bên phía SKP đã định hướng tới quân bài XG cho vị trí của Fizz cho đến khi mà ING lựa chọn vào Enzo. Và khi có Enzo như vậy thì họ phải đổi hướng sang một vị tướng khác có khả năng thoát thân chủ động hơn và có khả năng sốc đam đủ nhanh để tạo được đột biến và cũng tránh bị bắt lại bởi những tình huống tấn công đến từ Enzo, những cú chọc nã từ vị tướng này. Tỷ lệ thắng của quân bài Rat chỉ là 0% mà thôi. Trong đó là có 3,2% tỷ lệ lựa chọn, một tỷ lệ cũng khá khiêm tốn cả về mặt được ưu tiên lựa chọn cũng như tỷ lệ thắng. Và liệu rằng SKP có thể tẩy được tỷ lệ thắng tồi tệ này của vị tướng Rat này hay không, đây nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng cầm nhịp trận đấu đến từ Fizz ở khu vực đường giữa. Còn hai sự lựa chọn còn lại mà ING đang hướng tới, một sự nhá hàng vào khu vực tuyến trên, một vị tướng trung tính dành cho Kira, đó là Yena. Và sự lựa chọn còn lại là một vị tướng để cầm hơi trước AoE của bên phía đối phương, đó là Nakut, một vị tướng mà tôi đánh giá ở trong meta hiện tại hầu hết là đánh kiểu cầm chừng và cũng rất khó để có thể tạo được áp lực hiệu quả ngang bằng với AoE của đối phương ở trong khoảng thời điểm đầu trận đấu. Một vị tướng rất khó đánh, vẫn đang là một vị tướng có thể sử dụng đối đầu được với Kira, với AoE. Còn SKP họ khóa lại bằng một sự lựa chọn có vẻ là cực kỳ chắc tay dành cho vị trí của Red rồi, đó là Elsu. Và có vẻ như là khán giả lúc này đang là những khán giả fan của SKP phần đông đảo thì phải, khi mà tôi thấy rất nhiều những comment Elsu, và đúng là có Elsu xuất hiện dành cho đội tuyển SKP rồi. Một sự dự đoán rất tốt đến từ tất cả các bạn khán giả, đó là Elsu dành cho Red. Red cũng đã có một ván đấu Elsu rất hay trong cuộc đối đầu với đội tuyển Black Sarus và thủ nhà cân 3, đem lại một ván đấu có thể nói là nghẹt thở dành cho đội tuyển Sài Gòn Văn Tùng. Và một lần nữa Red sẽ sử dụng Elsu, một trận đấu Elsu anh ta sẽ đối đầu với Enzo và Van Hên ở cánh dưới của đội tuyển ING. Về mặt sải tay tôi nghĩ rằng là con Elsu này hoàn toàn để vượt trội hơn so với sải tay của bên kia. Tuy nhiên thì con Enzo sẽ vẫn rất nguy hiểm ở Red ở trong trận này. Tôi nghĩ rằng phải ngắm bắn cũng cần cẩn thận để né được cả những cú chọc nã được tạo ra từ hậu lề. Đây là một vị tướng có lẽ sẽ gặp khó trong việc giữ vị trí, đối phương có Enzo, nhưng liệu rằng hậu lê có chơi Enzo hay không, tất cả cũng phải chờ đợi vào trận thi đấu bắt đầu. Chúng ta đều biết rằng phong cách thi đấu của hậu lê một phong cách thi đấu năng nổ, thiên nhiều về tấn công. Anh ta chơi tốt những vị tướng kiểu dạng như là Thên hay là những vị tướng theo kiểu dạng lao thẳng vào trong giao tranh luôn để tanh. Và vì thế một vị tướng cần phải có được sự khéo léo như Enzo thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cả kỹ năng cá nhân đến từ người chơi này nữa. Anh ta có thể nâng tầm được vị tướng này hay không đây? Dù là Enzo xuất hiện trong một vài những lời cấm ở phase thứ hai, nhưng mà hầu hết những lần xuất hiện của vị tướng này thì không có quá nhiều ván thi đấu thành công. Có chăng ván thi đấu nổi bật nhất từ đầu mùa giải Enzo đó sự xử lý tuyệt vời từ Qua mà thôi. Anh ta chơi Enzo rất mượt mà trong ván thi đấu đó. Còn lại thì các tuyển thủ khi lôi Enzo ra trong đấu trường hy vọng thường độ hiệu quả là không cao. Và ở ván thi đấu này, Hậu Lê sẽ cần phải làm rất khéo để có thể bắt được vào chủ lực, khi mà có lẽ Elsu sẽ là mục tiêu dễ nhất để anh ta có thể hướng tới ở trong ván thi đấu này, trong bối cảnh những vị tướng còn lại đều có khả năng cơ động cũng như là rất khó để bị chọc nã. Và hãy cùng nhau đến ngay với ván thi đấu đầu tiên giữa ING Media và SKP. Ngay lập tức là SKP tràn qua rất đông người và có một cú trao đổi chiêu thức khiến cho Hậu Lê mất đi khá nhiều máu. Đây là Enzo của Hậu Lê và ngay lập tức ăn vài cú đá của Fizz rồi, thêm cả viện chi kích được bắn từ Red nữa, nó cũng khiến cho Xiao bị mất đi một vạch máu. Lính được giải quyết rất nhanh đến từ bộ đôi của đội tuyển Sài Gòn Tôm. Và trong tình huống di chuyển vừa qua thì có vẻ như Jerry cùng với Van Hên của Jisuti đã cướp đi một con quái nhỏ của Bông mà thôi. Nó chỉ là một con quái nhỏ. Jisuti mất tốc biến từ rất sớm khi sự có mặt của Fizz và Khoa, nó có lẽ khiến cho Jisu cũng phải giật mình. Và anh ta dùng tốc biến để giữ lại tính mạng của mình thôi, thì của đi thay người. Còn đứng dưới này thì Bông sẽ cướp đi con bùa đỏ khi mà Jerry mất quá nhiều thời gian ở nửa trên. SKP đang không làm tốt ở khoảng thời điểm đầu trận đấu ở trong tờ thi đấu khai mạc, khi mà họ đánh rất chậm, họ gần như là ít khi thực hiện những cú xâm lăng rừng, điều mà họ đã từng khỏe và rất mạnh ở trong quá khứ.
Và ở trong ván thi đấu này có vẻ như họ cũng đang muốn giữ đi thế chủ động. Một tình huống vỗ cây hay từ chiều Khoa và câu được tốc biến cho người CL rồi, nhưng chóc nã từ hậu lê lật được Khoa về. Khoa có chạy được về không đây, anh ta còn một cú tốc biến, vẫn còn một tình huống cây đổ để có thể lưu được về và thoát khỏi một tình huống ám sát nhanh đến từ phía ING. Một phá móc tốt của hậu lê ở giai đoạn đầu game thì con Ubernet vẫn chưa có hạt giống sinh mệnh, và vì vậy thì cái khả năng càn lướt đến từ Enzo với chóc nã nó vẫn có thể hoàn toàn phát huy được tác dụng của mình. Hậu lê vẫn đang ôm hoàn toàn đường giữa, vẫn đang ôm liên tục đường giữa, bắt đầu tung ra chóc nã rồi. Đấm trượt đến từ vị trí Covid, nhưng vẫn là tốc biến để đấm nội tại ngược trở về, nhưng nó chưa đủ tầm để Bơm có thể lao tới. Hậu lê tung ra một cú móc dây chính xác và hất được Covid về. Covid lúc này không còn tốc biến nữa, lượng máu của Covid là rất ít vào thôi, kéo được Covid về thêm một nhịp nữa. Dây đi chém với một cơn rắc rối và sau đó bôi băng vào với bồi thẩm đoàn thì đủ sát thương rồi. Chiến đấu TH dành cho Jerry, nhưng rồi thì anh ta cũng phải trả giá khi Bơm đòi lại cái mạng vừa rồi, và chỉ là một đổi một thôi, một đổi một mà thôi. Một tình huống giao tranh nơi mà Fish là người chủ động, nhưng anh ta đã đấm trượt đi cú đấm thăng hoa từ trước đó, nhưng ta vẫn lao vào vì anh ta biết rằng có Aoi đằng sau chi viện cho anh ta. Và đây là một tình huống xử lý đến từ Red khi anh ta phát hiện ra hậu lê đứng ở trong cái bụi đó, không đi thẳng vào để rồi dính chóc nã, mà xử lý vị trí kích rất tốt. Một cú bắn để giữ được con quái rừng này, và cú bắn đó là đủ sát thương. Red có được sự kinh nghiệm, anh ta không dễ đi thẳng vào bùa khi không có sai, dù đó là bùa nhà mình, nhưng lần này thì có lẽ là mất đi sự tỉnh táo từ đó là Red rồi. Red cố gắng rất bắn, cố gắng tốc biến, nhưng anh ta vẫn phải nằm lại và sát thương cuối cùng thuộc về cho hậu lê. Dù đã quá cẩn thận nhưng Red vẫn đã mắc mưu khi hậu lê chưa về ngay sau tình huống ở lại bùa đỏ đó, mà anh ta ở lại kèm ngay ở khu vực giữa sông. Red đã phải trả giá. Red phải trả giá, anh ta rất tự tin tung ra cú bắn, phải nói rằng có cảm nhận rất tốt để phát hiện ra hậu lê, nhưng có lẽ với sự tự tin đó nó cũng là điểm yếu của Red ở trong tình huống vừa rồi, khi mà hậu lệ quái Bơm đang đu tới đường dưới này. Kira mất tốc biến lùi về với khoảng hơn 1.000 máu trên người, và liệu rằng có ở lại không, đây ở lại được vì hậu lê đang tới, bắt đầu quăng dây quăng được có Bơm. Bơm phải mất long diệt, nhưng cú long diệt này chưa phải là có tầm quá đẹp. Cuối cùng thì Bơm dùng thêm một nhịp long chảo nữa mới có thể lùi về an toàn được. Còn trong cái đó ở nửa trên, Jerry muốn tận dụng thời cơ mà Bơm đang hết chiêu để có thể cướp con bùa đỏ nhưng không thành công. Fizz và Khoa cũng kê luôn phần bùa đỏ này rồi. Ít nhất ở trong những giai đoạn đầu tiên chúng ta đang thấy sự thi đấu khá tốt, khá xông xáo đến từ hậu lê với những cú quăng dây của mình. Khá năng nổ, và tình huống anh ta chóc nã được vị trí của Red cũng là một tình huống có lời cho bên phía ING ở tuyến trên. Tiếp tục là điểm đến khu vực cánh trên, nơi mà Red đang phải giữ vị trí cùng với cả Khoa nữa. Như đã nói thì việc có thể chốc nã lên người của Red liên tục nó là điều quan trọng, tại vì ở trong ván thi đấu này anh ta cũng chính là mục tiêu dễ bị khai thác nhất, bên cạnh những vị tướng khá cơ động mà bên phía của EKP đang sở hữu vào lúc này. Hiện tại đang có một vài những sự cố đến từ bên phía đội xanh, và đó là ING Media. Trận đấu mới diễn ra được ít lâu thôi, và lợi thế hiện tại đang nghiêng về cho ING khi họ nhìn có một chút về mặt lượng tiền nhưng không quá đáng kể. Không quá đáng kể đâu, chỉ khoảng 300 tiền thôi. Nhưng ít nhất là con Enzo nó được chơi ở trong thế công, nó là một thế cần thiết. Buộc Enzo đối đầu với Ubernet phải được chơi trong thế công thì nó mới tạo ra được nhiều áp lực. Chứ còn nếu như mà để cho con Ubernet quá khỏe thì những cú chóc nã của Enzo gần như là khó để có thể triệt hạ đi một thành viên nào. Hậu lê đang làm tương đối hay, những bước di chuyển đầu tiên, những câu mở bài đầu tiên đang được bên phía của ING làm khá hay. Nhưng phải hay đến thời điểm mà họ duy trì được nhịp thi đấu đó đến con sẽ ra bóng tối. Vì nếu như có được sẽ ra bóng tối và tiếp tục snowball trận đấu thì đó mới là thời cơ và là điều kiện chiến thắng cao dành cho ING. Còn nếu như chỉ là dừng lại ở những pha khởi đầu hay như thế này và để về sau Sài Gòn Tôm họ dùng kinh nghiệm để đánh kiểm soát con người trở lại, thì ở trong đoạn về sau cái tiên lượng đến từ bên phía ING vẫn sẽ là tương đối khó trong cuộc đối đầu này. Chất tướng về sau của đội tuyển Sài Gòn Tôm làm chất tướng không hề yếu, họ rất khỏe, đặc biệt là khỏe ở thời điểm giữa game. Elsurat, Ibanez và Aoi đều tướng rất tốt, Richter cũng có khả năng đánh ở giữa trận đấu với nhịp băng càn từ bên hông rất khỏe nữa. Nên vậy Sài Gòn Tôm chấp nhận đến mất đi một vài mạng đầu tiên, tôi nghĩ rằng nó không phải là quá thua thiệt đến từ những bóng mà Sài Thành. Có thể thấy rằng là ING Media cũng đang giữ vững được tinh thần của mình ở trong ván thi đấu này. EKP không thể lấn lướt được quá nhiều trong khoảng thời điểm đầu tiên. Và năm nay là một năm mà các trận đấu diễn ra với một kịch bản rất khó lường. Và hiện tại vẫn chưa có một trận đấu nào thực sự là một chiều cả. Có chăng là trận đấu giữa FPT và OneStar là một trận thi đấu mà FPT hụt hơi hơi sớm ở trong hai ba thi đấu còn lại thôi. Còn những trận thi đấu còn lại thì mọi thứ đều diễn biến rất khó lường, thậm chí là những đội tuyển đánh giá thấp hơn còn có thể tạo lợi thế và mở tỷ số trước cơ. Và ở ván thi đấu này thì chúng ta không thấy sự khác biệt nhiều về mặt kiểm soát khi mà các thành viên ING cũng đang thi đấu cách rất cứng cáp. Fish mất đi quá nhiều thứ để bỏ chạy rồi, và anh ta vẫn phải nằm lại với cú hỏa trận từ Seo. Chóc nã tiếp tục là xử lý tốt từ hậu lê, kéo được Zero về. Zero còn cho mình đó là công thủ toàn diện, Bâng băng vào nhịp sau tìm được Seo. Seo vẫn còn tốc biến, Seo cố gắng lui về hậu lê bị kẹt lại tuyến sau. Hậu lê bị tìm thấy Bâng, Bâng lao vào tuyến thứ hai tìm thấy người còn lại, không tìm thấy ai cả. Hậu lê về được, hậu lê bị dính hạt giống sinh mệnh đến từ vị trí của đó là Khoa, và Khoa lao vào cây đổ nhưng hậu lê vẫn còn tốc biến trên người và chẳng thể bắt được ai cả đến từ phía SKP. Chưa thể bắt được, có bắt được một người hay không đây, đó là Jerry. Lần này thì bắt được rồi, khi mà Jerry cũng đã dùng hết lướt của mình và Bâng chờ đợi được cứu lướt đó để đu long chảo vào.
và xử lý bình tĩnh đến từ Lai Bừng và đem lại điểm cuộc thứ ba dành cho đội tuyển Sài Gòn Tôm. Nhưng trước đó thì là cú bắt người hay ở giữa sân một lần nữa đến từ ING Media và nó thuộc về Hậu Lễ, thì anh ta quăng dây được vào Fizz. Fizz đã có một tình huống xử lý mà tôi nghĩ rằng là chiêu anh ta ấn cũng khá khó để chúng ta theo dõi được. Giật mình. Một tình huống mà Fizz cũng hơi giật mình, nhưng mà Fizz xử lý cũng tạm thời là hay. Chỉ có điều rằng đến khi mà anh ta về được đến cái trụ đường giữa thì cái tầm chiêu của CL nó cũng rất ảo, nó khiến cho Fizz bị nằm xuống với cú hỏa trận. Chỉ nếu như đó là tình huống Fizz thoát được thì có khi lại là highlight đến từ người trên đường giữa của SKP. Chỉ cần một cú quăng xích chuẩn đến từ vị trí của Hậu Lê thôi thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Fizz cũng đã mất đi tốc biến cho tuống cố gắng thoát thân trước đó rồi. Jisuti tại tuyến trên đã lui được về bằng tốc biến, muốn băng trụ từ SKP. Họ có 4 người và họ tự tin làm điều đó. Jisuti không còn khả năng để ở lại giao tranh. Không, anh ta bấm ulti quay lại tích nội tại. Anh ta có sự hỗ trợ đến từ Xiao và với việc có thêm Ignis hỗ trợ nữa thì việc giải quyết tâm lính là khá nhanh. Qua đó thì SKP cũng không thể nào giải quyết được nhanh cái trụ ở tuyến trên. Không thể giải quyết được và lúc này Thiệu Lê cũng đã có mặt ở đó. Jisuti ở lại, quyết định là không về, quyết định là cố gắng ở lại để tiếp tục farm hết tân lính. Hậu Lê vừa đi qua cái mũi bên kia vào Red hình như chưa biết. Chọc Red đá. Chưa biết. Góc quá đẹp cho Hậu Lê. Bâng đu đến và làm việc nhanh hơn rất nhiều. Hậu Lê ra hơi muộn mất rồi và có thể sẽ là mất đi hai mạng. Cú có mặt phải nói rằng là quá hay đến từ Bâng. Hai nhịp đu tuyệt vời của Aoi nó khiến cho Jisuti nằm xuống quá sớm. Hậu Lê đâm ra là bị hớ trong tình huống thi đấu vừa rồi và hai mạng nằm xuống một cái trụ đường trên có cho SKP. Một miếng mồi ngon nhưng Red cuối cùng thì lại chưa kịp hứng phải cú xích thì đã phải lên bảng đếm số rồi. Đến từ đối phương của anh ta còn không bị đường dưới này. Một tình huống băng vào đến từ một dịch quỷ trong tay của Zero nhưng không thể nào bắt được Kira. Kira có một lượng máu nhỏ lui về. Hết tứ nguyệt chảm rồi. Cú đấm của Fizz cũng không chính xác. Và Kira bấm cầu băng xương. Nhầm rồi. Có khi là một tình huống Z-Map. Và bấm nhầm cầu băng xương hơi đáng tiếc một chút. Một thông tin có lẽ sẽ có thể khai thác được từ SKP. Rõ ràng là tình huống nhầm cầu băng xương vừa rồi nó cũng sẽ hơi tai hại một chút vì nó sẽ tạo điều kiện cho những chất tướng có khả năng sồ vào của SKP dễ dàng ăn mạng hơn. Chất tướng SKP sồ vào thì đúng là rất khỏe, nhưng nếu như họ bị outplay bằng xương thì đôi khi sẽ là cơ hội phản công cho ING. Bây giờ thì Kira sẽ phải thiếu một cách cẩn thận hơn rất nhiều. Sẽ ra bóng tối, tiên phong đang được đẩy ở đường dưới. Fizz cùng với đồng đội đang rất gần với cái trụ đường dưới rồi. Nhiều khả năng là Kira sẽ hơi khó thở trong tình huống này. Trụ chỉ còn nửa cây máu, Zero bắt đầu băng vào rồi. Lần này không có băng xương. SKP cũng họ cũng tràn vào một cách hết sức tự tin thôi. Mất đi nửa cây máu. Fizz cố gắng muốn đá thêm một nhịp nữa. Nó chỉ là cú đá vào CL mà thôi khi mà Kira đã về đủ sâu ở trong trụ. Hậu Lê ở đường giữa bị cô lập rồi, bị tìm tới bên Khoa nhưng không ai bắt được anh ta cả. Anh ta quay ngược trở lại với một tình huống chói được, đó là Khoa. Khoa bấm hạn dùng sinh mệnh ra, hồi được khá nhiều máu và cũng chẳng ai bên phía ING đủ sức để có thể sốc đam được anh ta cả. Đường dưới trụ tự có, còn ở khu vực đường giữa thì cú bắn từ Red đã khiến cho Jisuti còn lại một chấm máu nhỏ thôi. Ôi. Kira, Kira gặp nguy hiểm. Một tình huống mà Kira gặp ngay Bâng và thêm một cú bắn nữa từ Red rồi. Khi Red được đứng cao tại giữa sông để ngắm bắn với những cú viễn chiến kích của mình thì những viên bắn anh ta tạo ra nó áp lực không nhỏ vào các thành viên bên phía của ING Media. Bắn rất tốt đến từ Red, cú bắn nữa nó khiến cho Hậu Lê chỉ còn nửa cây máu mà thôi. Red ở trong trận đấu này ngoài pha xử lý đầu tiên anh ta hơi chủ quan và bị Hậu Lê móc lại thì còn lại anh ta vẫn đang tung ra những cú viễn chiến kích phải nói là rất chính xác ở trong bán thiếu này. Liên tiếp là những cú bắn viễn chiến kích ở đường giữa mà chưa trượt phát nào khi mà camera lia đến khu vực đường này, tạo ra áp lực quá lớn. ING phải về, bây giờ họ mới bắt đầu kéo người ra. Còn cánh của Sài Gòn Tôm đang đẩy rất cao ở nửa trên này khi có sự góp mặt của Bâng và Zero. Ở nửa dưới thì là sự góp mặt của Jerry. Jerry đang phải giạt nhà, đang phải tích lũy tiền ở thời điểm này, không thể solo trực diện với Aoi và anh ta lựa chọn phương án đẩy lẻ. Tôi nghĩ rằng đó là phương án xử lý tốt đến từ Jerry. Đó là hai trụ dành cho Jerry ở tuyến dưới rồi. Còn bên đó bên phía SKP đang hướng tới con Seja này, chỉ có Hậu Lê tại đây mà thôi. Kira và Jisuti đang có mặt. 3-4, bây giờ là 4-4 rồi. Hạt giống sinh mệnh đến từ Khoa là khá đẹp. Và lúc này Long Diệt băng vào đam là quá nhiều. Zero dí được thêm một người nữa rồi. Kira lấy đi mạng của Red thành công. Jerry băng vào với hình quyết nhưng có vẻ như mọi thứ đang là tiêu tan từ bên phía ING Media khi họ mất nhiều máu hơn những gì mà đối phương tạo ra. Và ngay lập tức thì Hậu Lê cố gắng thoát thân thành công. Anh ta còn tốc biến né khỏi một cú đấm chân không. Và những gì mà ING để lại đó là việc mất đi 3 người quá nhanh. Một pha lao thẳng vào vòng vây địch và dựng ra hạt giống sinh mệnh rất đẹp để băng vào theo nhịp tiến của các thành viên đồng đội đến từ Khoa. Rõ ràng là sau con Seja, con Hảo Hảo Seja vừa rồi thì đội tuyển Sài Gòn Tôm họ cũng đã nhồng lên đánh rất nhanh ở trong pha đấu vừa qua. Nhưng cũng phải nói rằng là Hậu Lê bây giờ nếu như có ý đồ kéo vào Khoa thì bản thân Hậu Lê cũng phải cảm nhận được rằng là Khoa có nội tại cây đổ hay không. Bởi vì tôi đang thấy rằng Khoa có nội tại là Khoa cho Hậu Lê kéo và sau đó thì Khoa sẽ vỗ và ủi về luôn. Nên vì vậy nó sẽ là một combo rất nguy hiểm. Hậu Lê cần phải đếm nhịp nội tại đến từ Khoa chứ không phải bây giờ là kéo bừa bãi nữa. Khoa đã có giải và lúc này Khoa cũng đã bắt đầu có những cái món đồ chống chịu đủ cứng để anh ta không bị sốc sát thương ngay khi mà anh ta bị kéo về chóc na.
Khoảng cách lượt tiền hiện tại đang là nhỉnh hơn cho SKP sau pha giao tranh vừa qua rồi, nhưng không phải là quá lớn. Tướng ANG Media lại không phải là một chiếc tướng phù hợp với lối đánh ở thời điểm hiện tại. Họ không tạo ra áp lực đủ hiệu quả trong giai đoạn sớm. Và càng đánh về sau thì có lẽ mọi thứ sẽ càng lúc càng khó khăn hơn cho Jisuti với Van Hen, hay thậm chí là Xiao với cả Ignis nữa. Zero! Zero bị bắt lẻ rồi. Anh ta khá cơ động nên cú bập đầu đến từ ING không đủ sức để có thể vây được vào Richter của bên phía đối phương. Fish cũng có một cú đấm đầy cảm giác khi phát hiện được hậu lê ở trong đó. Không, đó một tình huống đặt ứng chặn. Và hậu lê phải đứng phá mắt đến từ anh ta, nên vì vậy mà Fish mới có thể đấm được vào vị trí của hậu lê. Vẫn là một thế trận đánh rất chật vật đến từ phía ING. Họ vẫn phải chờ cơ hội để đánh ngược trở ra, nhưng khi mà những cú xích đến từ hậu lê không còn hiệu quả và anh ta là người mắc quá nhiều sai lầm thì không còn ai để sửa sai cho ING hay thậm chí là cả hậu lê nữa. Hậu lê lên bảng điểm số rồi, Jerry thì vẫn có thể đẩy trụ được với Nakroth. Liệu rằng là anh ta thể né được giao tranh trong bao nhiêu lâu đây? Rồng vẫn sẽ thuộc về cho SKP. Rõ ràng hậu lê có lẽ là một trong những tuyển thủ đại diện cho việc là đánh hăng máu là như thế nào. Đánh quá say máu khi mà anh ta đứng mãi ở cái bụi phía bên phải, nơi mà ở phía bên kia bờ tường Red đã có một cái ưng chạm. Và hậu lê quá dễ bị bắt bài. Cú đá vào trong cái khoảng mà tôi nghĩ rằng là họ đủ cảm nhận được rằng hậu lê sẽ đứng ở cái phần còn lại, nơi mà cái mắt không chiếu tới. Và Zero đạp tốt ở trong tình huống xô vào đầu tiên. Còn đây là combo giữa Fit và Zero. Đau. Cú tả xung quanh đầu tốc biến nó khiến cho Jerry bốc hơi luôn ở trong nhịp tiến đấu vừa rồi. Không kịp trở tay từ Jerry luôn, một cú lao vào đấm cực kỳ quyết đoán đến từ vị trí của Fish. Và qua đó thì người đi rừng bên phía của ING đã phải nằm lại thêm một lần nữa rồi. Những gì anh ta để lại được đó là khoét vào được rất sâu tại hai cánh. Và đó là những nỗ lực trong bối cảnh mà Nakut tầm này cũng không đóng góp được sát thương nhiều. Thì anh ta ít nhất là cũng đã giúp cho bên phía ING giải tỏa được phần những áp lực ở khu vực hai cánh và giúp họ có nhiều thời gian hơn để phòng ngự tại khu vực trụ đường giữa. Họ vẫn còn cái trụ một đường giữa do bảo vệ được nó. Hai cánh còn lại thì lính vẫn đang là cao đến từ ING Media và lính của SKP mới chỉ qua được nửa sông thôi. Một cú đá là khá đau, nó khiến cho Jisuti mất hơn nửa cây máu. Và một cú bắn từ Red thì sao đây? Nếu như một cú đấm và một cú đá thành công thì hoàn toàn Jisuti có thể nằm lại và đó là một cú bắn rất đau từ đó là Red rồi. Thêm một viên nữa. Hậu lê sẽ phải che chắn rất cẩn thận cho Jisuti đây. Hai người đều yếu rồi, còn đường giữa Xiao lên cao thế này để làm gì đây? Cố gắng clean đường giữa. Thật may cho Xiao là pha vừa rồi bâng không quyết định đu vào. Chứ nếu không thì có lẽ Xiao cũng phải mất thêm một cái tốc biến nữa. Còn sẽ ra tiếp theo đang được ăn đến từ đội tuyển Sài Gòn Phan Tôm. Họ đang ăn và không phải gặp bất kỳ một sự truy cản nào đến từ Inh cả. Hậu lê là người gần nhất con xe ra này. Hậu lê làm cầu may không cướp được con xe ra này, rồi bâng giữ được nó và Khoa nhân thời cơ đó băng lên dựng hạt giống sinh mệnh khép cộng đối thủ là quá tốt. Hậu lê lướt qua phía bên kia bờ tường, Khoa ấn một cú giải tuyệt vời để outplay nhịp lật về của hậu lê. Không còn hậu lê trên bản đồ nữa, phần còn lại kia ra không vào nổi. Imagino khép góc cũng là tốt. Và như vậy lại là một giao tranh thắng nữa dành cho đội tuyển Sài Gòn Phan Tôm. Bắt đầu bế tắc rồi, hậu lê nằm lại quá nhiều ở trong những tình huống di chuyển sau đó. Một vài những cú chốc nã đầu game nó không đủ sức để khiến cho bên phía của ING Media có thể tạo ra một điều gì đó. Và một cú đấm đến từ Fish là quá đau. Một cú đấm khiến cho Kira mất đi gần nửa cây máu, hơn nửa cây máu trên người. Và lượng tiền cách biệt lúc này vẫn đang lao. Một tình huống xử lý hay từ đó là Fish rồi. Kira biến về để cho Fish đoán ra. Fish sẽ đổi mạng được với Kira. Đó là một tình huống mà Fish đã gần như đoán biết được rằng Kira sẽ đứng về trong cái bụi đó để biến về. Và cú đấm của anh ta là quá đau. Ở khu vực đường giữa này sẽ có 4 người cộng thêm với con Seiza này nữa, hòa trận không thể đủ áp lực để dọn được hết tơ lính này. Jisuti ăn nguyên một tình huống long diệt và một tình huống mang vào đến từ Zero nữa, lên bảng điểm số là rất nhanh. Điểm cùng dành cho SKP, gõ trụ đầu đường giữa rồi tiếp tục tiến vào xoay xích nhưng cũng chẳng thể làm được gì từ hậu lê cả. Và sau pha giao tranh này thì mọi thứ có vẻ nặng nề hơn với cả bên phía ING Media rồi. Như đã nói thì đầu game họ có được lợi thế ăn được 2 mạng dẫn được 300 tiền thì họ phải duy trì được cái nhịp đấy đến thời điểm xe ra cơ thì nó mới giải quyết được vấn đề. Còn đến lúc có xe ra sáng tôm ăn 2 con thì mọi thứ đã bắt đầu về đúng quỹ đạo rồi đây. Đặc biệt là khi mà SKP vẫn đang có những phán đoán quá hay, trận đấu này đúng là tôi đã nghi ngờ là Fit đã lên giày xuyên giáp phép và đúng là như thế. Fit lên giày phù thủy cùng với triệu bùng nổ và mũi kết bảo sao những cú đá của Fit là một cú nửa cây. Kết hợp thêm cả thần quang, đây là cú băng vào đường dưới đến từ Bâng cùng với Zero. Jerry còn nửa cây thôi. Haoi của Bâng vẫn đang quá mạnh ở thịt mày, còn Jerry chưa thể tìm ra một góc để anh ta có thể vào sau. Tầm này vào đầu đến từ Jerry là không nổi, có lẽ cần phải vào sau thôi để có thể một chém lấy đi cái mạng của Fit hoặc Red chẳng hạn. Còn lại nếu như mà Jerry cứ đứng ra và mất máu trước như thế này thì rất khó để có thể có một người kết liễu đi phần đằng sau của đội tuyển Sài Gòn Phan Tôm. Dòng ánh sáng được ăn gọn gàng đến từ SKP và thậm chí họ đang muốn bắt người. Xiao bị kẹt lại, bật ấn giải trên người của hậu lê. Xiao mất đi băng xương và sau đó cũng không còn Xiao nữa khi long diệt của Bâng là đủ sức để hạ cũng đi Xiao rồi. Hậu lê và Xiao đứng quá cao và đó là cú vỗ tay rất hay từ đó là Khoa.
Jisuti suýt phải nằm lại, Fish đấm không trúng nhưng Fish gặp ngay Kira đang bọc đầu, mất đi cầu băng sơn của Fish rồi. Fish lên bàn điểm số khá nhanh. Một pha chớp nhoáng cơ hội đến từ Jerry. Si Kira sắc đao được Zero và đây thì muốn giao tranh lỗi từ phía EKP khi Khoa bị lật lại. Khoa quá đất đập lúc này vẫn coi sắp ảo. Rất nhiều giáp quãng chọc lên người Jisuti. Jisuti thả diều rất bình tĩnh. Và qua đó thì phía ING Media gỡ lại một cú giao tranh khá quan trọng ngay trước thềm sân bạo chúa. Những sự tự tin thái quá của EKP đã được thể hiện ngay sau khi họ hoàn thành được con rồng khu vực tuyến dưới. Họ đánh vào như một cơn bão vậy nhưng sự phối hợp của họ lại không quá nhuần nhuyễn. Hãy xem lại pha replay này. Tình huống mà EKP sau khi có được rồng thì họ thừa thắng xông lên. Họ nhìn thấy Xiao đang di chuyển lỗi và họ dứt điểm đi Xiao. Có lẽ là khi Ignis nằm xuống sớm thì họ nghĩ rằng EKP đã hơn về mặt con người. Họ chủ động lao lên tấn công luôn. Cú vỗ tay đến từ vị trí Khoa lại chẳng ăn khớp với nhịp bắn của Red và cũng chẳng ăn khớp cú đấm đến từ vị trí của Fish luôn. Nên vì vậy Jisuti không bị hạ gục, mất quá nhiều người để bắt vào Jisuti mà không thành công. Nó khiến cho ANG có thể giao tranh ngược trở lại và nắm bắt sai lầm của EKP. Rồi tôi nghĩ rằng là lỗi kỹ năng đến từ Fish. Lỗi kỹ năng thôi từ Fit với nhịp xử lý nhưng không thể tốc biến. Đây là sân ra bảo chúa, ai là người ăn được đây. Red bắn cung được Zeri rồi và sân ra bảo chúa vẫn thuộc về bên phía của Inh. Khi đó là Xiao là sát thương cuối cùng, một người của NKP đang kẹp lại, đó là Zero. Và bất ngờ đã tới ở thời gian từ khi mà Inh họ ăn được con Caesar và họ cũng đã hạ cùng được một mạng của NKP. Cái mạng của Jisuti là quá khó nhai này, khó nhai từ bên phía của Sài Gòn Phantom. Và khi mà Fit có một cú đấm trượt sau cú cây đến từ vị trí của Khoa thì mọi thứ đang đảo chiều rồi. Caesar bạo chúa thuộc về chỗ ING Media, mặc dù là Jerry đã phải nắm lại và Xiao đã xuất sắc giữ được con Caesar bạo chúa này. Với việc có con Caesar bạo chúa thì mọi thứ chưa khép lại. Và sau tình huống giao tranh thành công như vậy, lượng tiền cũng được rút ngắn lại một phần dành cho ING Media rồi. Càng về giai đoạn cuối trận đấu này thì các thành viên phía EKP cũng sẽ không nhỉnh hơn quá nhiều về mặt sát thương so với những gì mà ING đang sở hữu đâu. Được một cái là EKP có chất tướng lao vào mở giao tranh tốt thôi. Họ có Richter, họ có Ubernet, thế nên vẫn có phần nào đó dễ đánh đến từ SKP. Nhưng nên nhớ rằng chất tướng SKP khi sổ lên thì đằng sau sẽ hở ra khoảng trống dành cho Kira, hở ra khoảng trống dành cho Jerry. Ở trong tình huống giao tranh trước đấy thì Kira và Jerry cũng được vào và bắt những người như là Fit và Red. Thế nên vì vậy SKP cũng phải rất cẩn thận. Đặc biệt là khi có lôi lực Caesar như thế này thì anh sẽ rất tự tin để có thể tiến lên. Họ đang đẩy cùng với những con Caesar, nhưng con Caesar đứng giữa nó bị giải quyết mất rồi, còn ở hai cánh. Thì lúc này hình như là ING họ cũng chưa thể điều được một tên lính đủ đẹp để ép với những con Caesar này. Tốc độ là hơi chậm đến từ ING. Con Caesar này có lẽ chỉ giúp cho ING níu kéo hy vọng thôi. Họ sẽ không mất đi trận đấu này và vẫn còn đủ khả năng để phòng ngự những trụ bậc thềm, những trụ dàn ngoài. Cơ hội để họ quay trở lại và cũng khiến đối phương bị chậm lại nhịp hơn. Đã có băng nhẫn Skadi đến từ vị trí Xiao được lên rồi. Mỗi bên chấn yểm một phía bụi. Cú bắn của Red trúng lên người của Xiao nhưng không mất đi quá nhiều máu. Thêm một cú bắn nữa đến từ vị trí của Red rồi. Trúng lên người của Xiao lần thứ hai. Zero. Zero định làm gì? Zero chỉ biết lui về thôi, anh ta dính phải một cú xích. Nhưng trong khi đó thì Fish đã lấy mạng của Jerry. Jerry mắc phải một tình huống xử lý cá nhân. Anh ta đẩy lính tại đường dưới và bị bắt bài bởi các thành viên của SKP. Như thường lệ thì ING sẽ để cho một con Nagroth đẩy lính cao tại một cánh và bốn người đi còn lại với nhau. Và vì vậy thì các thành viên của SKP bắt bài quá đơn giản. Chỉ với một cú xử lý tả xung kích đột đến từ full combo rat của Fish thôi. Mất đi Nagroth rồi. Mất Nagroth bây giờ là cũng không tận dụng được con Caesar luôn. Lính đã hết, Caesar đã hết. Lôi lực Caesar cũng đã hết rồi. Giáp ảo cũng không còn. Và bây giờ đánh trong thế thiếu người, Kira combo được vào Zero. Nhưng Zero tỏ ra mình gần như là không mất máu luôn. SKP cố gắng cấu rỉa và bây giờ sẽ lúc họ lấy đi những cái trụ yếu máu còn lại ở cánh ngoài. Đầu tiên là cái trụ dưới không cần lính. Sau đó thì SKP cũng đang phải đợi những tên lính lên, vì những tên lính của họ đang hơi thấp. Và thật may cho ING là những con Caesar vẫn có những tác dụng, gọi là giữ được tên lính và giữ được nhịp lính. Fist đang chờ một con mồi đi lạc, một cú combo để dứt điểm luôn một người như cách Jerry đá của Jerry. Fish đang chờ tích nội tại. Fish đang bừng biến về. Fish có một cú đấm lao vào từ thằng Zero thì anh ta bị bẫy lại rồi. Một tình huống mà Fish đã quá tự tin. Và liệu lần này có là một sai lầm lớn dành cho người chơi ở giữa bên phía của SKP hay không đây? Hôm nay chưa phải là một ngày đánh hay của Fish với con Rat. Mặc dù đá thì nhiều đam thật, mặc dù đá thì rất nhiều sát thương, nhưng mà để mà nói combo mượt mà và có cả độ quái ở trong đấy nữa thì Fit chưa làm được điều đó. KDA chỉ là 353 mà thôi. Một rat full dam, một rat full dam toàn diện ngay kể cả món đồ giày. Anh ta cũng là một giày phù thủy. Bâng ở đường dưới. Bâng tìm thấy rồi. Bâng đi rồi, chém là khá đau nhưng Bâng tỏ ra mình còn nhiều dam hơn thế. Khi ban nãy thì Bâng đã bán giày và lên phức cập kiếm. Nên sát thương gây ra là cực nhiều. Jerry bốc hơi. Bâng đu được
nhưng gặp Hậu Lê mất gió mạnh, đợi được những người đồng đội tới Zero băng vào. Bâng sẽ có liềm, Bâng sẽ quay trở lại với đồng đội. Zero đang cán lên khá khỏe. Kira bọc sau, Kira lấy được bạn của ai không đây? Kira không lấy được bạn của ai cả. Và như vậy là SKP thậm chí họ còn phản công ngược. Zero đã nằm xuống rồi nhưng Red đang được free shot. Xiao là người thứ hai nằm xuống đến từ pha giao tranh này. Jisuti cũng đã nằm triple kill cho Red rồi và có thể sẽ là quad kill dành cho Red. Khi mà Hậu Lê chỉ cần một viên chi kích nữa thôi là sẽ nằm. ING tấu hài rồi. Bạn... Hậu Lê còn chạy với. Vỗ tay bèm bép và Hậu Lê vẫn chưa nằm nhưng thôi rồi. Thôi rồi Hậu Lê ơi, giáp ảo sao mà cứu được Hậu Lê trong pha này đây. Hậu Lê vỗ tay nữa đi, không được rồi, vẫn đi ra hậu bệnh. Cú lao vào từ lòng trả cho tình của Bâng, đổi qua được liền. Vẫn về được, vỗ tay bèm bép cái nữa và Hậu Lê vẫn về được nhà. May mắn quá và cũng một chút khả năng hồi chiêu rồi ta lướt qua bên kia bờ đá để có thể lưu được về thành công. Và qua đó thì bên phía IG Media chưa mất đi ván thi đấu này. Bán đồ tanh phết đến từ Hậu Lê. Một cú bán 3 đồ đến từ người chơi hỗ trợ của đội tuyển ING. Anh ta bán 2 đồ, sau đó mua 3 đồ. Và xử lý tốt để Hậu Lê vẫn giữ được tính mạng của mình. Và bây giờ thì con sẽ ra bọn chúa liệu rằng Hậu Lê có tạo nốt một cái highlight không này, khó quá. Sợ là bọn chúa thuộc về đội tuyển Sài Gòn và Tôm rồi. ING Media đã có một tình huống mà tôi nghĩ rằng là quá sai. Jerry lao vào tự tin, anh ta đoán được Bâng ở trong cái bụi ở đường dưới. Anh ta lao vào, anh ta là người chết lại và tình huống giao tranh đó cũng mang đậm dấu ấn của Bâng. Người đang rất xanh, không ai để ý rằng là Bâng đang xanh như vậy. 717, cây đây rất khỏe và lần lượt từng người một nằm lại. Kira bọc đầu cũng chết dù anh ta nhiều máu, gặp Bâng cũng nằm lại và sau trước đó đó là vị trí của Jerry nữa. Hai tình huống xử lý tốt đi từ Bâng đem về được một pha giao tranh thắng lợi dành cho SKP và với con xe bạo chúa này mọi sai lầm sẽ đều được xóa bỏ dành cho SKP. Họ cần tận dụng tốt được lợi thế này để có thể khép lại ván thi đấu. Và họ có lẽ là với đẳng cấp của mình đủ sức làm điều đó khi mà các thầy SKP bắt đầu giữ đóng băng thế lính để thế lính lao vào đều tại các cánh giúp cho họ có thể ép những đường siêu cấp rồi. Họ đang điều lính rồi, 20 phút thi đấu. SKP ở mùa giải năm nay trông có vẻ như trận nào họ cũng phải vất vả thì phải. 20 phút rồi, một trận đấu cũng kéo dài rất lâu khi đối thủ của họ chỉ là một đối thủ đang đứng ở bét bảng xếp hạng. Sẽ ra đường giữa đã có hai con, Hậu Lê bắt đầu quăng dây. Quăng vào đây chắc chắn là chưa thể chọn ai ở thời điểm này rồi. Hậu Lê tiếp tục quăng dây, lính vào là rất đều ở hai đường. Một cú hỏa trận đặt ra, lính xe ra vẫn còn tương đối nhiều máu. Đường trên thì là Kira phòng ngự, còn đường giữa thì là bốn người của ING. Kira có lẽ sẽ mất đi rau mạnh rồi. Sau cái rau mạnh đổi sang được đồ gì ở đây hay không? Đây không, Kira về được. Kira về được nhưng Zero và Khoa đang băng vào rất sâu. Zero 1, quay 4. Sẽ là Zero quay 4 người phía bên kia. Lùa 4 người phía bên kia và đủ góc để cho SKP lấy được cái trụ siêu cấp đầu tiên. Chưa end được, chỉ là một đường siêu cấp đầu tiên thôi. Nhưng vẫn còn những con Cesar đang tiến tại các cánh. Hai con Cesar tuyến dưới, một con Cesar tại khu đường giữa. SKP thể làm nhiều hơn một đường siêu cấp hay không đây? Họ vẫn có thể bám trụ lại rất tốt và chưa ai phải về nhà cả. Lượng máu là đủ để họ tiếp tục hướng tới cú ép này. Hậu Lê sẽ phải căn chỉnh rất tốt với cả cú lật này và anh ta tìm thấy được vị trí của nó phía rồi, nhưng ta quá đơn độc lúc này. Anh ta bị đấm sâu quá, đó là một cú tạo xung đột có kèm theo cả độ tại đấm flash nữa. Anh ta bị đấm quá sâu, bắn đi bắn biến trên người Hậu Lê đang cố gắng câu kéo, vẫn còn giáp ảo nhưng long chảo đã tới rồi. Không có gì để bỏ chạy cả bởi Hậu Lê đã dùng tất cả những thứ mình có để thoát thân trong pha thi đấu trước đó rồi. Anh ta nằm lại, quyết định đột biến từ Hậu Lê là không thành công và bây giờ ING Media lại sẽ thi đấu thiếu người. Kira lao vào loạt đao là quá đau, khiến cho Fish mất đi dao mạnh sống trở lại tù chẳng cũng là rất đau, nhưng không đủ đam tốc biến, không đủ đam. Lên bảng điểm số từ Kira rồi, điểm gục truyền thuyết liên tiếp dành cho vị trí của Bâng. Cơ bản thì trong pha vừa rồi Kira hay 1 thì Khoa cũng phải hay 3 hay 2 ở trong tình huống vừa qua. Bâng Khoa còn làm liền quá tốt, Bâng vẫn còn. Còn Zeddy sao đây, Zeddy cũng đổi được sát liền. Zeddy vừa hết 3 lướt rồi, Red tới và hai cú bắn là xong. Cái mạng của Zeddy đã ra đi. Khoa làm quá tốt ở trong cái nhịp thi đấu vừa rồi. Khi một mình anh ta cản 3 người, Zeddy, Xiao và Jisuti ở trong trụ. Và sau đó Khoa vẫn lướt ra được, lên được cả dấu mệnh. Và như vậy là ING họ thất bại trong tình huống bắt vào Fit và cả Bâng rồi. Bây giờ lính bắt đầu tràn vào rất nhiều. Jisuti mất quá nhiều máu, lính tiến vào, Fit đồng bụng đi giao mệnh của đó là Jisuti. Phần còn lại của SKP bắt đầu đánh nhà và tỷ số được mở dành cho bóng ma Sài Thành. Rất vất vả nhưng SKP đã mở tỷ số 1-0 ở trong trận đấu sớm này. Một trận thi đấu mà vẫn còn vài những sai lầm, một vài những sự vụng về trong cách xử lý kỹ năng từ một vài cá nhân của SKP. Nhưng điều đó không quan trọng khi họ vẫn có được chiến thắng. Một trận đấu hay đến từ người đội trưởng của Sài Gòn Tôm đó là Bâng. Pha xử lý tuyệt vời, ít nhất thì Bâng cũng phải có được đến 8 điểm vào cục ở trong trận thi đấu này rồi. Và anh ta cũng sẽ ứng cử viên cho danh hiệu MVP đến từ ván đấu đầu tiên của SKP. Một trận đấu phải kéo dài tới phút thứ 23 thì mới có thể khép lại. ING Media cũng đã rất cố gắng, nhưng ở trong khoảng thời điểm cuối trận đấu thì đội tuyển ít sai lầm hơn, sẽ đội tuyển có được chiến thắng. Và đội tuyển đó gọi tên Sài Gòn Phantom, pha mở tỷ số đầu tiên đến từ SKP. Nhưng rõ ràng là SKP ở trong trận đấu này cũng gặp quá nhiều khó khăn đấy. Họ đánh cũng hơi phiêu một chút, cũng có những sự tự tin thái quá.
Vít có nhiều lần nằm xuống với con rat của mình, những combo chưa phải quá chính xác, mặc dù nhiều đam có thể gây ra được sau những tình huống mà anh ta đá chính xác. Rõ ràng là với những cái nhịp xử lý sai lầm đến từ cá nhân của NKP thì trận đấu của họ cũng được kéo dài rất là lâu. ING cũng đã rất cố gắng. Hậu lê có bàn đấu Enzo, tôi nghĩ rằng là về mặt kỹ năng cá nhân thì là ở mức tốt, còn về mặt có lẽ là chọn thời điểm và phán đoán tình huống, có lẽ Hậu Lê sẽ còn cải thiện rất rất nhiều trong tương lai nữa. Cái tình huống mà anh ta nằm lại, tôi nghĩ rằng nó cũng không phải là tình huống anh ta nên vào sâu đến như vậy để làm gì cả. Fish đã có hai tình huống giao tranh phải nói rằng là hết sức nguy hiểm, nó khiến cho NKP từ một thế trận được lấn lướt chuyển sang một thế trận đánh vô cùng nhọc nhằn trước ING Media. Pha xử lý đầu tiên, một tình huống đấm lỗi đến từ vị trí của Rat, khi anh ta đấm trượt vào Van Hen sau một cú vỗ cây kiến tạo rất đẹp của Khoa. Còn tình huống thứ hai là tình huống anh ta định sốc đam vào Jerry nhưng không thành công. Hai tình huống đó đến từ Rat suýt nữa khiến cho NKP phải trả giá. Nhưng NKP vẫn ít sai lầm hơn so với cả ING Media ở khoảng thời điểm về sau. Một trận thua đầy đáng tiếc. ING Media lúc nào cũng chỉ là suýt thôi. Suýt thắng. Còn lại thì họ vẫn chưa thể có một trận thắng nào thực sự trọn vẹn cả. Những cái số ván thắng họ là tương đối ít. Hai ván. Và từ đầu mùa đến giờ, và rõ ràng trận đánh với cả NKP trong ván đấu đầu tiên này họ có quyền để nuối tiếc sau rất nhiều những sai lầm mà đối phương đã tạo ra ở khoảng thời điểm cuối trận. ING đã, tôi nghĩ rằng là đã hơi tự tin vào cái dạng theo kiểu là mình sẽ làm được một cái điều gì đó, bản thân của người đó sẽ làm được một cái điều gì đó mà không để ý đến những cái đồng đội đằng sau. Thế nên là cái cảm giác đánh giao tranh đến từ ING Media nó vẫn có một cái sự rời rạc quá lớn. Hậu Lê băng lên một mình, móc một người xong kẹt lại giữa 5 người của SKP. Kira băng vào và anh ta cũng không thể ngờ rằng là đồng đội không thể lên theo anh ta. Hai người nằm xuống và đột nhiên không có ai thủ nhà cả. Quá khó cho ING ở trong những pha sai lầm cuối trận đấu, nơi mà phải đâu đó gần 50 giây mới có thể hồi sinh lại được một lần. Những cái lỗi lầm như vậy, những cái sai lầm như vậy có lẽ nó cũng đúng thôi, khi mà lúc này ING đang là đội tuyển xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng. Nghĩ nhất chúng ta cũng phải dành cho họ những lời khen, những cái pha xử lý cá nhân của họ về mặt kỹ năng cá nhân rất tốt, đem lại chúng ta nhiều những cái pha thú vị và cả những cái cảm hứng dành cho quá trình luyện tập trong quá trình đấu ranh nữa, đặc biệt là pha bán đổ của Hậu Lê để thoát khỏi một tình huống mà SKP quay từ thế cũng là 2-3 người nhưng Hậu Lê vẫn có thể lết về được. Một khoảnh khắc thú vị, một khoảnh khắc thú vị và cũng thoát tim đến từ vị trí của Hậu Lê. Nhưng anh ta cũng đã thể hiện được cái sự bình tĩnh của mình khi mà thoát khỏi hai tình huống giật đuổi phải nói rằng là vô cùng gắt gao đến từ vị trí của Ibanez và Ras. Nhưng anh ta vẫn về được nhà, một tình huống highlight, ít nhất là họ vẫn có được một vài những cái điểm sáng. Về mặt lối chơi, Hậu Lê không phải là một người chơi Enzo tệ một chút nào cả, nếu như không muốn nói anh ta còn là người dẫn dắt thế trận nữa. Nhưng càng về cuối trận thì cái những tình huống chóc đá của anh ta lại không được bồi thêm bởi Dam. Bởi Dam các thành viên bên phía đội tuyển ING Media khá yếu. Nên vì thế thì dù có lật chuẩn đi chăng nữa thì anh ta cũng rất đơn độc. Và Bâng, Bâng là MVP của bán thi đấu này rồi, khả năng cao là như vậy. Với việc có một KDA trên 7 mạng như vậy thì việc anh ta có MVP là điều tôi nghĩ rằng là có thể xảy ra. Tôi vẫn tưởng ban nãy là góc quay MVP. Đó lại nhanh chóng nó quay sang phía của ING Media rồi. Tôi đoán là Bâng sẽ có được MVP với KDA đẹp như vậy, tại vì một khoản tiền tôi nhìn thấy anh ta là KDA 747. Và với KDA đó thì khó mà anh ta có thể gọi là bỏ lỡ danh hiệu người chơi có xuất sắc nhất bên phía của SKP ở trong ván đấu vừa qua. Một KDA đẹp. Và tôi nghĩ rằng nếu như những người đồng đội, đặc biệt là Red hoặc là Khoa, mà không có một cái KDA đẹp thì khó có thể cạnh tranh được MVP của Bâng. Bâng sẽ, tôi nghĩ rằng, ít down hơn Red và ít chống chịu hơn Khoa. Nhưng để xem ai sẽ là người giành MVP đây. Hình như là Red góc máy này. Elsu à? Nhiều đam nhất à? Không, chúng ta bị lừa tiếp rồi. Chúng ta vẫn đang bị outplay. Liên tục là những tình huống gọi là tỉa máy đến từ đạo diễn hình. Đó, Red vẫn ăn mừng này. Vẫn ăn mừng. Ăn mừng thế này là MVP không nhở? Không, sang cam toàn rồi. Sang cam toàn, vẫn chưa biết, chúng ta vẫn đang outplay. Và chúng ta đây, bâng. Một tình huống tỉa hình cũng rất kỹ năng đến từ đạo diễn hình. Bây giờ chắc chắn là chuẩn rồi. Không, dù cận vào vị trí của Bâng. Cứ bình tĩnh. Zido à? Anh mất sao mọi người ấy. Bây giờ anh còn có băng xương thôi. Tôi đã đổi quan liệp. Đổi quan liệp. Một tình huống rồi. Đá thêm một quả tỉa sang phải. Tỉa sang phải rồi. Tôi lên không phải fit. Fit nằm xuống hơi nhiều. Tỉa tiếp về phía của Red. Bây giờ bán em thuận. Em thuộc về. Và gọi tên. Sài Gòn Phantom. Chưa. Quả tỉa sang phải rồi. Rất lâu. Vẫn đang lia thôi. Vẫn đang lia thôi. Chưa biết rằng ai sẽ có được MVP ở trong ván đấu đầu tiên này. Chúng ta bán hết đồ rồi. Và vẫn chưa ra được danh hiệu MVP. Máy vẫn đang lia về cảm xúc của các tuyển thủ. Hậu Lê đây. Hậu Lê thường thì sau những trận thua kiểu như thế này thì Hậu Lê sẽ nói ôm đầu và nói rất nhiều. Không biết là anh ta nói gì với những người đồng đội. Trong khi đó thì huấn luyện viên trưởng lúc này tạm thời Seo đang trầm ngâm, tỏ ra khá buồn sau trận thua vừa rồi trước SKP. Tôi nghĩ rằng thua trước SKP thì không phải là một cái điều nó quá là, nhưng mà giả dụ là thua đậm quá thì không nói, nhưng đây là họ có cơ hội thắng nên là cái sự nối tiếp của họ tôi nghĩ rằng không tránh khỏi. Có nghĩa là cái khoảnh khắc thua và thắng nó rất là mong manh, có nghĩa là SKP cũng đã mắc sai lầm
Và vì vậy thì ING Media đã rất gần với việc có được một bàn thắng rồi, nhưng họ không làm được. Nên cái sự nuối tiếc của họ tôi nghĩ rằng là điều dễ hiểu, nhưng họ cần phải bỏ qua những cảm xúc tiêu cực đó và hướng tới những ván thi đấu tiếp theo thôi. Bởi trận thi đấu này vẫn còn dài và cơ hội để cho ING Media trở lại là vẫn còn. Ở bên phía của SKP hiện tại chúng ta cũng chưa thể biết được rằng ai sẽ là người có được MVP. Thì ta đây rồi. Chưa. Vẫn chưa, vẫn không, chưa. Không, góc này là chuẩn đấy, góc này là chuẩn đấy. Và MVP của trận thi đấu này đó là Red với quân bài Els. Không, Fit thì tôi nghĩ rằng là khó rồi. Khó, chỉ có Bung, Red và Khoa loại thôi. Loại trừ, tôi nghĩ là Bung và Red. Bung, Red và Khoa, bởi Khoa cũng có chỉ số đỡ đòn. Và nếu như Khoa cũng bị nằm xuống thì rất có thể chỉ số đấy là chỉ số có thể được AI nhận diện là đóng góp nhiều. Chúng ta cùng chờ đợi, vẫn đang chờ đợi cái khoảnh khắc MVP này. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể đưa ra dự đoán của mình. Các bạn có thể dự đoán lên kênh chat ai sẽ người có được MVP vào lúc này. Chúng ta chờ đợi rất hồi hộp. Rất hồi hộp. Ai sẽ là người mở tài khoản cá nhân ở trong ngày quốc tế 8 tháng 3 của bên phía SKP đây. Còn MVP bại thì chắc cũng khó đoán. Khó đoán. Không, không, không hiện lên. Hậu Lê. Hậu Lê không. Hậu Lê nằm xuống nhiều. Móc nhưng đâu có cống hiến được mạng cho đồng đội đâu. Chỉ xử lý hay thôi là chưa đủ. Còn nhiều khả năng là trong thế thua thấy người nào gây nhiều đam. Người nào như gây nhiều đam thì người đấy sẽ là MVP. Một lần Red thì rồi. Máy quay lại quay gần đến Red. Không khác được. Red. Và đó là... Đây, đây rồi. Không thể khác mà. Được. Red nhiều đam mà. Và KDA cũng đẹp mà. 7-2-5. Đó là MVP 10 điểm dành cho SGP Red. Tỉa đến 3 lần trước khi mà đến với cả Cam MVP chính thì chắc chắn anh ta là MVP rồi. Một KDA khủng khiếp. 128.000 đam được gây ra. Tôi nghĩ rằng điều khiến Red được MVP chính là vì sát thương khủng khiếp anh ta tạo ra. Sát thương. Vâng, là ăn được mạng nhưng mà đam lại không to bằng. Đúng vậy. Nên vì thế thì AI sẽ nhận diện rằng người có được sát thương nhiều hơn và KDA thuận hơn thì sẽ là người có được MVP. KDA anh ta cũng rất ổn. 7-2-5 chỉ phải nằm xuống có 2 mạng thôi và gây được tới 7 điểm hạ gục. Thì rõ ràng MVP là xứng đáng cho Red. Red ở trong tuần thi đấu đầu tiên cũng đã có một pha xử lý top play ở trong tuần đầu khi có tình huống xử lý rất hay trong trận đấu với cả BLS, một tình huống mà anh ta dùng Yao Su để xử lý 3 người bên phía đối phương. Và đây sẽ là tổng kết của ván thi đấu đầu tiên. Đó là SGP với trên lực lượng tiền có khoản tiền lên tới 8.400 tiền. Anh Nam đang ô cái gì nhỉ? Anh Vâng 111.000 sát thương, 917 mà không được MVP. Cũng nhiều đam mà. Vâng cũng nhiều đam mà. Cũng nhiều đam nhưng mà không nhiều đam bằng vị trí của Yao Su. Vâng tham gia tới 16 mạng, nằm xuống 1 mạng. Red tham gia 12 mạng, nằm xuống 2 mạng. Vâng. Một cái MVP phải nói rằng là tôi nghĩ rằng Vâng cũng phải nuối tiếc với cái MVP này khi không thuộc về mình. KDA và lượng sát thương, lượng chống chịu nó rất tuyệt vời cho Lai Vâng, nhưng rất tiếc ngày hôm nay không phải là ngày của Lai Vâng. Đặc biệt là trong trận đấu đầu tiên khi MVP chọn Red. Và không sao cả, không sao cả. Trận đấu này vẫn còn dài và vẫn còn cơ hội để cho SKP có thể cải thiện được những cái danh hiệu MVP cá nhân. Red đã có được MVP, SKP mở tỷ số 1-0 trước ING Media. Không có bất ngờ nào xảy ra ở trong ván thi đấu đầu tiên cả. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến ngay với ván thi đấu thứ hai giữa Sài Gòn Phantom và ING Media để xem rằng liệu đội tuyển đánh giá thấp hơn có thể cân bằng tỷ số được hay không. Chúng ta quay trở lại với trận thi đấu giữa Sài Gòn Phantom và ING Media. Hiện tại đang là 1-0 dành cho Sài Gòn Phantom. Họ là đội tuyển đánh giá cao hơn và họ cũng đã mở tỷ số. Không có bất ngờ nào ở trong ván đấu đầu tiên cả. Nhưng đã có một vài những sai lầm nho nhỏ dẫn tới việc mà SKP đã kết thúc trận đấu hơi trễ so với những gì mà họ dự kiến. Tôi nghĩ là như vậy. Có một khán giả comment rất khá là hài rằng là bâng đen thôi, đỏ là Red. Trong cái MVP vừa rồi thì Red giành cái MVP tôi nghĩ rằng nó cũng khá ảo thật. Nhưng mà tuy nhiên thì thôi không sao cả, thắng là được rồi. Vì ngày hôm nay thì Sài Gòn Tôm họ sẽ là đội tuyển mà tôi nghĩ rằng là có thể có tỷ lệ cao nhất là đi chơi mùng 8 tháng 3 với nửa kia một cách sớm và cũng vui vẻ. Vì trận đấu của họ là trận đấu đầu ngày và đối thủ cũng là một đối thủ yếu hơn khá nhiều. Nên một trận thắng 3-0 là nghĩ rằng là dự đoán của rất nhiều người và bản thân SKP cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhất là khi họ cũng đã thuận lợi vượt lên dẫn trước 1-0, mặc dù có chút nhọc nhằn, mặc dù có chút khó khăn. Nhưng sau cái ván đấu vừa qua tôi nghĩ rằng SKP cũng sẽ tỉnh táo hơn. Ngày hôm nay SKP nhập cuộc cũng đôi chút có dấu hiệu của sự uể oải
và đôi chút có dấu hiệu của sự buồn ngủ. Thế nên một chút thiếu tập trung và lơ đễnh về mặt kỹ năng cá nhân trong trận đầu tiên nó chưa thể làm khó được, vì họ vẫn có chiến thắng. Và bây giờ lúc họ đã tỉnh táo thì tôi nghĩ rằng sẽ là một cục diện hoàn toàn có thể trở nên khác biệt hơn rất nhiều so với trận đầu tiên. Giờ chưa là giờ mà có lẽ là độ tỉnh táo không được quá cao, và cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến cho SKP thi đấu một cách hơi thiếu đi sự tập trung ở khoảng thời điểm giữa trận. Nhưng họ vẫn đã kịp thời sửa sai, và cái đây cũng là rất đẹp với các thành viên bằng 917, Elsu 725 trong tay của Red nữa. Vẫn là một sự tranh cãi đến từ các khán giả khi mà họ cho rằng là danh hiệu MVP lẽ ra là có thể dành cho Bung, đúng không? Nhưng anh ta dù sao thì cũng là người có nhiều MVP rồi, và tôi nghĩ rằng là Red có được MVP bán thi đấu đó cũng rất xứng đáng, vì anh ta là người có nhiều đam nhất bên phía của SKP. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bán thi đấu thứ hai giữa ING và SKP. Lần này thì SKP lại ở bên phía sân đỏ nữa, hai lần liên tiếp rồi, hai lần ở bên phía phần sân màu đỏ, và ING Media chọn ở bên phía phần xanh để có thể lấy được những vị tướng khỏe ở trong lựa chọn đầu tiên. Chọn sân xanh, chọn sân xanh, mà nếu như SKP thả Rui ra thì liệu ING có đánh hay không? Tôi cũng đang băn khoăn điều đấy. Nếu như họ chọn sân xanh thì họ buộc phải, có nghĩa là phải chấp nhận rằng họ phải hiểu được rằng là mình sẽ đánh được con Rui, thì chọn phần sân xanh sẽ rất áp lực. Còn ngoài ra nếu như mà đối phương cấm thì nó cũng thuận lợi hơn, SKP cũng cấm luôn, SKP cũng không thả Rui này dành cho ING. Như vậy là đỡ đi một con bài đau đầu trong ban pick của ván đấu thứ hai này. ING cấm thêm vào Vade nữa, và với những sự lựa chọn cấm như thế này, nhiều khả năng SKP cũng sẽ phải cấm thêm Aya. Một quyển sổ nhưng mà không mở ra đến từ vị trí Xiao. Hôm qua thì Xiao viết ghi chú rất nhiều trước khi bước vào cấm chọn, nhưng ngày hôm nay thì Xiao chưa mở quyển sổ ra. Có lẽ ING Media cần phải cầu cứu huấn luyện viên. Một cái bốt thi đấu không có được cái hơi ấm đến từ người đứng đằng sau ghế thì cũng sẽ khiến cho các tuyển thủ phần nào đó là cũng không được động viên mà tâm lý cho lắm. Và Xiao cũng đang rất trầm ngâm, có lẽ là vì anh ta đang mải nghĩ chiến thuật cho ván thi đấu này nên anh ta cũng chưa thể đưa được những lời động viên cho các tuyển thủ của mình. Và sự lựa chọn đầu tiên ING hướng tới đó sẽ Iggy, một sự lựa chọn rất ổn ở trong tay của Xiao, một vị tướng tổ, một vị tướng thuận tay, và là vị tướng đường giữa đang có tỷ lệ có được MVP cao nhất ở trong bề tứ đường giữa từ những vòng đấu đầu tiên đến giờ. Một vị tướng vẫn luôn có được cái sự uy tín của mình xuyên suốt những năm tháng vừa qua tại đường giữa với ba chiêu thức gây đam, và sải chiêu thì rất dài rất rộng, nên có thể trở thành một con tướng gây đam chủ lực của đội từ đầu trận cho đến cuối trận đấu. Iggy sẽ nằm trong tay của Xiao. Trong đó thì Sài Gòn Văn Tùng, Timmy cùng với Kira được lựa chọn dành cho Bung và Zero. Bung sẽ sở hữu một vị tướng mạnh nữa ở trong vai trò đi rừng. Ván trước Aoi của Bung đã làm được quá nhiều điều, còn ván này với Kira vẫn sẽ là vị tướng mạnh tương tự như Aoi, và thế khó thuộc về phía của Jerry. Bây giờ có lẽ phải lấy Aoi để đỡ lại con Kira này, thì nếu như lấy một con tướng yếu hơn thì có nghĩa rằng là hơi khó đánh ở trong bản đấu thứ hai này. Và đó là Lumbua, Iggy Yaosu rồi. Một cặp bài trùng, một bài đánh để đối đầu với cả SKP. Kira vẫn là một sự lựa chọn mang nặng tính áp lực cao đến từ vị trí Bung. Bung đã có một trận đấu mỹ mãn với Aoi trong ván thi đấu trước đó, và với ván thi đấu này Kira cũng sẽ đem lại được áp lực tương tự những gì mà Aoi đã tạo ra khi phong cách đánh của hai vị tướng này đều là rất khỏe dạo đầu và giữa trận đấu. Và sự lựa chọn thứ ba bên phía của SKP hướng tới là một sự lựa chọn đã quá quen thuộc khi đi cùng với Yaosu rồi, đó là một sự lựa chọn vào Slim, một vị tướng khả năng thủ trụ tốt, tuy không phải là vị tướng khả năng đi đường áp đảo nhưng là một vị tướng có khả năng thủ trụ và hướng tới dọa về sau nhiều hơn. Đặc biệt trong bối cảnh mà bên phía SKP có một Timmy, Rumbic thì đây là một sự lựa chọn an toàn dành cho Red tại khu vực đường dọc. Đó sẽ là Slim, Slim đi cùng với Timmy, phạm tiền tốt đấy. Đến từ bộ cặp đường dưới của SKP và đến phây cấm thứ hai, họ không cấm vào rừng, họ cấm vào đường xe ra của Kira. Có lẽ là SKP cũng đánh giá khá cao Kira đấy, Kira cùng với Xiao lẽ là hai người nhiều kinh nghiệm nhất. Bên cạnh đó thì hậu lê có thêm cả những năm tháng đã chinh chiến rồi, nên có lẽ ba người này sẽ là ba trụ cột cứng đến từ ING, nên SKP hướng tới việc cấm vào Kira, giảm thiểu đi khả năng có mặt ở trong giao tranh đến từ người chơi đường xe ra, cựu thành viên của Team Flash ngày trước và bây giờ là FPT X Flash. ING hướng tới cấm vào Fizz với Liliana, và có thể sẽ là thêm Tulen nữa hay chăng, cũng là vị tướng có thể đối đầu với Iggy rất là tốt. Cấm Aoi đến từ SKP, một lượt nhá hàn khá hiệu quả. Aoi cũng là vị tướng khá nóng mắt, và để tạo mọi không gian di chuyển cũng như là một sự hiệu quả ở khu vực đi rừng thì bên phía SKP cấm Aoi cũng là điều dễ hiểu. Qua đó thì ING Media sẽ mất đi một vị tướng sát thủ rất mạnh mẽ. Florentino sẽ là lượt cấm được nhá từ bên phía ING. Có lẽ là không có bất ngờ nào, có thể sẽ Florentino được cấm đi. Vị tướng đường tà thần Seja cũng đang là thứ mà cả hai bên muốn nhắm tới ở trong những lượt lựa chọn còn lại bên phía của SKP. Có thể đây sẽ là một sự lựa chọn ở khu vực đường giữa dành cho vị trí của Fish. Và đó là nhá hàng thôi, chắc không phải điều thuyền. Điều thuyền thì là hơi mạo hiểm đến từ bên phía của Fish.
né được quả bạo. Lorion. Lorion là hợp lý hơn. Còn Tulen mà còn nhiều tướng cho Fizz, có lẽ là Lorion cũng đủ đẹp rồi. Lorion trận này cũng đủ đẹp rồi. Một lao cơ khí, một giám thần từ TB. Được cái là TB cùng với Lorion càn đầu game rất khỏe. Đúng là lấy thân mình để chơi luôn đối thủ. Thì hai vị tướng này có khả năng gieo thân nhưng lại gây được rất nhiều sát thương. Một người có giám thần lực và một người thì có tĩnh điện. Như vậy là Lorion dành cho Fizz ở trong ván thiếu này. Còn đối với ING Media, họ còn hai sự lựa chọn cuối cùng. Một là đi rừng, hai là rừng Caesar. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi hai vị tướng cuối cùng của họ là gì đây? Ziu. Ziu à? Liệu rằng có là một vị tướng Ziu hay không đây? Trận này múa được đến từ vị trí của Ziu. Ziu. Trận này múa được từ vị trí Ziu. Còn Kricknack. Kricknack dành cho vị trí của Zeri. Sinetria. Sinetria. Wonder Woman. Zuka. Còn khá nhiều năm vị tướng đi rừng cho vị trí của Zeri ở trong trận thi đấu này. Elandor. Elandor phải đánh cặp cùng với Omen. Elandor hợp lý, cũng là một sự lựa chọn rất ổn. Tập trung vào việc outplay không. Kira. Và đó là Ryoma dành cho Kira ở tuyến trên. Ryoma chứ không phải là Omen. Chúng ta vừa có Kira lại vừa có Kira. Kira, Kira và Kira nhỉ? Thường có hai chữ E đúng không? SKP sẽ có sự lựa chọn cuối cùng của mình. Đường giữa họ đã lấy Lorion. Vậy còn đường xe ra của Zero, đó là Omen. Tôi vẫn đang hơi băn khoăn một chút tại sao ING không lấy con Omen ở trong bản đấu này. Omen chơi khá ổn. Omen chơi khá ổn ở trong bản đấu này khi nó phối hợp mạnh với Elandor ở nửa trên. Bây giờ họ mất đi con Omen và cái cặp đối đầu Ryoma với Omen thì Ryoma cũng thực sự tạo được điểm nhấn lớn trước Omen trong quá trình đi đường. Có lẽ sẽ chỉ là một cái khả năng di chuyển rộng mát đến từ con Ryoma thôi. Chứ còn lại Omen của Zero trận này cũng khá là bất bại đấy. Kira vẫn muốn đánh theo kiểu dạng tấn công nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng là ván thi đấu vừa qua với con Yena của anh ta không thực sự quá hay. Những cú bọc đầu, những cú vào sau của Yena rất loằng ngoằng đến từ vị trí của Kira. Và thậm chí là anh ta còn bị tô điểm bởi một cú highlight rất hay của Bâng nữa. Đứng bọc đầu sẵn nhưng lại là người chết ngược dù máu nhiều hơn Bâng. Và ở trong ván thi đấu này anh ta vẫn muốn đánh một vị tướng theo thiên hướng tấn công. Rõ ràng ở khoảng thời điểm giữa trận thì con Omen này thực sự sẽ rất khó khăn. Khả năng giảm sát thương đã là rất khỏe từ chiêu thứ hai của vị tướng này rồi, đến từ sát niệm rồi và còn thêm được cả thương khung nữa. Thì đúng là cái khả năng miễn thương của vị tướng này sẽ một cái tầm rất khác. Và vì vậy thì Omen đang được trọng dụng rất nhiều trong meta hiện tại. Một vị tướng rất khó nhằn và là một tượng đài bên cạnh con Lorion trong tay của Fizz. Hai vị tướng khả năng chống chịu rất mạnh ở trong giao tranh đến từ bên phía SKP. Hai vị tướng khỏe về mặt tanker đến từ đội tuyển Sagamoto. Và họ còn có khả năng có quay, pháp trận dân kỳ, sát niệm. Quá nhiều thứ để có thể chống chịu và câu kéo cho SKP. Trận này là trận mà SKP cũng gieo thân mình vào đánh khá nhiều ấy. Có Lorion nữa, có cả vị trí của Kira. Omen cũng phải lao vào, có mỗi Red đứng ngoài là xả đam thôi. Có mỗi Red đứng ngoài là bắn ngoài với con Slim này và giữ vị trí mà thôi. Còn lại những người khác của SKP đều những người sấn sổ vào và chơi áp sát với đối thủ. Bên phía của ING họ có một sải tay xa, một bể tướng có khả năng cấu rỉa khó chịu. Nhưng nếu như bị áp sát thì đúng là ING ở trong trận này là hơi khó đánh ở trong cái trạng thái đánh giáp lá cả. Các bạn hoàn toàn có thể tham gia vào sự kiện lễ hội mỹ nhân để có thể nhận được trang phục mới nhất là Kira Hồ Điệp cùng với Avatar Emos và rất nhiều những phần quà thú vị khác. Các bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia sự kiện ngay lúc này khi đăng nhập vào game Liên Quân. Còn quay trở lại ván thi đấu này, ING Media tràn qua khu vực bùa đỏ của bên phía đối phương. Và rõ ràng rồi, Zero sẽ không thể làm được gì cả. Nhưng trong khi đó thì bộ ba còn lại của SKP cũng rất biết cách để đổi được bùa. Jisuti bị dính lao cơ khí. Xeo đang tới nhưng Xeo bị bọc đầu. Một tình huống mà thế đánh đang là không có lợi cho bên phía ING Media. Tao giác quỷ nhảy rồi, thẳng vào người của Zorasia và thêm cả huyết ảnh nữa. Chiến có đầu TH đến rất sớm và đó cú quay đầu rất nhanh bên phía ING Media xuống nép bùa và tự đi vào cái lưới mà bên phía SKP răng già. Pha xử lý phải nói là không tốt đến từ Xeo lẫn cả hậu lê. Hai người này không có cái sự cover lẫn nhau đủ hay. Khi mà CL đi vào rất sâu còn hậu lên lại không đấm được ai ra cả. Như vậy là lỗi kỹ năng đầu game đến từ ING và họ mất đi điểm chiến công đầu TH một cách dễ dàng. SKP nhân cơ đó vươn lên, cướp đi toàn bộ phần nửa dưới của bản đồ về mặt tài nguyên rừng. Ở phần còn lại thì Jerry cũng tạm thời là vẫn đã cướp được thành công một con bùa đỏ của Lai Bừng. Tuy nhiên đến lúc này thì Jerry không cướp được hết toàn bộ nửa trên. Nên anh ta vẫn đang phải chờ đợi thêm cả những tên lính của những người chơi đi đường để có thể lên cấp độ 4. Còn Bừng thì bây giờ đã có cấp 4 rồi. Một sự nguy hiểm được Bâng sẽ tạo ra ở trong thời gian sắp tới. Bên phía của SKP đã có một tình huống quá dễ dàng. Bên ING khá tự tin vào sát thương đấu trận nên họ mới vòng xuống để đép bùa cùng với cả Jisuti. Nhưng cuối cùng thì họ là người phải nằm lại. Một tình huống di chuyển nằm lại hơi vô duyên và cũng là một những lỗi di chuyển nhất định từ ING Media. ING muốn tập trung vào khu vực đứng dưới này để gây áp lực lên Red, người đang chưa có được nhiều tiếng nói ở trong khoảng thời điểm đầu.
và anh ta cũng chẳng thể can thiệp được hang rồng này. SKP đang tập trung với hai người rồi, Bung và Fizz có vẻ như không muốn bỏ lỡ. Họ nhất quyết đang muốn đẩy lùi đối phương khỏi con rồng này. Và mặc dù ING sở hữu quân số đông hơn nhưng họ không dám ăn con rồng. Và dù đến sau SKP vẫn là đội tuyển đang được làm chủ tại con rồng này. Một cú bắn hay, hỏa bạo đau từ trước đó rồi nhưng Bung vẫn kịp thời xử lý thành công được con rồng và không ai bồi thêm đam cho Bung nữa. Kira đã tới loạn trả người của Zero, bão từ trường không nâng được ai cả, long trời đất hất tung được Zero lên nhưng cũng không thể dứt điểm được ai bên phía SKP cả. Và vừa qua là một tình huống mà SKP vẫn có lời nhưng ING đã muốn tràn qua để cướp ngược bùa của Bung. Bung có lẽ cũng sẽ tràn qua cướp ngược bùa của bên phía đối phương thôi, cũng chỉ là đổi bùa đến từ hai bên. Tuy nhiên thì Bung không còn nhiều máu ở đường dưới nữa, rất đáng tiếc cho bên phía của ING Media là ở trong tình huống vừa rồi thì dữ sự bắn rất tốt nhưng lại không có ai bồi thêm đam cả, chỉ là một long trời lở đất nữa thôi. Tôi nghĩ rằng là Bung có thể sẽ gặp nguy hiểm về mặt tính mạng. Rất tiếc là không ai có thể làm được điều đấy cả. Họ tập trung ra khu đường giữa và sau tình huống dọn được đường giữa thì ING cũng đã làm được một điều là cướp thêm phần bùa của Bung nữa. Bung không cướp lại được. Một chút kiểm soát ở giữa trận đấu là tốt dành cho bên phía của ING để tránh trường hợp máy SKP dẫn quá nhiều. Kira tiến ra đường giữa, gặp Fit rồi, Fit né chiêu là khá dẻo, cú điều cầu mang tính hách não của Fit và như vậy là chưa thể thành công. Nhưng đối phương mất tốc biến rồi, long chơi lở đất, đổi hướng trông mang chất biểu diễn khá cao, thêm một hỏa bạo nữa nhưng Fish vẫn còn rất khỏe. Fish vẫn còn rất khỏe, anh ta đã ăn được máu sau trụ rồi. Tình huống xử lý có được cho mình một pha biểu diễn nhưng lại không có được sự phối hợp tốt đến từ đồng đội của mình, đến từ Xiao, cụ thể là cú hỏa bạo của anh ta trông rất đẹp mắt. Một cú tốc biến long trời đất đổi hướng rất kỹ nghệ đến từ hậu lê. Tuy nhiên thì cái hỏa bạo của Xiao thì có vẻ là hơi đuối tầm, hậu lê nằm xuống mất rồi, cú bọc đến từ Khoa và Bung mới khen xong quá nguy hiểm và hậu lê đã nằm một cách cũng rất dễ dàng. Cái cách mà SKP bắt bài di chuyển ING trong ván thi đấu này nó đang hơi dễ quá và ING Media đang hơi có một vài những tình huống xử lý không được tốt cho lắm. Nhưng đây là tình huống mà Fish hoàn toàn phải trả giá và đây là sai lầm, lại là Fish rồi, anh ta nằm xuống khá nhanh. Có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng đam rồi lại đau đến như vậy. Hỏa bạo thêm cả những cú bắn đến từ Elandor, thậm chí là Kira nữa, không có cái gì để giữ chân và cũng như là thoát lui đến từ vị trí của Lorion cả. Zero cân 3 với con Omen này, có sắp vực, có hạ được cục được Zeri không đây? Zeri phá kén đẩy lùi đối phương ra, vẫn còn sao để lùi về. Anh ta cố gắng để có thể thoát thân, ta không thoát thân kịp thời và Bung ấy đi mạng của Zeri rồi. Kira cũng nằm lại và cũng chẳng có bất ngờ nào nữa khi mà SKP đang thắng giao tranh liên tục và liên tục. Pha phối hợp giữa Khoa và Zero quá nhuần nhuyễn khi mà có lẽ họ cũng đã côn nhau rằng Zero sẽ dùng băng xương trước là pháp trận thần kỳ. Và sau cái pháp băng xương đó thì Khoa cũng pháp trận thần kỳ đúng cái nhịp đánh tường cuối cùng. Khoa chơi Timmy thì luôn vậy, không pháp trận thần kỳ sớm mà phải ở nhịp cuối cùng. Khoa tham minh được ở nhịp cuối cùng thì mới hồi sinh cho đồng đội. Và như vậy SKP họ thắng đúng bằng pha xử lý đỉnh cao giữa những người chơi đã có nhiều mùa giải cùng với nhau. Gấp đi cả con bùa xanh nữa là những gì Bung làm, trụ đường trên cũng có. Fit có mặt đường dưới một cú nâng cầu, thì xung phải tốc biến để né cả cú nâng cầu này của Fit còn đứng trên. Zero phải cân hai, tốc biến chưa đủ tầm, thêm một sát vực nữa để bỏ chạy thì mới đủ tầm để giữ lại tính mạng của mình. Tốc biến bị kẹt vào bờ tường hay sao ấy, tôi thấy rằng khoảng cách tốc biến hơi ngắn và anh ta bấm sát vực để lùi. Một cú bắn tốt từ Jisuti, anh ta có cú nhắm thứ hai nhưng không được, đối phương lấy trụ xong cũng lùi về ngay. Long trời lở đất không có quá nhiều tác dụng, bùa đỏ đã nằm trong tay của SKP rồi, không có tiếng nói để giành lại đến bên phía của ING. Tầm này họ không có quyền để được tranh giành luôn khi mà lượng tiền lúc này đã là cách biệt 3.000 tiền rồi. Chết liên tục đến từ Xiao, Xiao nằm lại tiếp rồi. Giá móc Timmy, giá thân lực rất dẻo và những gì Bung làm là quá đơn giản, chỉ cần băng vào sốc đam là xong. Khoa đã làm hết rồi, anh ta đã dọn gỗ cho đồng đội có một tình huống dứt điểm nhanh và qua đó thì người chơi đứng giữa bên phía ING lại nằm xuống. Dễ quá, trận này tôi đang thấy ING đánh hơi bị xuống tinh thần một chút thì phải, không còn là những sự nhiệt như ở trong ván đấu đầu tiên nữa khi mà họ bị thua trong bối cảnh họ cũng đã có những lợi thế trước SKP trong ván đấu đầu. Còn ván này thì mặc dù vẫn bắt được Fizz nhưng mà rõ ràng sau tình huống bắt đầu tiên thì họ đang phải trả giá nhiều hơn. Bung và Khoa hoạt động một cách quá hiệu quả trong ván đấu này, còn hậu lê thì nãy giờ vẫn có những cú long trời đất là khá hay, hất tung được nhiều người nhưng có bằng một cách nào đấy thì Xiao và hậu lê lại đang chưa tìm thấy nhau lắm trong những tình huống hai chiêu cuối phối hợp. SKP đang tràn lên ở nửa trên bản đồ, Khoa đứng khép góc ba người, Fizz cũng là điều tương tự. Ren bắn vào cái trụ này, Bung cũng đang tiến vào dùng tam giác quỷ đánh ghi trụ, giật bóng ngược trở lại, đó là Zeri. Lượng máu của Zeri mất đi là khá nhiều rồi, hỏa bạo ném ra không lấy được nhiều máu lắm và như vậy cái trụ vẫn mất đến từ bên phía của ING. Và bây giờ thì bên phía của SKP đã dẫn đối phương đến 5.000 tiền rồi. Bão từ trường nâng được hai người lên, giá móc băng thẳng và trụ đến từ Khoa là cực kỳ trúng được người hậu lê thêm một lần nữa. SKP tạo áp lực rất nhiều tại khu đường giữa, đường dưới thì hở cánh cho Zero đẩy.
mọi thứ có vẻ như đang trôi đi hơi xa ở trong ván thi đấu này khi mà tất cả những lợi thế do đại đầu đều thuộc về cho SKP. Và Bâng đang quá xanh, một con Kira 302 vào lúc này là hơi khó để cản phá khi anh ta đã có thêm thập tự kiếm, có thêm giày xuyên giáp phép rồi. Một con Kira rất đau, hơn rất nhiều tiền so với cái Elandor của Jerry. Tôi nghĩ rằng là trong 3 slot đầu game thì nếu như đối phương đã có Kira rồi thì gần như pick Aoi sẽ là một sự lựa chọn khá sáng giá để đối đầu. Còn nếu như là một Elandor thì nó cũng là một kiểu hơi bị khó đánh một chút trước Kira, vì Kira có hai tam giác quỷ để có thể outplay. Và sau đó thì nếu như chỉ cần trúng cái huyễn ảnh thôi thì gần như là Elandor cũng sẽ không dám bắn tay với Kira luôn. Mặc dù Elandor cũng thuộc dạng chiến tướng đánh đầu game, nhưng về mặt trận solo quá khó để đối đầu. Bây giờ thì Fizz cùng với Khoa băng vào cản các thành viên của ING và Bâng dễ dàng lấy được con rồng ánh sáng cấp độ 1 ở thời điểm này. Toàn bộ những bùa lợi rồng đều đang thuộc về Sài Gòn Văn Tôm. Cái trụ đường giữa có lẽ cũng dễ dàng thuộc về những bóng ma Sài Thành Văn Tôm, và chưa dừng lại đó, họ muốn chơi thì phải. Khi mà Khoa băng lên, Bâng cũng đã dùng cả tam giác quỷ để khép góc. Jisuti mất giật bắn, và như vậy mọi thứ vẫn đang là rất thua thiệt đến từ bên phía của ING. Một cú nâng cầu từ rất xa của Fizz nữa, ING phải về rồi, không có cách nào để có thể tiến ra cả. Cứ từ từ đến phía SKP thôi, không cần phải quá mạnh mẽ và cũng không cần phải quá vội vàng khi mà họ đã nắm được rất nhiều thứ ở trong tay. Giá mốc là trượt, Jerry đã cố gắng để lui về. Khoa băng trụ luôn, nhưng ở tuyến sau thì vẫn còn SKP, The Zero. Zero nằm lại rồi sau cú sát phục vừa qua. Bên phía ING, Media lại mất TCL lần nữa, ít nhất phải là 3 mạng nằm xuống từ bên phía của CL, thậm chí có thể là nhiều hơn. Đến từ con bài XG của anh ta, đúng là 3 mạng thật. 3 mạng liên tục và liên tục, gần như không được chơi game XG luôn. Một vị tướng tỷ lệ thắng là nhiều nhất. Bão từ trường có lao vào với nhịp tiếp theo hay không đây? Chưa cần lao vào thì Jerry đã gần như là không có khả năng giao tranh nữa rồi. SKP đang bóp nghẹt trận đấu này, họ thi đấu một cách rất thong dong và cũng đủ bình tĩnh. Fizz lao vào với bão từ trường bấm thêm cầu băng xương nữa, cầu kéo được rất nhiều thời gian. ING Media bị đẩy khỏi khu vực giữa sông, một con sơ gian nữa hoàn toàn có thể nằm trong tầm tay của SKP thôi. Pha xử lý vừa rồi nếu như hậu lệ làm hay hơn với tốc biến long trẻ đất thì có lẽ mạng của Fizz sẽ là mạng nằm trong túi của ING rồi. Nhưng cú tốc biến của hậu lệ lại là cú tốc biến cũng chẳng trúng ai cả. Đây là một trận đấu mà Fizz sử dụng Lorion với một cái phù hiệu mà hiếm những người chơi ở thời điểm hiện tại sử dụng, đó là cái ma chú. Nên vì vậy cái sự chống chịu của Fizz trong những tình huống càn thân mình vào nó không phải là ghê gớm như cách sử dụng thánh thuẫn đâu. Nên ING chỉ cần chính xác một nhịp combo, tôi nghĩ rằng Fizz hoàn toàn có thể bị nằm lại. Khi mà Fizz cũng đánh một cách tương đối hộ báo nãy giờ với Lorion, sẽ ra bóng tối đúng là thuộc về Sài Gòn Văn Tôm rồi. Và sau đó là con rồng ánh sáng này nhiều khả năng cũng dễ dàng thuộc về SKP thôi, không có động thái tiến ra nào cả đến từ Inh ở trong ván thiếu này. Inh vẫn đang cố gắng nằm yên chờ đối phương ép đến từng cái trụ một. Thêm một con rồng nữa là điều có lẽ là không tránh khỏi. Có một tình huống cầu may nào đến từ Elandor của Jerry không đây? Với góc đứng này thì có lẽ là không rồi, họ quyết định tử thủ đến cuối cùng luôn. Hậu Lê là người đứng cao nhất nhưng không có quá nhiều tác dụng, bắn cũng không vào máu đến từ Khoa luôn. Jerry tầm này đang hơi yếu, có lẽ dùng từ hơi là hơi quá, có thể là cực yếu vào lúc này rồi. Phút thứ 10 mà anh ta chẳng đóng góp được gì quá nhiều cả. Một trận đấu đầy chật vật và cũng vô cùng bế tắc đến từ ING Media, họ chẳng thể làm gì. SKP khóa cứng mọi ngả đường, lính được đẩy cao tại hai cánh và thêm một trụ nữa dành cho nhà đương kim vô địch. Khoa lao vào tiếp tục làm tường, thêm một trụ nữa đường giữa vào, tơ lính cũng là rất đẹp, tường trên tơ lính vào cũng rất khớp với nhịp đẩy đến từ SKP. Và qua đó thì việc có thêm một đường sơ cấp là điều hoàn toàn trong tầm tay và dễ, quá dễ cho bên phía SKP. Long trời lở đất không làm gì được bên phía SKP cả. Cú long trời chỉ để phòng ngự chứ không phải để đánh tự trụ ra. Họ đã mất đi một đường sơ cấp và con hào xê ra này nó đem lại được quá nhiều thứ dành cho bên phía của SKP. Bây giờ là đường giữa đỡ thế nào đây, một tuần hai bùa, một cú bắn tốt nữa đến từ Jisuti. Trận này thì thực ra Elsu bắn dứng chứng cũng khá nhiều nhưng sức mạnh đến từ SKP là quá lớn. Kira dạ, không còn máu để giao tranh nữa. Điều cầu hay đến từ Fizz, nâng được Jerry lên. Sát thương đến từ ma chú là chưa đủ để hạ cùng đi Jerry. Fizz được hồi sinh bởi phát trận thần kỳ rồi. Fizz vẫn còn một lượt tĩnh điện để lùi về. Khoa một lần nữa hồi sinh hay dành cho những người đồng đội của mình. Hai trụ sơ cấp là những gì SKP có và họ hài lòng và họ cũng không thể cố được nữa rồi. Và xử lý vừa qua đến từ bên phía của SKP, họ thiếu đi một chút đam để hạ gục đi Kira hoặc hạ gục đi một người nào đó, đó là Jerry. Nhưng họ đã không để hạ gục được nên họ cũng không thể tiến sâu hơn được nữa. Trận đấu vẫn còn dành cho bên phía của Inc Media, ING Media. Nhưng cơ hội là rất mong manh, họ cần phải tìm một tình huống bắt người, một tình huống bắt lẻ người để có thể khai thác được cơ hội này. Nhưng có lẽ cơ hội là không nhiều, đối phương vẫn còn đầy đủ quân số và cách biện lợi tiền. Nhìn vào lúc này đây, 8.600 tiền, coi như là 9.000 tiền đi. Một khoảng cách tiền khó mà có thể đỡ nổi. SKP phải sai lầm rất nặng thì may ra ING Media mới có cơ hội để quay trở lại. Còn nhìn vào chất tướng như thế này và một con Elsu phải đánh trong thế dưới, một con Elandor không đem lại được nhiều tác dụng thì bên phía của ING Media đang lâm vào một sự bế tắc. SKP đang chưa sai,
họ đang không để mình mắc những sai lầm như ở ván thi đầu tiên nữa. Và vì vậy trong một thế mà SGP đánh vô cùng cẩn thận, lượng tiền cách biệt đáng kể thế này và lượng tướng chênh lệch cũng đang là một sức mạnh vượt trội, vị trí đi rừng vượt trội hơn quá nhiều so với cả Elandor. 402, một con Slim 107, hơn đâu đó cũng sắp xỉ 2.000 tiền, cũng không phải là một khoảng cách gọi là tầm thường. Và ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng SGP họ đang có quyền để mơ về, để nghĩ về chiến thắng luôn, không phải là mơ về nữa rồi. Một con Seja nữa dành cho SGP. Thế trận đang khá một chiều. ING Media sẽ định phòng ngự phản công đến khi nào đây? Nếu như có lẽ là các fan của Sài Gòn Văn Tôm, đặc biệt là fan của Lai Bâng mà xem những trận stream rank của Bâng thì có vẻ thế trận này khá giống với một trận rank của Bâng hàng ngày khi đánh cùng với Khoa, nơi mà Bâng được farm mạng rất gắt. Bâng cũng là người đánh rất hay ở trong một thế tấn công. Yoda của Bâng đang có Kada rất đẹp vào trận này. Nếu như mọi thứ vẫn thuận như vậy thì Bâng hoàn toàn có thể trở thành MVP giống như những trận rank vậy. Bâng đang tiến vào đường dưới, phá đi cái trụ này rất dễ thôi. Ba đường sư cấp có dành cho những bóng ma xài thành. Hậu Lê đã mất giải đổi sang đại địa nguyên lực. Và nếu như thêm một cú nâng cầu nữa cục phí thì có lẽ trận đấu sẽ kết thúc. Lính đang tiến lên, đây giờ mới chỉ là những tơ lính thừa mà thôi, vẫn đang đứng được từ tự hình. Nhưng những con xe ra mới đang tiến lên, mà khi con xe tiến vào có lẽ cũng là thời điểm mà fit hồi chiều. Liệu bên phía của ING thủ được hay không đây? Có lẽ là vẫn thủ được turn này. Tất cả phụ thuộc rất nhiều vào Hậu Lê với lòng trở đất. Zero đang lao vào đầu tiên với cái sắp bực người, anh ta khóa được một người, đó là Jerry. Thậm chí Zero cân hết luôn, Jerry lên bản điểm số quá nhanh. Kira đang đơn độc quá, Kira lấy đi mạng của Zero lên không đây. Zero không kịp làm gì cả khi mà Zero đã ra bất tử rồi. Ở phần còn lại thì một mình Fizz lao vào bão từ trường giữa ba người bên phía đối phương, thậm chí anh ta còn đang biểu diễn luôn. Tiếp tục lao lên tốc biến, từ đó là Red lấy đi ba mạng và triple kill dành cho Slim trước khi khép lại bán thi đấu này. Một trận thi đấu quá dễ dàng cho SGP và 2-0 khi mà SGP đã không mắc sai lầm, khi mà sự bình tĩnh đã quay trở lại và đẳng cấp đã lên tiếng thì không khó để SGP có thể tiếp tục giãn cách khoảng cách trước đối thủ ở trong ngày hôm nay. Đúng là khi mà SGP họ đã tỉnh táo lại vào đợt đầu tiên thì hơi có một chút nào đó của sự chưa nóng tay. Khi họ đã khởi động thành công, họ đã khởi động xong thì vào đấu thứ hai, đúng như kịch bản chúng ta nghĩ, SGP hủy diệt ING Media. Đúng là hủy diệt thật sự luôn, out đâu đó khoảng 10.000 tiền. Không thể có cửa bật đến từ đại diện được đánh giá yếu hơn trong ngày hôm nay. Và như vậy bản Lê thuộc về đội tuyển Sài Gòn Tôm từ rất sớm. Và liệu rằng trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay có kết thúc với tỷ số 3-0 hay không đây? ING còn điều gì để có thể chăn trối ở trong bản đấu tiếp theo? May là họ còn 5 phút nghỉ nên tinh thần tôi nghĩ rằng còn có thể được phục hồi một chút. Chứ nếu như mà đánh luôn thì tôi nghĩ rằng tỷ số 3-0 sẽ là tỷ số cao đấy. Chăn trối luôn. Chăn trối, dễ chăn trối lắm, ván thứ 3 mà. Ván thứ 3, 2-0 rồi, ván thi đấu này có thể thấy rằng động lực cũng như là cái lửa của ING Media trong ván thi đấu này không được sôi sục như ở ván thi đầu tiên nhỉ? Trông họ chán ngán hết cảm rồi. Cảm giác như họ bị bẻ hết tất cả các đường di chuyển ở giai đoạn đầu và họ bế tắc luôn, họ bế tắc bỏ lên túi rồi. Cùng cực và sau đó họ chấp nhận là đành phải thất bại thôi, ôm đầu luôn. Như thường lệ cái cách biểu cảm nỗi buồn của Hậu Lê vẫn rất cuồng nhiệt. Có lẽ Hậu Lê nó phù hợp với cả con người của anh ta, tôi không phải đánh của anh ta cái đánh kiểu dạng là hỗ trợ tấn công. Lao vào vô cùng năng nổ, nhưng ở ván thi đấu này thì Hậu Lê cũng chẳng thể làm được gì nhiều ngoại trừ một vài những tình huống đảo chân, xoay compa như là tốc biến long trở đất đổi hướng ra. Thì Hậu Lê cũng chẳng thể làm gì khác nữa, anh ta chỉ là một người hỗ trợ đỡ đòn thôi. Và khi đồng đội quá yếu thì anh ta cũng chẳng thể làm gì ngoài những tình huống biểu diễn một vài những kỹ năng xoay chân và quay compa tại chỗ của mình. Dù sao thì cũng tốc biến đổi hướng long trở đất của anh ta cũng đẹp mắt. Và nó cũng là điểm nhấn, có lẽ là điểm sáng duy nhất ngày hôm nay. Thì những gì mà tôi có thể nói về ING sau hai ván thi đầu tiên chỉ có thể Hậu Lê với Enzo và Hậu Lê với Lumua. Còn lại thì bốn thành viên còn lại đều không thể được nhiều. Và linh hồn của ING Media là huấn luyện viên Xiao thì bị bắt lại quá nhiều tại đường giữa, bị lủng tại đường giữa quá. Và để SGP quan tâm nhiều nó không đường giữa quá, thọt ngay cái trụ quan trọng nhất, cái cánh đường quan trọng nhất. Nó khiến cho bên phía của ING Media mất đi toàn bộ cái sự kiểm soát phần rừng cho Jerry. Và nó khiến cho Jerry bị yếu đi gián tiếp. Nên vì vậy thì người chơi đường giữa của bên phía ING Media được cầm Icky trong tay nhưng lại không thi đấu quá tốt. Họ đã mất đi một cặp bài trùng rất khỏe là Icky và Yao Su. Và họ cũng mất đi cả một con tứ khỏe ở trong vị trí rừng nữa, đó là Elandor. Bây giờ họ còn Aoi phải sử dụng nốt thôi. Tôi nghĩ rằng là ván đấu vừa qua là ván đấu họ hoàn toàn có thể lấy Aoi ở trong phase đầu tiên luôn. Vì hiện tại Lumbo bây giờ không phải là con bài gọi là quá khỏe để có thể first pick ở trong phase đầu tiên. Như vậy MVP thuộc về Zero. Zero là người giành được MVP với KDA 213. Tí quay ra Bâng, tôi nghĩ rằng KDA phải 50 mấy. 213. Bâng xanh. Bâng xanh. Bâng trận này ít nhất là 4-0. Ít nhất nhiều phải nhiều hơn 4 mạng. Phải nhiều hơn 4 mạng, nhưng anh ta lại điểm kiến tạo lại ít. Điểm hỗ trợ lại ít. Thường thì ở trong Liên Quân tôi thấy rằng là cái điểm hỗ trợ là hay được tính nhiều hơn là điểm ăn mạng. Tại vì có một trận tôi
có đánh con Diu là 12 mà tôi vẫn không được MVP mà. Trận đấy tôi nhớ là anh Tùng MVP, dù bên đây khá tệ. Anh ta vẫn MVP vì anh ta giữ vị trí tốt và anh ta có nhiều điểm hạ gục và anh ta xả được đam nhiều. Cụ thể là Elsu. Nên anh ta được MVP ở ván thi đấu này thì Zido có lẽ chống chịu được nhiều. Trận này anh ta chống chịu được nhiều. 41.000, 42.000. Không phải là quá nhiều nhưng mà trận đấu thì cũng diễn ra rất là chồng vánh. Đây này. Và đây là thông số của trận đấu này. Vâng, kèo 404. 404. Hoài nghi nhân sinh. Error 404. Vâng. 404 not foul luôn. 404 not foul. Hoài nghi nhân sinh ở sau ngày hôm nay. Hôm nay là anh ta gọi là nhân vật phụ hơi nhiều. Anh Liêm. Anh ấy nhiều đam hơn Zero. Anh ấy chống chịu cũng chỉ kém Zero khoảng 6.500 hoặc 6.300 thôi. Nhưng mà bằng một cách nào đấy anh ấy vẫn không được MVP. Mặc dù anh ấy tham gia tổng cộng là 8 mạng, gần gấp đôi Zero. Red thì không được quyền lên tuyến tại vì Red cũng chỉ hỗ trợ có 2 mạng thôi. Red chỉ làm được đúng quả triple kill ở nhà chính nên là đam không quá nhiều. Trận này Red còn chưa cần chơi game quá nhiều tại vì kiểm soát đã là vượt trội SGP rồi. Vừa qua là những diễn biến của trận thi đấu thứ hai, không có bất ngờ nào, một trận thi đấu phải nói rằng là khá một chiều từ SGP. Hãy cùng nhau nghỉ ngơi cho một ít phút để xem rằng khi quay trở lại ván thứ 3 sau một quãng nghỉ 5 phút thì ING Media còn gì trong tay để đối đầu với đối thủ nặng ký trong ngày hôm nay đây. Xin mời. Một thời tam quốc thế gian lưu truyền, câu chuyện ngôn tình lữ bố yêu điều thuyền. Hàng vạn gươm đao cũng chẳng thể xuyên thấu được tấm chân tình của đôi nhân tình. Trường tồn theo năm tháng như vô hạn, sứ mệnh của chàng là thiết tha yêu nàng. Kề vai nhau trên chiến trường tranh đấu, thắng hay bại nhờ vào tình yêu của nhau. Nhìn nhau thật si mê, vượt qua thời loạn thế. Tình yêu giúp vơi đi hết những nào nề. Thời gian dành cho nhau chẳng nghĩ ngợi chi lâu. Họ lựa chọn mãi mãi về sau. Định mệnh đưa lối hai ta đến bên nhau, thầm mong rằng mối lương duyên có kiếp sau. Tình nguyện sống chết bên nhau cùng với gió hai từ định mệnh. Nhìn nhau thì sẽ không có câu chuyện ngôn tình này đâu. Tướng quân sân đôi cùng với đàn giai nhân, chả ai cũng đã biết họ yêu thương nhau tới chết. Chỉ nguyện quay lưng với thế gian để được nên nhân duyên với nàng, tiếp cho mối tình đẹp một thời rõ ràng. Nhìn nhau thật si mê, vượt qua thời loạn thế. Tình yêu giúp vơi đi hết những nào nề. Thời gian dành cho nhau chẳng nghĩ ngợi chi lâu. Định mệnh đưa lối hai ta đến bên nhau, thầm mong rằng mối lương duyên có kiếp sau. Tình nguyện sống chết bên nhau cùng với gió hai từ định mệnh. Câu chuyện có thích nó có đẹp hay không là do sự lựa chọn của bạn. Phía sau lưng ta có ngàn mũi dao, quanh ta bao nhiêu lời dèm pha. Chân ta đi băng qua ngàn nỗi đau, đôi tay chơi với nơi vực sâu. Rồi họ vẫn đứng đó chê bai hà hê, miệng đời chua cay trên đường kia ta về. Và để những đinh kiến dìm đam mê để ta vấp ngã, nhưng họ chẳng thể. Và
ta đã đứng lên từ nơi tối tăm, thắp lên ngọn đuốc ra khỏi nơi giam cầm, vì còn trong ta hy vọng, hãy vững tin đón lấy chiến thắng đang gọi tên. Là đời ta lên như một chiếc bình, quét sạch lời khen chê đầy quanh thân mình. Là đời ta lên như một quyết tên và ngàn chuông khơi nơi đỉnh cao tiến lên. Là đời ta lên như một ánh sao băng mà ngàn mơ ước tiếp bước khát vọng hằng mang, để bước trên sân khấu này chỉ còn mỗi ta. Và trăm ngàn định kiến lời khen chê, họ có thể dò xét, hò hẹn, phán xét và gạt hết đi khát vọng đam mê. Chẳng là tốt chẳng có một ai khen, một là sai cả trăm người chỉ trích. Ta vẫn đứng hiên ngang sông lên gạt đi bóng đêm, bởi vì ta chẳng ngại một ai hết. Cùng đôi tay phá tan mọi xiềng xích, vũ khi ta mang là đam mê mà ta thích. Hiện là tinh thần thép vươn mình ta bước tiếp, khai hỏa xung trận đập tan đi sự ghen ghét. Đi khát vọng rực cháy ta còn đang mang, ta đã về chiến thắng nên có sang trang. Và để bước trên sân khấu này chỉ có mình ta với ánh hào quang. Chơi game cùng bản thân cần năng lượng. Với nguồn suối tươi sạch từ trang trại TH, cùng trái cây tự nhiên, nước uống sữa trái cây TH True Juice Milk cung cấp nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên. Dù thỏa sức đam mê với skateboard hay party với nhóm bạn, vẫn luôn tràn đầy năng lượng, chạy hết mình với mọi cuộc vui. TH True Juice Milk, năng lượng tự nhiên, diễn kèm thực chất. Into the jungle. Và chúng ta quay trở lại với trận thi đấu giữa Sayonto và ING Media vừa qua, là một banner chúng tôi muốn dành tặng cho những người phụ nữ đặc biệt của Lego Mobile, đó là bộ ba MC Thúy Ca, Thúy Vi và MC Phương Thảo. Một ngày quốc tế tháng 3 vui vẻ, trẻ khỏe và mãi mãi đồng hành cùng với Liên Quân, cùng với Đấu Trường Vọng. Và cùng với đó là một lời chúc đến từ tôi và anh Trần Nam, những người làm chương trình. Một lần nữa chúc các bạn nữ ngày hôm nay có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều niềm vui và thật là may mắn ở trong ngày hôm nay, hay thậm chí là cả năm 2024 với người thương và thậm chí là với cả gia đình của mình nữa. Chúc các bạn có một ngày 8 tháng 3 đi chơi vui vẻ. Và đừng quên, hãy tiếp tục theo dõi những trận thi đấu hấp dẫn của Đấu Trường Danh Vọng, bởi ngày hôm nay chúng tôi sẽ còn nhiều trận đấu hay lắm, chứ không phải chỉ một trận đấu này đâu. Nên mà các bạn có đi chơi đâu thì hãy nhớ vẫn nán lại và bật YouTube lên khi có thể nhé các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì như là SGP có một món quà dành cho các bạn nữ. Và tôi thấy là nhiều bạn nữ có nói rằng là vâng, tặng quà một trận 3-0 trong ngày 8 tháng 3 này cho các bạn nữ. 3-0. 3-0. Cụ thể luôn là 2 lần về nhì. Và không được MVP luôn đấy. 3 lần luôn, làm quả hat-trick. Hat-trick. Trận sau làm KDA khoảng độ 10-0-1. Xong rồi MVP cho Khoa. Thì là quá đẹp luôn dành cho vị trí của Bâng. Sau 2 trận thi đấu phải nói rằng là khá đen cho anh ta. Một trận đấu đầu tiên rất thăng hoa, 9-1-7 Aoi. MVP thuộc về cho Red. Trận thứ hai 5-0-2 4-0-4 MVP thuộc về cho Zero. Vâng, một ngày thi đấu mà Bâng phải nói rằng là kẻ làm nền vĩ đại cho các đồng đội của mình. Anh ta cũng chỉ biết cười trừ thôi, cũng không thể làm gì được nhiều hơn cả. Ngày hôm nay thì máy móc không chọn anh ta. Dù sao thì đây cũng là thuật toán của thuật AI toán thôi. Và ngày hôm nay thì máy móc không đứng về phía này Bâng. Ngày hôm nay lại Bâng không được chọn. Còn một ván thắng nữa để Bâng có thể giành được cái MVP ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu như ngày hôm nay mà không giành MVP, những trận đấu khác cũng khó đấy. Vì trận đấu này tôi cảm nhận thấy là Bâng đánh cũng thoải mái như đánh rank thôi. Đang farm chỉ số rất gắt đến từ Bâng. Farm mạng, farm tiền, farm cả đam, đủ các thứ, farm trụ, ăn mục tiêu cho đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn không được MVP. Và có lẽ nó là chưa đủ. Có lẽ tiêu chuẩn của Bâng để được MVP nó phải nhiều hơn. AI nhận diện khuôn mặt Bâng là phải tiêu chuẩn cao. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ván đấu thứ 3
Và đội có thể sẽ là cuối cùng ở trong trận đấu giữa Sài Gòn Phantom và ING Media. Liệu rằng CL đã mở sổ ra chưa? SKP sẽ có lần đầu tiên được lựa chọn phần sân xanh. Có vẻ như sau khi nắm được lợi thế quá lớn với hai chiến thắng thì sau khoảng nghỉ 5 phút, huấn luyện viên Titan cùng các học trò của mình đã được lựa chọn phần sân xanh. ING Media lựa chọn phần sân đỏ để có thể đoán biết những pha cấm chọn đối phương và tìm cách khắc chế. Ngày hôm nay thì CL không mở sổ luôn. CL sẽ gọi là cấm chọn chay cùng các đội của mình. Một ngày thi đấu mà CL cũng đã không thể tốt ở trong ván thi đấu thứ hai với AK, và lần này thì hai lần cấm đầu tiên về phía SKP hướng tới đó trước tiên phải là Kane đã. ING cũng được cấm đi bên phía của Aya, bên phía của họ với Akuma Aya. Cùng với đó thì không biết rằng liệu SKP sẽ hướng tới lần cấm thứ hai là gì đây ở trong trận thi đấu này. Đó sẽ là một vị tướng như là Rui đến từ ING Media hay là như nào? Tôi nghĩ rằng phải cấm Rui thôi để cho SKP đánh Rui, đó là quá nguy hiểm, không khác gì là gần như tự sát ở trong màn đấu này. Bâng sẽ có, nhằm chính xác là AKP sẽ có một lượt cấm nữa, đó là Aoi. Như vậy là quyết định thả Rui hay chăng đây? ING họ thả cho đối phương đánh con Rui, đánh chậm chậm một chút còn hơn là đánh con Van Hên ép không thở được. Có lẽ đó là suy nghĩ đến từ Inh hay chăng? Sẽ có Rui cho AKP, nhưng AKP cũng hoàn toàn đẩy con Rui này dành cho Inh được. Vì tôi nghĩ rằng AKP để counter Rui và thắng nhanh, đôi khi nó còn thắng nhanh hơn việc là chính bản thân AKP sử dụng con Rui. Đánh luôn Rui rồi. Pit sẽ sử dụng Rui ở trong ván thi đấu này. Một sự lựa chọn có được cho mình một cái tỷ lệ chiến thắng cao và một sự hợp lý đến từ việc lựa chọn vị tướng này. 66,7% tỷ lệ thắng. Cùng với đó là một đội tuyển nổi tiếng là có kinh nghiệm về mặt di chuyển và vượt trội hơn về mặt kiểm soát so với những đội tuyển còn lại trong những mùa giải trước. Thì việc SGP có được con bài Rui này cũng là một sự lựa chọn quá nguy hiểm cho ING Media. Và ING Media ở ván thi đấu trước họ vẫn chơi phòng ngự phản công, nhưng vị tướng quá yếu không thể lết nổi, họ đã chấp nhận để đối phương đè nén khi mà SKP không có một chút sai lầm nào cả. Nhưng ở trong ván thi đấu này, hậu lê sẽ tiếp tục chơi một vị tướng thiên đường tấn công. Sau hai vị tướng đó là Enzo, đó là Lumbua, thì Krizic sẽ là những hy vọng cuối cùng để níu kéo. Họ hoàn toàn thể hướng tới cặp đôi double Kree ở trong ván thi đấu này, khi Krizy cũng thể được sử dụng ở trong ván thi đấu này. Tôi nghĩ rằng là không tệ, hay thậm chí là họ có thể dùng luôn bộ ba Krizy, Quicknack và Krizic. Họ vẫn có một chiếc tướng lết dành cho Jisuti nếu như muốn đánh theo kiểu dạng an toàn. Bởi vì khoảng thời điểm đầu trận thì tuyển thủ đi rừng của bên phía, tuyển thủ đi đường rồng bên phía ING Media không phải là một tuyển thủ có được cái sự đột biến cao, nên ta chỉ chơi ổn định và chơi chắc thôi. Còn khi đồng đội yêu cầu một sự đột biến cao thì Jisuti lại chưa thể có được điều đó. Và sự lựa chọn thứ ba đến từ đội tuyển Sài Gòn tôi có lẽ là để counter lại những cái con bài mạnh mà Huy vừa kể tên, đó là Toro ôm đam tốt và cũng không sợ những cú hút đến từ vị trí của Krizic với chiêu thức có thể miễn nhiệm khống chế. Trong khi đó, sự lựa chọn thứ ba đến từ ING Media đang là Kiora. Họ lấy một vị tướng mạnh ở trong vai trò đi rừng dành cho Jerry, hợp lý thôi. Trận này đã có Rui rồi thì buộc ING phải chơi áp lực cao, không thể nào chơi phòng ngự được, không thể đóng mâm được ở trong trận đấu này. Phải dồn lên, phải pressing đối thủ, chỉ là đẩy SKP về phần sân của họ thi đấu thì may ra mới có thể khiến cho Rui gặp khó khăn và hy vọng một chiến thắng. Sự lựa chọn cấm thứ ba đến từ ING đang là Wonder Woman. Và trong khi đó SKP bắt đầu hướng vào cấm cánh trên Florentino, một lượt cấm hợp lý trong bối cảnh SKP vừa có Toro vừa có Rui. Thì Flo cấm đi sẽ giảm thiểu đi sự nguy hiểm của cánh trên đến từ Kira đi rất nhiều. Kira lựa chọn có lẽ là tất tay về phía của Jerry rồi, không còn đường lui. Anh ta cấm luôn đi Wonder Woman, cấm đi tất cả những tướng đi rừng còn lại có thể gây khó dễ cho Kira. Những sự lựa chọn được coi là mạnh nhất được ING Media tung ra để dồn tướng cho trận đấu tổng lực này. Còn bên phía SKP thì Toro, một sự lựa chọn mà Khoa đã từng thi đấu rất tốt ở trong những vòng thi đấu trước được anh ta sử dụng lại. Erin này thì có lẽ sẽ Erin ở vị trí đường rồng, tại vì ở trong những vòng thi đấu gần đây thì SKP thường sử dụng Erin cho Red. Và có chăng một vài đội tuyển sử dụng Erin đi đường giữa, ví dụ như là One Star thời điểm này với việc Erin trong tay của Madrid. Và ở trong vòng thi đấu này dù sao đi chăng nữa thì bên phía SKP cũng đã có được một bộ ba khá ổn về mặt sát thương giai đoạn sau. Còn bên phía ING Media đang làm áp lực rất lớn đến từ Kira và Krizic, thị tướng đánh khỏe đầu, thị tướng bắt lẻ, thị tướng sốc đa được mục tiêu rất mạnh. Chúng ta đến với giai đoạn cấm thứ hai. Bên phía ING Media cấm nốt Iena và hai vị tướng đơn tà thần Seja còn lại cũng đã được SKP cấm đi. Như vậy thì ở khu vực đơn tà thần Seja đang có được cái sự chặt gọi là hẹp hơn khi mà không có nhiều vị tướng được thả ra vào lúc này nữa. Quy một sự lựa chọn đang nằm trong tầm tranh chấp đến từ cả đôi bên của vị tướng vẫn đang chưa được sử dụng ở trong ngày hôm nay. Omen, Omen được ING sử dụng đã quá hợp để đi cùng với cả Krizic cũng như là Kira chúng phá bắt người, và khả năng chống chịu cao của vị tướng này nữa cũng sẽ khiến cho Erin gặp khó. Không, Zata chuyển qua Zata cho Seal rồi, một vị tướng thuận tay của Seal.
Bây giờ thì ING họ sẽ để cho đường Seja được chơi pick đứng sau để counter đối thủ. Bởi vì đường giữa bây giờ đúng là chỉ có QC hoặc là Zata thôi, mặc dù Toro có thể khá ngư ứng và ôm đam, nhưng vẫn buộc phải lấy vị tướng này để chơi tầm cao. Không thể nói thấp được ở trong bán này. Cho Fish chạy này đường này. Liliana. À không, Fish à, không, có không, lại không, đánh không. Rui rồi, Fish đánh Rui rồi. Rui chắc chắn ở vị trường giữa rồi, tôi nghĩ là như vậy thôi. Còn lại ở khu vực Enzo. Hỗ trợ là Enzo đã. Enzo đi rừng à? Còn lại là đường Tà Thần. Hiện tại thì họ vẫn đang chưa lộ ra vị trí đường Tà Thần. Đường Tà Thần và đường rừng. Bởi vì Toro và Rui chắc là sẽ đóng vào đường hỗ trợ và đường giữa rồi. Và sau đó Enzo cùng với Murat, Murat đổi. Tôi nghĩ rằng trận này Enzo không phải quá là dễ chơi. Ryoma có Toro rồi, pick Enzo là hơi mạo hiểm. Và Ryoma sẽ chọn an toàn hơn dành cho Zero vì tướng thuận tay. Murat đi rừng à? Hay Ryoma đi rừng? Họ muốn làm lại. Omen. Omen khóa thẳng vào Murat luôn. Thế thì phải đẩy Murat vào rừng. Nếu cùng chờ đợi. Phải là Omen thôi. Pick Murat thì không khác gì là khiêu khích về phía ING, họ lấy Omen rồi. Murat của Bung hay Murat của Zero thôi. Bung liệu có chơi tiếp Ryoma đi rừng để sửa sai cho trận đấu khai mạc hay không? Hay là anh ta sử dụng vị tướng biến ảo là Murat? Murat, đó sẽ là Murat của... Tôi nghĩ rằng phải là Bung thôi. Để mà Zero đối đầu với Omen nghe vẻ là hơi khó. Các bạn dự đoán rằng là vị tướng nào sẽ bị tướng Bung sử dụng đây? Để các bạn Murat hãy tương tác trên Omen. Chat để chúng tôi có thể tham khảo ý kiến các bạn vào lúc này. Thôi đổi tướng rồi, Ryoma. Ryoma đi rừng. Tôi nhớ rằng trận đấu đầu tiên mà tôi bình luận ở trong mùa giải này của SGP cùng với anh Nam là Ryoma. Ryoma rừng. Trong tay SGP là đi rừng của Bung. À không, đổi lại rồi. Đó sẽ là Murat đi rừng chứ không phải là Ryoma. Ryoma được trao lại cho Zero. Trận này Murat đánh với Omen, tôi thấy cửa thua chặt đến từ Zero luôn. Quá trình đi lên. Kể cả Ryoma có ganh. Ryoma ganh vào con Omen cũng khó. Hơn nữa thì cứ hỏi chảm là sát vực thẳng luôn đến từ Kira thôi. Bung sẽ cầm Murat đi rừng, có lẽ sẽ là một cái ý kiến hợp lý hơn. Vì nó sẽ phối hợp tương đối hay với Rui. Và không biết là Bung sẽ cầm phù hiệu gì đây. Đó cũng là một cái điều khá băn khoăn. Có thể là Ma Chú hay đâu đó có thể là Thần Quang ở trong trận đấu này. Bởi vì là đã có Omen thì ảo chảm không được quá sâu, ảo chảm đông thôi. Thế nên vì vậy một cái Thần Quang mang theo nó sẽ tối ưu hóa đam hơn so với việc bạn mang Ma Chú. Gần đây tôi đánh Murat thì dừng khá nhiều, anh Nam chắc không biết. Anh mang luyện kim. Đấy, tôi đánh... không, luyện kim là vì là tôi chưa kịp đổi. Tại vì tôi đi đường anh mang luyện kim uy áp. Còn sau đó thì tôi đã lên Ma Chú rồi. Anh lên Ma Chú. Và hiệu quả là khá cao nhá. Tôi cũng khuyên các khán giả là nên chơi Murat đi rừng vào lúc này. Chơi được lắm, chơi cũng dễ chơi. Nhưng mà đừng lên đồ giống như anh Huy. Bởi vì anh ấy nói khá cao, tức là khá cao tôi bị chết ấy, bị nằm xuống ấy. Vì anh ấy đi rừng mà anh ấy vẫn lên giày hồi chiêu. Một người đánh Murat đối 1.300 trận thì các bạn yên tâm vào độ uy tín đến từ tôi. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng nhau đến ngay ván tiêu thứ 3 giữa Samatom và ING Media. Các bạn có thể tham gia sự kiện lễ hội mỹ nhân để có thể nhận được trang phục Kira Hồ Điệp cùng các phần quà là emote cũng như avatar rất đẹp đến từ chúng tôi, cũng như là rất nhiều phần quà khác ở trong ngày quốc tế 8 tháng 3 này. Đang là tình huống trao đổi chính thức đến từ Zero và Kira tại tuyến trên, nhưng Zero có vẻ như là mất nhiều máu hơn khi phải solo tay đôi với cả một con Omen có tinh linh. Còn ở khu vực đi rừng này thì Bung lao vào cầu máu được rất nhiều lên người hậu lê và họ đang muốn tràn qua để cướp bùa xanh đến từ Jerry. Cướp được hay không đây, cướp được hay không đây, con bùa xanh nó nằm ở trong cái tầm bụi và SGP không thể nhìn thấy nó đã rỗi rồi, nó mất kiên nhẫn và quay trở về khu vực hang của mình. Bung tiến lên rất sâu, Bung tiến lên rất sâu, con bùa xanh vẫn đang tranh chấp, vẫn đang là 50-50. Chưa biết nó sẽ thuộc vai, một lần nữa nó lại quay về hang rồi, nó dỗi liên tục, nó cứ bị kéo ra rồi lại đi vào, cứ ra rồi vào. Thần môn đã đến từ Fit và con bùa xanh thuộc về Bung. Cuối cùng thì SGP họ cướp được con bùa xanh và Bung cũng quay trở lại được luôn với thần môn và phối hợp hay hơn đến từ Sài Gòn Phantom. Bung hiện tại lúc này đang về rừng và có lẽ anh ta cũng sẽ cùng với Red ăn tơ lính ở khu vực dưới. Ta băng vào tìm thấy bị chưa Terry, Jisuti bị tìm thấy rồi. Jisuti mất đi rất nhiều máu, đó là cả sự hỗ trợ từ Red nữa. Erin và Murat đã khiến cho Jisuti phải buộc về nhà để hồi phục và bây giờ thì Bung sẽ mới quay ngược trở về để hoàn thành được phần nửa rừng còn lại của mình ở tuyến trên. Thì Zero cũng đang nhận được sự hỗ trợ từ Fish. Trước đó trong một tình huống tay đôi thì anh ta không có cửa với cậu Omen, nhưng sau khi có thêm Fish lên chi viện nữa thì có vẻ như đã có nhiều không gian hơn để cho Zido được quyền đứng cao và farm lính tại khu vực đứng trên. Nhưng có vẻ như là bên phía của ING Media đang muốn tạo ra một cú ganh lên thẳng vào con Ryoma của anh ta. Và vì vậy thì Zido cũng đang cố gắng để hoàn thành được phần bùa này. Anh ta được nhường bùa bởi Bung. Bung và... đã nhường bùa cho Zido, Zido đã lên bố nhưng Kira xích luôn. Kira xích luôn, hậu lê hút thêm một nhịp nữa, có thân vực đặt ra như là không kịp.
Chiến đấu TH dành cho Kira, một pha bắt người hay đến từ bên phía của ING. Nhưng họ đang điệu hổ Ly Sơn khi có thần vực và họ gọi rất đông người xuống để hoàn thành được con rồng đầu tiên. ING Media cũng đã có được con xê già này. Zido được nhường bùa nhưng cũng mất bùa rất nhanh. Anh ta bị tìm thấy, đó là pha đâm dẫn, dẫn giật bóng trở về đến từ Bông nhưng bắt đầu bay lên với thiên dực trong tay của CL, tìm thấy được đó là Khoa. Khoa là khá trâu, Khoa có chiêu cuối, CL mới là người mất tốc biến trên người. Sát thương tầm này là không xi nhê gì để có thể tấn công vị trí của Khoa. Vậy là mất một cái tốc biến tương đối đáng tiếc đến từ CL ở trong tình huống xử lý vừa qua, phải biến về rồi. Và trong trạng thái mà Zata không thể hỗ trợ cho phần rừng như thế này thì SKP có thể tràn qua cướp. Còn bùa đã chui vào trong bụi và Bông. Bông hình như không chừng trị được, anh ta bị hút. Một cú hút tốt đến từ Hậu Lệ. Một cú hút tốt để khiến cho Bông bị nằm xuống ngay ở trong tình huống dồn đam của Jerry và Jisuti. Không giật bóng ngược trở về được, đó là Bông. Một cú đập dẫn cần thiết và nó cũng rất đơn giản để có thể outplay được vị trí của Bông. Bông đã hơi tự tin vào khả năng có thể giật bóng ngược trở về. Còn đứng trên này thì khi Bông nằm xuống thì mọi thứ cũng là quá khó khăn. Kira sắt vực trượt này và đâm dẫn không hút được, đó là Zido. Và đây là phản công ngược trở lại đến từ vị trí của nó. Đẹp quá. Khi mà lại điện trận đến từ Khoa là hất tung được rất nhiều người. Thật vực là quá tuyệt vời, Bông ra đúng thời điểm, đúng người đúng thời điểm. Và tận dụng sai lầm của đối phương để hủy diệt luôn đi ING Media. CL nhảy trên sáo lưu được về thành công. Nhưng ta lưu được về được hay không đây? Zido cố gắng băng vào để tiếp cận đối phương. Anh ta chưa có cái gì để giữ chân được cả. Và cuối cùng thì CL vẫn về được nhà thành công. Vừa qua là một pha xử lý khá loằng ngoằng từ bên phía ING Media, dù cái nhịp gọi người lên để giao tranh của họ là khá hợp lý. Nhưng sắt vực trượt, nó khiến cho họ mất quá nhiều thời gian và rồi thì họ mất đi quá nhiều người. Họ mất đi nhiều người sau tình huống mà có lẽ người sai đầu tiên là Kira. Có lẽ người không sai lắm đó là Hậu Lê, vì Hậu Lê cũng căn là ta đó sắt vực sẽ trúng và Hậu Lê sẽ hút ở trong cái phạm vi đó thôi. Tuy nhiên thì tất cả chiêu thức của ING đều bị trượt và vì vậy họ tự đưa mình vào chỗ chết. Hai mạng dành cho SKP cách tương đối dễ dàng ở trong tình huống mà Fit và Khoa đã là chiêu phối hợp với nhau quá đẹp. Khoa thì hất tung, còn Fit thì đặt được cái thần môn thần vực gây ra nhiều sát thương và kêu gọi được đồng đội đến kịp thời. Bông vừa chết nhưng Bông đã sống dậy và ăn được mạng và thậm chí có thể thêm một mạng nữa hay không đây không? Chưa có Bông ở đường trên này, đó là mạng dành cho Fit cùng với Zero. Còn đường dưới thì CL bắt đầu bay lên. Bay lên sát thương gây ra là chưa phải quá nhiều, Khoa ở trong tầm trụ, còn Hậu Lê kẹt lại quá sâu. Hậu Lê mới là người nằm xuống rồi. Và tiếp tục là thêm một điểm hạ gục nữa cho bên phía của Savanto. Một vài những cơ hội gỡ gạc cho ING Media. Họ cũng đã có được hai mạng rồi. Nhưng lượng tiền đang là nhìn hơn cho SKP. Zero lao vào giữ chân được, đó là Kira. Kira vẫn còn chưa cuối để chạy. Còn ở khu vực tuyến dưới thì Erin trong tay của Red vẫn đang rất an toàn trong việc phòng ngự. Dù là Khoa có di chuyển đánh đông dẹp bắc lên hỗ trợ Zero hay là hỗ trợ cho vị trí của Bông, thì ở đường dưới Erin của Red vẫn có được một giai đoạn tuổi thơ rất êm đềm, không bị ai ganh và cũng chẳng bị ai đụng vào cả. Một tình huống băng vào tích nội tại được từ Bông. Ảo ảnh chạm được linh hoạt, Kira mất đi khá nhiều máu. Kira không còn khả năng để giao tranh nữa, buộc phải lui về. Con bùa đỏ có lẽ sẽ nằm trong tay của SKP. Jerry đánh hơi thuột trong trận thi đấu này, không có quá nhiều tài nguyên ở trong trận này, anh ta bị đuổi. Đúng là Jerry thì lúc nào cũng bị đuổi hết. Mặc dù là tôm vắng mặt nhưng anh ta vẫn bị đuổi. Và người đuổi anh ta đó là Zido, đó là Bông của bên phía SKP. Và ở trong Sài Gòn Phan Tôm thì họ cũng có một từ tôm, đó là Phan Tôm. Nên là Jerry trận này cũng vẫn bị đuổi bởi tôm. Vẫn bị đuổi bởi tôm. Vừa rồi nhưng ta solo kill với Khoa. Khoa đánh nửa cây máu của Jerry rồi, còn Khoa chỉ mất đi có một vạch máu. Đánh thế nào đây, bây giờ kia đã yếu nhớp. Omen gặp Murat thì cũng phải bỏ chạy. Những cái chất tướng khỏe đến từ ING đang thực sự không phát huy được tác dụng nữa rồi. Họ chỉ có một tình huống lè lói duy nhất nơi mà họ có được hai mạng đầu tiên của SKP. Còn xe ra này thì pha phối hợp của Bông và Fit cùng với đồng đội thì lại không ai. Như vậy xe ra được cướp thành công đến từ Jerry. Và Kira là một chất tướng rất dễ để có thể lao vào tạo ra sự bất ngờ. Anh có cầu may là có cơ sở, anh ta có chừng trị và anh ta có truy sát, có chiêu cuối trên người. Và lao vào rất nhạy cảm và nó cũng giúp cho ING giữ được một chút lợi thế dành cho họ trong bối cảnh họ bị áo play là rất đau. Một tình huống mà CL mới nhảy được một nhịp, nhảy được hai nhịp, mất tốc biến, mất cả cầu băng xương, khá khéo về được nhà thành công nhưng mất quá nhiều thứ để bảo hộ. Và với việc không còn khả năng giao tranh nữa thì con rồng này mọi thứ nó diễn ra rất dễ dàng cho SKP. Bông lao vào định giật bóng, ảo ảnh chạm Jerry chắc là không cầu may được góc này nữa. Thần vực bật ra cho nó cẩn thận đến từ vị trí Fish và thêm một con rồng nữa cho SKP rồi. Một con rồng chỉ là con rồng cấp 1 thôi nhưng rõ ràng đến lúc này thì con Murat của Bông vẫn đang rất là free, vẫn đang thực sự thi đấu một cách thoải mái. Còn Jerry lại chạy rồi, lại bị đuổi, quá nhiều người đuổi và đây là 5 người. Có bọc tiếp hay không đây? Không, quyết định đến từ SKP là không bọc tiếp vì họ sợ một pha bọc sau nữa đến từ Hậu Lê cùng với CL. Họ sẽ chỉ dừng lại ở việc lấy đi trụ đường dưới và tha được cái mạng cho Jerry. Tuy nhiên thì đường về của Zero, của Khoa, Khoa bất đi nửa cây và Khoa khá trầu. Bông cũng đến và bồi thêm một ảo ảnh chạm, nhưng cái trụ đường giữa có thể sẽ là cơ.
dành cho ING để có thể bao đi cái trụ này. Bắt đầu bay đến từ vị trí của CL. CL đang bay liên tục để gây áp lực giúp cho bên ING có được cái trụ này. Fizz bị xích lại bởi Kira. Fizz không về kịp đâu. Bật thần môn ra không có quá nhiều tác dụng. Zero quay ngược trở lại muốn đuổi đánh các thành viên ING Media. Ảo ánh chảo là khá đầu, hậu lê vẫn còn. Tốc biến nhưng ta không thoát khỏi thần anh biến đến từ Zero rồi. Và anh ta chạm mặt với Kira. Zero và Kira gặp nhau. Kira ở lại đối đầu với Zero, có thêm sự hỗ trợ từ Kira. Kira không vắng băng vào khi đằng sau Zero là rất đông các thành viên. Đó là Red với tình huống Diệp Vũ, Nguyệt Quế rất nhiều sát thương. Khoa mới là người của Kira thành công. Và vừa qua thì Kira cũng đã phải nằm lại rồi. Như vậy là liên tiếp thua giao tranh, liên tiếp thua giao tranh đến từ ING Media. Bắt được một mạng nhưng họ phải trả giá bằng quá nhiều mạng ngược lại. Linh vẫn đang đẩy lên. SKP Red thì vẫn đang rất khỏe. GCT bây giờ vẫn đang cầu may thôi. Có lẽ GCT bây giờ vẫn đang cầu may bằng những tên lính phàm và đợi thời điểm về sau giống như chiếc ngày hôm qua vậy. Về sau thì Terry khỏe, máy ra còn có cơ hội để có thể bật lên. Còn lúc này thì SKP vẫn đang kiểm soát trận đấu một cách tương đối chặt chẽ. Đường giữa có thể sẽ được tấn công nơi mà Khoa bật lên đại địa chấn và cả một cái thần vực đặt ra rất fit nữa. SKP dồn lên đây với cả 5 người. Zero là người đi đầu, cú bay lên là khá hay đến từ Xiao. Bay rất nhiều sát thương và ba mạng của SKP nằm xuống rồi. Jerry phản công từ bên cánh ông, có tin được băng hay không đây? Hai thành viên này có rất nhiều thứ để bỏ chạy. Và đây sao con sẽ ra dành cho bên phía của ING. Con sẽ ra phút thứ 8 rất quan trọng dành cho Jerry. Con hàng hảo Seja này sẽ trong tầm tay của SKP mà thôi. Khi mà cú bay từ Seal là quá đẹp, anh ta có lý do lựa chọn ra tả cho ván thi đấu này. Khoa bâng lao vào, bâng địch cầu may. Ảo ảnh chạm có chương trị đây không đây? Thi chừng trị và chừng trị thiếu đi một chút đam từ lo bâng thì phải. Bâng bị bắt bóng ngược trở lại bởi đó là Thiên Dực và hào hảo Seja thuộc về cho bên phía của đội tuyển ING Media. Lúc mà bâng chừng trị xong là còn 254 máu thôi và không cầu may kịp từ bâng rồi. Không kịp, có lẽ Bâng cũng hơi vội trong tình huống mà nếu như anh ta không chỉnh trị nhanh và anh ta giật về thì anh ta cũng không giật về được nữa. Nên Bâng đã muốn làm cả hai nhiệm vụ cùng một lúc và cuối cùng là không được cái nhiệm vụ nào cả. Bâng mất luôn cả mạng khi anh ta đã bị bọc hậu ở phía sau. Bất ngờ đang xảy đến ở thời điểm giữa trận đấu, nơi mà Inh họ đang bứt lên, họ đang giao tranh tổng thắng một tình huống lớn và kiểm soát được con bùa xe ra bóng tối. Ăn hai bùa luôn à? Ăn hai bùa luôn từ bên phía của ING. Đã gỡ là phải gỡ thật nhiều. Họ đang rất liều và liều sẽ ăn được nhiều bởi các thành viên phía đội tuyển SKP có vẻ đang tận dụng cái thần vực và thần môn để đi đẩy cánh hai đường hơn là việc cố gắng tranh ra con rồng với đối phương. Ở khu vực tuyến dưới thì hai thành viên bên phía của ING Media đứng kê luôn Zero để Zero không vào hàng rồng. Nhưng chẳng có ai ở tuyến trên để kê cho bên phía đội tuyển kê đối phương đẩy trụ ở tuyến trên cả. Các thành viên bên phía SKP phù về và qua đó thì thêm một con rồng nữa dành cho ING Media. Một tuần hai bùa, tiền đã hơn dành cho ING rồi. Có cơ hội trở lại dành cho họ hay không đây? Bắn là khá đau từ nội tại liên hoàn lân trong tay của Jisuti rồi. Bắn bắt đầu rát đến từ quân bài Terry. Và đây sẽ cơ hội cho ING Media ở khoảng thời điểm về sau trận đấu này. Họ có nhiều cơ sở hơn trong việc đánh phòng ngự phản công hơn là những trận tướng ở ván thi đấu trước. Họ có cho mình một con Terry trâu. Và lúc nãy trong một thế giao tranh đông người thì nội tại được kích hoạt đến từ vị trí Jisuti là rất nhiều đam. Và vẫn dẫn băng vào. Ảo ảnh chảo cũng là rất đau nhưng Thiên Dực đến từ vị trí của Seal có vẻ như là nhiều đam hơn. Mất đi rất nhiều thứ để bỏ chạy, đó là Jerry. Jerry chạy để thành công, có tam giác quỷ để bỏ chạy rồi. ING Media còn đủ cả 5 người. Thiên Dực không bay được chết ai. Không, chính xác hơn là Zido nằm lại. Hậu lê bập ra cho mình bản thân. Nhưng anh ta bị săn lại một lúc khá lâu. Ảo ảnh chạm đã tới. May là anh ta thoát khỏi một tầm tấn công đến từ Bâng. Bâng đang tiếp tục quay ngược lại với việc tích nội tại của mình. Nhưng hết đường để bọc đầu rồi. Và những gì mà SKP phải trải qua là mất đi một người mà thôi. Mất đi một người phòng ngự được cái trụ đứng giữa. Vẫn là tương đối ổn đến từ đội tuyển Sáng Hoa Tôm. Trong tình huống họ đổi trác vừa rồi. Pha thi đấu mà Red đã tương đối thoải mái về khả năng xả đam. Thế nên ING họ đã hơi cảm thấy bị bất ngờ khi mà lượng sát thương trả lại đến từ SKP là cực nhiều, mặc dù họ đã hạ gục được Zero từ trước đó. Rất đáng tiếc cho ING nếu như họ để ý hơn một chút mà ngăn cản được cái khả năng xả sát thương của Red thì có thể đó là một giao tranh thắng lớn nữa của ING. Nhưng không sao cả, thế trận này đang là một thế trận mà tốt hơn rất nhiều so với những trận đấu trước đó của Inh rồi. Sẽ là bóng tối sắp xuất hiện. Thời điểm này là thời điểm cần phải rất tập trung đến từ Inh. Và huấn luyện viên kiêm tuyển thủ CL đã có cái rất đẹp 4-0-1. Có lẽ là key player bên phía ING Media để giúp họ có thể gỡ gạc lại được trong một thế trận tương đối là uể oải giai đầu trận đấu. Thì cú bay định mệnh ở khu vực đường giữa nó đem lại rất nhiều hy vọng cho ING Media. Sự xuất sắc đến từ CL sau một ván thi đấu đáng thất vọng với kỳ. Và đây là điều cần thiết với sự quay trở lại này. Khi mà CL đóng góp rất nhiều mặt chiến thuật và anh ta đang phải thi đấu ở vị trí rất quan trọng. Thì ở ván thi đấu này khi mà tinh thần quay trở lại, khi mà những sai lầm không còn là quá nhiều nữa và tuyến giữa cứng cáp hơn ở ván thi đấu trước thì gián tiếp nó cũng giúp cho con Kira trong tay của Jerry không gặp nhiều khó khăn và không bị xâm lăng rừng quá nhiều ở trong giai đoạn dẫn đầu nữa. Và đây sẽ có set tiếp theo dành cho bên phía ING. Còn bên phía của SKP họ vẫn đang cờ bí thì dí thần môn và thần vực thôi. Xích người tại hai cánh điều không quá bất ngờ và lần này thì họ đủ sức để lấy đi cái trụ tiếp theo. Họ sẽ lấy đi cái trụ này, còn đối thủ thì chưa thả đại lộ xe ra. Đối thủ chưa đã thả đại lộ xe ra.
Có một điều mà có lẽ bây giờ Ink cần phải làm nhanh hơn là họ phải nhường tất cả tài nguyên cho Jisuti. Kể cả việc last hit thì bây giờ Jisuti cũng phải là người làm điều đấy. Để anh ta có nhiều tiền nhất có thể, nhưng anh ta vẫn đang kém tiền red thì nó là chưa ổn. Nó là chưa ổn. Bạn nãy tôi nhìn là anh ấy vẫn còn đang kém red tới 600 tiền. Và Jisuti mới chỉ đâu đó có khoảng được 2 món đồ mà thôi, chưa thể nào khỏe với con 2 món đồ rưỡi hoặc là 3 món đồ rưỡi gì đó. Jisuti vẫn cần thêm thời gian, vẫn cần phải được last hit, vẫn cần phải là người được dừa tài nguyên, chứ không phải là Zata bây giờ. Zata bây giờ 3 đồ rồi, bay đủ sát thương rồi. Nhưng quyết định của Ink vẫn đang là CL 3 mét đường giữa, còn Jisoo thì là người cần trái của tôi. Hậu Lê tàn hình cả team rồi. Bông bị bắt bóng, Bông bị bắt bóng ở trong tình huống này. Bông bị sắc đao, Bông sẽ bị bốc hơi ở trong tình huống này. Một trụ nữa dành cho phía của Ink. Và bắt người rất nhanh và nhạy bén từ Jerry. Các thành viên bên phía SGP đang tập trung vào cú hút đến từ Hậu Lê mà không quan tâm tới tuyến sau, là Bông đã bị bắt lại bởi Jerry. Jerry đã hoàn toàn tận dụng khoảng thời điểm mà SGP bị sao nhãng bởi Hậu Lê để có thể có một cú vòng sau rất hay. Bông bị loại bỏ khỏi giao tranh rồi, và khi Bông nằm xuống, cơ hội quay trở lại dành cho ING. Media họ vẫn đang tiến vào, vẫn còn một con Caesar này nữa. Có cơ hội nào để họ có thể bào được cái trụ siêu cấp mà không cần tới Caesar bạo chúa hay không đây? Ở tơn dưới đang là rất nhiều, đang là rất nhiều lính, đang là những cú đánh tay đến từ vị trí của Kira. Nhưng đối phương đang lao vào, đó là Khoa. Khoa khá trâu, Xeo bắt đầu bay, Xeo đang bay với thiên dực rồi. Anh ta bay được hết lính, nhưng cuối cùng Xeo bị kẹt lại. Tốc biến các bên kia đá không thoát được, Khoa vẫn đang đuổi theo. Xeo là người đầu tiên nằm lại, ING Media lui được về với 4 người. Nhưng họ chưa thể có được đường siêu cấp nào của đối phương cả. Không có rồi, một đường siêu cấp đầu tiên rồi, vẫn đã đủ sức. Vẫn đủ sức để cho cú bay vừa qua làm tiền đề cho ING Media mở được đường siêu cấp đầu tiên. Đúng là pha thi đấu sướng vừa rồi nó vẫn đem lại một chút hiệu quả dành cho ING khi có một đường siêu cấp. Tuy nhiên vấn đề về tiền, Jisuti đã không nhiều tiền, 9.100 thôi, yếu tiền quá. Jerry, bây giờ thì là con dòng ánh sáng được ăn đến từ bên của SGP dễ dàng. Jisuti bây giờ cần phải có thêm tiền, bắn đau hơn một chút. Bắn vẫn là hơi đuối khi bắn vào người của Toro đến từ Khoa. Bởi vì là con Toro bây giờ giáp phản lại, tôi thấy là Jisuti có mất máu nhiều hơn là Khoa mất máu. Thế nên phải diệt thần cung, sau đó là một chút nào đó hút máu nữa đến từ vị trí của Jisuti hoặc là một cái dạo mệnh để đảm bảo cho tính mạng của mình. Hậu Lê bắt đầu tàn hình, chỉ là một check map mà thôi. Sắp có diệt thần cung đến từ Jisuti rồi. Xạ nhật cung, sau đó là diệt thần cung. Jisuti đang là người có lẽ là đóng được nhiều đam nhất bên phía của ING Media, bên cạnh con Kira trong tay của Jerry. Lúc này thì sức sát thương đến từ Zata của CL cũng không còn là quá mạnh nữa. Anh ta sẽ bay làm tiền đề để mở giao tranh. Bay vào để hút người và đẩy lui đối phương sâu về là những gì mà CL sẽ cố làm thôi. Và cố gắng thoát ra bằng một tình huống cầu băng xương hoặc một tình huống tốc biến để thoát ngược trở ra. Còn lại thì ở thời điểm này có lẽ Zata cũng sẽ không được đánh giá quá cao về mặt sát thương nữa. Caesar bạo chúa đã tới và lúc này đội tuyển đang có lợi hơn về mặt di chuyển. Đang là các thành viên phía ING Media bắt đầu tăng hình ngụy trang cả đội. Tìm ai không đây? Dình bóng, đợi Bâng giật về là sẽ hút. Nhưng Bâng đâu có dễ gì để giật về quả đó đâu. Trời ơi, sao Jisuti bỏ nguyên một tên lính đứng giữa mà không farm luôn? CL farm hết. Đồng đội gọi đánh, đồng đội gọi bắt người thì phải, nên là cuối cùng Jisuti lại trời đi. Thấy Hậu Lê cũng như là ING Media đứng canh bóng của Murat thì anh ta cũng đứng ở khu vực đằng sau cái bùa đỏ đối phương để có thể đánh cùng luôn, nên vì vậy mà tôi lính cũng không được anh ta cân nhắc. Cú côn đánh bắt người thôi, nhưng tôi không nghĩ rằng là Bâng sẽ dễ dàng giật bóng về để rồi bắt đến như vậy. Và anh ta đúng là cũng không mắc sai lầm cho tình huống vừa qua, và cú dình dập bóng đến từ ING Media là bất thành rồi. Lại bỏ một tên lính đường giữa nữa kìa, lại bỏ một tên lính đường giữa nữa. Và con Zata bây giờ đến cái đồ có băng xương thì thôi, chắc là tôi nghĩ rằng thế thôi là đủ rồi. Nhưng bây giờ vẫn có được gì thần cung rồi, nhưng mà tiền lên hơi chậm, vẫn chưa có dầu mạnh, có red full đồ rồi. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt của hai xã thủ farm là như thế nào. Người cần dồn tài nguyên thì họ vẫn sẽ được phải dồn tài nguyên, nhưng trận này Jisuti có vẻ như hơi hiền rồi. Chưa có nhiều những cái gọi là cá tính ở trong cái việc anh ta phải côn rằng mình cần farm, mình cần tiền. Nếu như Zata là anh Huy chơi tôi sẽ hiểu thôi, nhưng mà đây là một trận đấu giải. Thế nên vì vậy Jisuti cần này lúc này phải hiểu được cái cảm nhận. Tôi không chơi Zata, anh ơi. Tôi không chơi Zata, tôi chơi Teddy mà. Đấy, ngay lại bỏ thêm một tên lính đứng giữa nữa rồi. Cố gắng ẩn sai đến từ Jisuti à. Đánh ném ra một xuyên tâm luân, có lẽ là để check sai, nhưng không có quá nhiều ý nghĩa. Đến từ vị trí của người chơi xạ thủ bên phía ING Media, không có bất cứ một sai nào SGP ở khu vực nửa tuyến trên cả. Bâng là người được cử xuống để có thể đối đầu với cả Kira trong mặt trận đổi đẩy tại cánh đối diện. Hậu Lê bắt đầu và bấm dẫn. Nào, Zero chưa ra mở giao tranh. Chưa thể mở giao tranh đến từ Hậu Lê. Gặp Khoa thì chắc là cũng không thể mở giao tranh nổi đâu. Ink cần phải mở giao tranh rất cẩn thận. Kira. Sát vực được một người rồi, đó là Fizz. Fizz sẽ bị dồn đam ngay hay không đây? Câu trả lời là chưa. Khi mà Khoa băng vào, Khoa câu được quá nhiều sát thương mà thôi. Rồi Jisoo nằm xuống. Bâng đến một ảo chạm đau ra đi. Ao giao tranh. Bâng lùi về được. Red đang được free shot. Red đã được bắn tiền. Kira ở đây một cú kéo sát kia bay đến từ Kira. Kira. Lên mạng của Red hay không đây? Câu trả lời là chưa. Red còn băng xương. Red bật lên
chiêu cuối với người nằm xuống đó chính là Kira. 2-2. 3-3 nhưng máu của ai cũng đều yếu rồi. Seja sẽ chưa thể dành cho bất cứ một ai cả. Pha giao tranh là hòa, Kira đã làm được quá nhiều thứ với Omen. Trong tình huống đứng tanh vừa qua, Fizz và Zero nằm xuống bên phía SKP. Hãy cùng nhau theo dõi tình huống giao tranh vô cùng chớp nhoáng này. Đội tuyển chủ động hơn đó là các thành viên bên phía của ING Media, nhưng Kira bị nhìn thấy bởi Khoa. Sau cùng thì Kira vẫn tạo ra được một tình huống tanh lâu trong giao tranh. Và các thành viên bên phía của SKP cũng như ING Media cũng đã tiêu tốn đi rất nhiều những thứ để có thể bảo hộ cho tình huống giao tranh này. SKP còn khá nhiều cầu băng xương. Nên vì thế thì họ mới có thể thoát khỏi tình huống tấn công đau đến như vậy đây. Red cũng đã cầu băng xương để cố gắng thoát đi. Và sát thương từ Jerry là không đủ khi mà Red đã kịp thời lượn về khu vực trụ thứ hai, khu vực đứng giữa. Và qua đó thì các thành viên phía SKP cũng là đổi cân người với cả bên phía đối phương mà thôi. Một tình huống giao tranh mà ING Media đã cố gắng để chủ động mở giao tranh trước gây bất ngờ, nhưng họ chưa đủ khả năng để có thể lãi lớn ở trong tình huống giao tranh vừa qua. Và như đã nói thì nếu như Jisoo giờ mà chưa có tiền thì anh ta bắn vào Toro cũng rất nguy hiểm. Toro lao lên gây đam, tôi nghĩ rằng một combo của Toro trúng vào Jisoo là phải nửa cây rồi, gần nửa cây. Chưa kể là giáp phản liên tục vào người của Jisoo nữa. Thế nên chỉ cần một người nữa bồi đam thôi là Jisoo nằm. Chưa có dậu mạnh là một điều gì đó nó tương đối nguy hiểm đến từ xạ thủ của bên phía Inc. Còn đây là Red. Red bật chiêu cuối nhưng Red bị lừa rồi. Đó là sát vực từ Kira. Nhưng bộ đôi đến từ Inc có vẻ là người là những người bị lừa cuối cùng bởi Fizz đứng đằng sau ở thần vực. SKP có tất cả những thành viên của họ tại đây. Kira sẽ là người nằm xuống. Lúc này thì Inc đã tới và giao tranh được. Công này bay lên là khá đẹp nhưng không có quá nhiều sát thương để dồn chết một ai cả. Jisuti bắn. Jisuti bắn rất đau. Hạ cũng được bắn rồi. Khoa kết lại. Red cũng đã hết chiều. Jisuti bắn nét. Bắn nét thôi. Và Red nằm xuống. Jisuti cũng đã mất cái mạng của mình rồi. Khoa vẫn kịp làm một điều gì quét sạch. Khoa còn tồn tại. Khoa 1-3. Không còn đồ để Khoa mua bán. Quét sạch cho ING Media. Quá nhiều không gian cho Jisuti. Anh ta lách vào khu vực bụi ở khu vực đường trên. Và anh ta bắn hết trong giao tranh khi được tích đối tại. Không ai cản Jisuti cả, chơi game đúng một pha giao tranh duy nhất và có được chiến thắng rút ngắn tỷ số dành cho ING Media. Cú quét sạch này sẽ đem lại sự hấp dẫn ở trong trận đấu đầu tiên này. Rút ngắn tỷ số là còn là 1-2 mà thôi, chắc chắn là như vậy rồi, dành cho ING Media. Và mặc dù hơi nghèo về tiền, mặc dù tiền chưa kịp đáp ứng, nhưng ở trong tình huống vừa rồi thì Jisuti đã chọn được một góc đánh đủ hay. Nhưng trước đó phải kể đến việc là Kira đã ôm rất nhiều thời gian. Mặc dù anh ta bị quay bởi 4 thành viên của SKP nhưng các câu đủ thời gian để đợi đồng đội đến. Câu được chiêu của SKP và Jisuti được free shot. Một giao tranh quá bất ngờ khi cả hai bên cố gắng lừa lẫn nhau. Đầu tiên là ING lừa vào Red, nhưng Red lừa lại bằng việc có Fizz đứng đằng sau trận vực. Nhưng cuối cùng thì ING họ mới là những người thắng, vì họ đã đến kịp thời. Họ đã đến ở thời điểm mà SKP không còn chiêu. Và cái tên và chúng ta có thể nói rằng là tạo nên bước ngoặt ở trong giao tranh cuối cùng đó chính là Jisuti, lại là Terry một lần nữa lật kèo ở trong mùa giải năm nay. Một tình huống giao tranh rất nhanh, Kira đã câu được rất nhiều thời gian cho đến khi bốn người còn lại của bên phía ING tới. Red có vẻ là không đi bằng đường hàng không mà anh ta lại chạy từ từ lên thì phải, và điều đó cũng đã giúp cho chỉ trong khoảng thời điểm anh ta chạy lên để cover cho các thành viên SKP thì trong lúc đó Jisuti đã làm được quá nhiều thứ. Anh ta có mặt trong giao tranh, ta xả đám liên tục và chẳng ai làm gì được Jisuti cả. Công lớn nhất có lẽ thuộc về cho Kira khi ta câu được một lượng chiêu cuối cũng như là câu kéo được rất nhiều thời gian để cho bốn người còn lại của bên phía ING lao lên phản công nhanh. Cú phản công nhanh vừa qua đã quét sạch các thành viên SKP và giúp cho ING đem lại một chút hy vọng. Và ING Media đang rất cố gắng để có thể quay trở lại, và họ đã quay trở lại kịp lúc rồi khi tưởng chừng như họ sẽ gục ngã cho ván đấu thứ 3 này. Thì tình huống giao tranh quan trọng nhất, họ lại là đội tuyển có được sự chính xác. Và qua đó thì trận đấu chỉ còn rút ngắn xuống cách biệt là một ván mà thôi. Cơ hội dành cho ING vẫn còn, nhưng bản lề vẫn là của SKP. Rõ ràng là kịch bản như thế này là một kịch bản cũng hết sức khó đoán, và một lần nữa lại chúng ta lại được chứng kiến những điều hấp dẫn của mùa giải năm nay. Điều gì cũng có thể xảy ra. ING đội đang đứng cuối bảng, họ có được một ván thắng trước SKP. Mặc dù chưa phải là một chiến thắng chung cuộc, nhưng ván thắng này sẽ búc thêm tinh thần rất nhiều dành cho đại diện được đánh giá yếu hơn trong ngày hôm nay. Họ đã thi đấu mắc rất nhiều sai lầm trong những ván đấu trước đấy, có cả những sự bạc nhược nữa, nhưng đến ván đấu thứ 3 này bất ngờ vùng lên. Lại là Terry led game bắn hết ở trong một giao tranh tổng. Có vẻ như vị tướng này sẽ là vị tướng mà ở trong thời gian sắp tới tôi nghĩ rằng nó sẽ đem lại nhiều cảm hứng cho các bạn chơi rank đấy. Vì ngày hôm qua có Chiết và ngày hôm nay có Jisuti đều là những ván đấu lội ngược dòng mãn nhãn. Tôi cũng chơi vị tướng này rất nhiều, anh Nam chắc cũng biết. Tôi đánh Terry với anh Tùng, với anh Nam là cũng thường xuyên có được khoảng 14% không cũng khá nhiều đấy.
Tôi chơi khá nhiều tướng, mỗi một vị tướng ở Liên Quân tôi chơi khoảng độ ít. Nhưng vị tướng nào anh cũng chơi không hay. Nếu mà ít thì là tầm 1-200 trận, mà nhiều thì là tầm 1.000-2.000-3 trận. Và đây là MVP của bán thi đấu này, Zisuti, người được gọi tên nhiều nhất bên phía của đội tuyển ING Media. Dù farm hơi thọt một chút khi mãi đến cuối game mới có giác hộ mệnh. Chết rồi mới có giác hộ mệnh. Nhưng điều đó không quan trọng, điều đó không quan trọng khi ta chơi game một pha giao tranh thôi. Một pha giao tranh thôi, 121.000 đa được tạo ra. Bắn thỏa thích và không ai đụng vào anh ta cả. Đi rất tinh tế, lách nhẹ vào khu vực bụi ở tuyến trên, nơi mà không có ai có thể bắt được anh ta. Và anh ta xả đam khi kích nội tại Liên Hoàng Luân và bắn liên tục. Đam được lan ra các thành viên còn lại bên phía của NQP và họ không đỡ nổi. Đam tay đến từ Terry thực sự là cơn ác mộng. Và Erin không thể chống đỡ được ở trận giao tranh cuối cùng. Sẽ còn nhiều điều cải thiện nữa đến từ Zisuti, sẽ còn rất nhiều điều cải thiện nữa đến từ người chơi này. Rõ ràng là nếu như chỉ xét về một phạm vi nhỏ, đó là cái khả năng giữ vị trí và cái khả năng xử lý cho một tình huống, thì tôi thấy Zisuti cũng bắn khá ổn. Được cái anh ta bắn ổn định với những con tướng late game. Và trận này anh ta cũng là người gây ra đam nhiều nhất ở trên bản đồ. Mặc dù Red được chơi từ đầu đến cuối, nhưng chỉ bằng một vài khoảnh khắc nơi mà giao tranh tổng diễn ra thôi, thì Zisuti đã gây tới 121.000 sát thương và xứng đáng với cái MVP này. Một lượng sát thương khủng khiếp được tạo ra. Tuy là lượng tiền farm không thực sự là đẳng cấp hơn so với cả Erin trong tay của Red, nhưng lựa chọn đúng thời điểm và chất tướng lực hơn ở khoảng thời điểm cuối, giữ vị trí tốt, đã giúp anh ta có được MVP và giúp cho anh Jimin giúp ăn tỷ số xuống chỉ còn là 1-2 mà thôi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến ngay vào đấu thứ tư, bản lề vẫn còn, và để xem ra đội tuyển nào sẽ có được chiến thắng sau cùng trong ngày hôm nay. Chúng ta quay trở lại với trận thi đấu thứ tư giữa Sài Gòn Phantom và ING Media. Tỷ số lúc này chỉ còn là 2-1. Và bất cứ điều bất ngờ đều có thể xảy ra nếu như ING Media tiếp tục cân bằng tỷ số thành công 2 đều. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ trở về loạt bo 1. Và lúc đó thì tâm lý và đẳng cấp sẽ được chứng minh rất nhiều trong bàn thi đấu quyết định đó. Nhưng để làm điều đó thì Xiao và các đồng đội của mình cần phải có thêm được một bàn thi đấu xuất sắc nữa, như những gì họ đã làm được ở trong trận thi đấu trước đó. Huấn luyện viên Xiao đã gánh team đúng lúc. Dù sao thì trước khi Zisuti xanh thì anh ta cũng là người gồng nhất. Anh ta là người mắc sai lầm, và khi anh ta mắc sai lầm thì đội tuyển thua. Nhưng nếu như anh ta không mắc sai lầm và anh ta xuất sắc như cách anh ta đã chơi Zata ở bàn thi đấu trước thì đội tuyển rất dễ chơi. Jerry không bị cướp rừng do cái trụ đường giữa được giữ rất cẩn thận bởi Zata của anh ta. Còn Zisuti cũng được farm cách rất thoải mái, hậu lê có nhiều không gian để di chuyển. Và vì vậy thì trong bàn thi đấu này, để xem rằng là Xiao còn phép gì ở trong tay hay không đây. Một nỗ lực và cũng là một lời khen dành cho anh ta khi vừa đảm nhiệm vai trò chiến thuật, vừa đảm nhiệm vai trò côn team, có khi vừa là đội trưởng luôn. Đội trưởng. Và cũng là sách nước bổ cam. Nghĩa là tất cả những cái vị trí có thể làm được, anh ta gọi là giám đốc một thành viên đa nhiệm. Công ty một thành viên rất đa nhiệm đến từ vị trí CEO. Một lời khen và rất gánh ở bán thi đấu vừa qua với cô bài Zata. Còn ở phía bên này thì Bâng sau bán đấu vừa rồi thì chưa thể để giành được MVP khi anh ta thua. Và Bâng đang cảm thấy hơi khó chịu đấy. Tôi nghĩ rằng Bâng cảm thấy hơi khó chịu với ván đấu Murat đi rừng vừa rồi. Tôi cứ đang thầm cảm ơn Bâng rằng là Bâng sẽ đánh một ván đấu Murat mẫu để cho Huy học tập. Tuy nhiên thì cuối cùng thì Bâng cũng chỉ như Huy thôi, cầm Murat vẫn thua. Nếu mà nói thế thì quá đáng quá. Dù sao Bâng cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, tất nhiên kết quả thì vẫn thua thôi. Cá nhân tôi cũng là một người chơi, nếu như nói rằng là chơi Murat chắc tôi chơi nhiều nhất ở trong đội bị đội viên. Chính xác tôi đã chơi 1.345 trận. Và cũng không có nhiều người có được cái tỷ lệ đánh Murat nhiều như là tôi đâu. 48% tỷ lệ thắng. Quay trở lại với trận thi đấu này. Sau một vài những phép thử có vẻ như là Murat đi rừng không quá hiệu quả, khi phải liên tục gặp Omen rồi Quizic hút lại. Thực tế mà nói thì Bâng trận thi đấu này cũng có một vài những pha xử lý lỗi. Phải thành thực mà nói là như vậy. Đầu tiên là giật bóng không được để rồi bị hút lại bởi hậu lê khá vô duyên, và liên tục là mồi nhử để cho Omen bắt bóng. Cái ngáp để khởi động cho bàn thi đấu thứ tư đến từ Fish. Và bây giờ thì NQP sẽ ở bên phía phần sân đỏ ở trong bàn thi đấu này. Phần sân đỏ dành cho bóng mà Sài Thành, một bên counter ban pick Rui họ đã sử dụng và không thành công. Có vẻ như là Rui dạo gần đây đến từ NQP không phải là một con tướng họ thực sự hoàn toàn có thể làm chủ được nó. Kể từ AIC đến giờ thì sức nguy hiểm đến từ Rui của Sài Gòn Tôm đang phần nào đó bị giảm đi. Ngày hôm nay họ thua trước đội tuyển yếu rất nhiều, đó là ING Media, trước khi họ sử dụng con Rui.
Thế nên rõ ràng ở trong thời gian sắp tới khi họ gặp những đội tuyển mạnh thì các đội tuyển đó hoàn toàn có thể nghiên cứu thả Rui cho Sang Văn Tôm khi phong độ dạo gần đây là chưa quá hay với Rui. Lúc này SKP chủ động phải cấm đi vị tướng này rồi. Còn đối với ING Media, Kane và Van Hên, một lựa chọn cấm quen thuộc ở phần sân màu xanh. Những sự lựa chọn quen thuộc, những lượt cấm quen thuộc. SKP sẽ đội tuyển cấm cuối cùng. Liệu rằng vị tướng đó là vị tướng nào đây? Aya thôi, không có bất ngờ nào ở trong những lượt cấm còn lại cả. Và bây giờ thì ING Media sẽ đội tuyển được lựa chọn trước ở trong bán thi đấu này. Ở ING Media hiện tại tôi nghĩ rằng ở khu vực tường giữa là đang bắt đầu hạn chế mặt bể tướng rồi đấy, Liliana có thể một sự lựa chọn an toàn mà CL lựa chọn. Có thể họ sẽ ưu tiên cho người chơi giữa của mình ở trong first pick này. Được đấy, bởi vì là cũng lấy luôn một vị tướng phi chơi chơi. Liliana lấy ở trong sự lựa chọn này hay không đây? Tôi nghĩ rằng là đáng lấy first pick. Thứ nhất là có thể gọi là vẫn có thể thăm dò đối phương để tìm cách counter ngược ở trong hai pick sau đấy. Và cũng khó để khắc chế được vào vị tướng này, nhưng Erin không cần lấy Erin sớm thế. SKP đã lấy ở trong trận đấu trước rồi. Đúng. Có lấy họ thể lấy ở trong hai pick sau, nhưng mà họ muốn giấu tướng thì họ có thể lấy trước. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một lúc đi hơi chắc chắn từ bên phía ING Media. Dù sao chẳng nữa họ cũng muốn thăm dò đối phương. Họ lựa chọn Erin trước để đoán xem SKP sẽ ra đòn như thế nào, để rồi họ tìm cách khắc chế ở trong hai lượt pick tiếp theo. Họ biến mình từ phần sân xanh sang phần sân đỏ luôn. Và bên phía SKP thì sao đây? Lữ Bố. Không, tôi nghĩ rằng là Lữ Bố này chắc đi được tà thần Seja thôi nhỉ. Lại khó mà có thể xuất hiện ở vị trí đi rừng được. Và đúng như những gì chúng tôi vừa mới phân tích xong thì Liliana hiện tại có lẽ là vị tướng đáng được tranh chấp nhất tại đường giữa. Tranh chấp. Và khi mà ING Media quyết định mạo hiểm lấy con Erin kia thì chắc chắn rồi SKP sẽ không từ cơ hội để lấy đi vị tướng này. Và cặp chị em cấu rể quen thuộc rất mạnh đã có dành cho vị trí của Fish cũng như là Red. Như vậy là đúng là chúng ta cũng đang hơi khó hiểu một chút tại sao không phải là Liliana. Mặc dù dạo gần đây Liliana thì rất đẹp mà. Nhiều mà người lấy first pick là rất đẹp ở trận đấu này luôn. Nhiều đội tuyển rất thích dùng Erin đứng giữa để đối đầu với Lily. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng Lily cũng không phải là một cái cặp thi đấu mà sợ Erin ở đứng giữa lắm. Thậm chí là cũng không hề sợ luôn, cũng phải là lắm. Nên là vì vậy đây là một sự lựa chọn tôi nghĩ rằng Pit rất ổn để mang lại phối hợp cùng với một con Violet của Red. Còn ING sau Erin sẽ là những vị tướng như thế nào đây? Một vị tướng mạnh đi rừng dành cho Jerry từ sớm. Tôi nghĩ rằng là hợp lý. Hình như vẫn còn Dimi. Aoi thì phải dành cho Jerry. Còn Aoi sao ấy? Còn Aoi. Còn. Có thể lấy trước khi bị cấm. Không. Yan. Có khóa hay không? Yan và Dimi. Lấy thôi. Vị tướng đi rừng này rất ổn. Rất ổn dành cho vị trí của Jerry. Và đó là sự lựa chọn dành cho vị trí của Xiao. Vị tướng đi rừng kết hợp với cả Dimi để có thể cải thiện lượng tiền của mình nhiều hơn. Và đây là một đội hình đánh rất khỏe. Một đội hình có cho mình chiều sâu về mặt sát thương. Và khả năng tái giao tranh tốt với Timmy. Đội hình của bên phía ING hướng tới trong bản thi đấu này cũng là những sự lựa chọn tất tay và cũng không hề thua kém gì. Hai sự lựa chọn vô cùng chắc chắn và cũng vô cùng quen thuộc mà SKP đang có. Bên phía của SKP sẽ đưa ra vị tướng cuối cùng trước khi khép lại giai đoạn 1 của cấm chọn. Và có thể tôi nghĩ rằng nó sẽ vị trí hỗ trợ chăng? Không. Alain à? Có khi nào Alain, tôi nhớ là có một trận SKP đánh Alain hỗ trợ. Trợ qua như ăn được 15 mạng thì phải. Mùa trước đúng không nhỉ? Mùa trước. Cái trận đấu cuối mùa. Mùa này thì có một trận rồi. Alain của hình như là chính ING thì phải. Trôn. Lại trôn rồi. Trôn. Đó là Enzo. Enzo khóa vào rồi. Enzo được lựa chọn dành cho Khoa. Nhiều khả năng là như vậy. Để mà nói rằng Khoa bâng cầm con Enzo đi rừng mà đối đầu với Yan thì cũng là gần như để cho Yan free farm luôn. Phải cầm con Enzo đi phá. Tôi nghĩ rằng hợp lý hơn. Nó sẽ nằm trong tay của Khoa. Nhiều khả năng là như vậy. Enzo đã được lựa chọn tại SKP. Enzo này tôi nghĩ rằng không đi đâu được nữa. Về mặt lý thuyết là Enzo ban đầu sinh ra có lẽ để đi rừng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là những cú trọng nam của anh ta đóng vai trò để gây bất ngờ, quấy nhiễu đội hình đối phương và bắt lẻ nhiều hơn. Nên vị trí hỗ trợ sang vị trí hợp lý hơn dành cho vị tướng này. Hai lực cấm còn lại mà SKP hướng tới. Cấm đi Murat, cấm đi Richter. Bên kia chuyển tuyến cấm đi Sinet. Đến lúc phải cấm cả Sinet ở trong bể tướng đi rừng rồi. Chúng ta thấy rằng là cái sự giới hạn ở bể tướng đang là khốc liệt như thế nào. Thêm một con Elandor nữa. SKP còn lại gì? Họ còn Quick Nuck cho Bung. Họ còn Wonder Woman, họ còn Zeal cho Bung. Ba vị tướng rất ổn. Còn cả Zuka nữa. Zuka. Không thiếu những vị tướng sát thủ đi rừng mà anh ta có thể lấy ở trong bàn thi đấu này. Nakroth Bung có thể chơi được trận này. Florentino. Zero sẽ búa Floor. Và giấu lại vị tướng đi rừng dành cho Bung. Khóa luôn rồi. Như vậy là Floor xuất hiện để răn đe và sự lựa chọn Skirt đến từ ING. ING hình như cũng đã chơi Yena và như vậy là gần như ở đường trên thì không còn vị tướng nào quá khó để đối đầu với Florentino nữa. Còn con Quy thì cũng phải là một vị tướng rất khéo léo. Quy vẫn còn Quy dành cho vị trí của Zido, của Kira.
liệu rằng có phải là Quy hay không đây, hay là xem một vị tướng khác mạo hiểm hơn thì chúng ta còn có cả Max. Anh lấy Max này cứ flo anh làm gì. Quy là một sự lựa chọn không tồi cho ván thi đấu này dành cho Mika, đặc biệt là trong bối cảnh mà bể tướng Đường Tà Tần đã bị giới hạn và không còn nhiều sự lựa chọn nữa. Irie à, cũng được đấy, cũng là một sự lựa chọn ổn nha. Giai đoạn về cuối nếu mà muốn đánh về lết và muốn tử thủ thì nó rất phù hợp với phong cách này, và nếu như lấy Suat thì chắc chắn rồi. Họ sẽ đẩy Erin ra đường giữa để đi theo kiểu dạng full phép dành cho Xiao, và Aoi sẽ lựa chọn Jerry. Vẫn còn Aoi, còn một vị tướng tier 1 dành cho ING ở vị trí đi rừng, đó sẽ Aoi. Wonder. Thế thì tự dưng lại mở cửa cho Wonder đi rừng rồi. Bởi vì Wonder đánh với Aoi thì rất thích. Wonder đánh với Aoi thì cặp này là Wonder về sau gần như không sợ Aoi nữa luôn rồi. Mở cửa cho Bâng chọn Wonder trong trận đấu này quá hợp lý dành cho Lai Bâng. Cho sự lựa chọn cuối cùng khi mà bên phía của ING quyết định là đẩy Aoi vào rừng và đưa con Jan ra vị trí đứng xe ra để đối đầu với Florentino. Thế thì ở đường trên cũng không phải là quá thơm đâu. Mặc dù Jan có khả năng biến đảo tương đối tốt, nhưng để mà nói rằng thắng đường triệt để trước Florentino thì điều đó là điều mà Jan khó để có thể làm được. Swap rất hay từ ING Media. Chúng ta đã mải nghĩ quá nhiều tới việc là Kira phải đánh vị tướng nào khi mà mọi thứ đang là rất khó cho anh ta rồi. Anh ta bị dồn hết tất cả tướng đường tạp thuần xe ra. Nhưng ING Media đã có một nước đi hay. Họ đẩy con Jan lên top dành cho Kira và xoay Aoi vào rừng. Như vậy thì bên phía ING Media sẽ bị lỗ rất nhiều tướng đi rừng nếu như họ vượt qua được ván thi đấu này. Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ tới chuyện phí tướng. Họ cần phải nghĩ tới việc kết bàn tỷ số. Và đây là một lineup tôi nghĩ rằng là đủ ổn để họ có thể chiến đấu ở trong những ván thi đấu quan trọng thế này. Một chất tướng khỏe đầu cũng có, mà ở khoảng tiền về sau nếu như muốn đánh theo kiểu dạng là về lâu về dài như cách mà các đội tuyển yếu thường gây khó dễ cho CP, thì họ vẫn còn Erin, họ vẫn còn Jan, thì tôi đi rừng rất mẫu mực ở khoảng thời điểm phía sau. Ở đây hoàn toàn là một trận đấu mà ING Media có thể tạo ra được bất ngờ. Thế mà nói thì ING Media hình như là từ mùa này là đã qua 3 vòng họ chưa thể đưa đối phương đến ván 5 lần nào cả. Với một trận thua 0-3 trước One Star Esports tôi nhớ không nhầm, và một trận thua ngày hôm qua trước TDT. Ngày hôm nay là trận đấu ở vòng 3 của họ, và hầu hết các trận đấu đều kết thúc với tỷ số là 3-0 và 3-1, và chưa có lần nào mà họ có thể đưa được đối phương đến ván 5 cả. Ngày hôm nay liệu rằng ING Media có viết lên câu chuyện của mình như cách mà Black Cyrus đã làm hay không, thì hãy cùng nhau chờ đợi xem Erin đường giữa của huấn luyện viên kiêm tuyển thủ CL sẽ thi đấu như thế nào. Và một chút cho quảng cáo là vào ngày 8 tháng 3 thì có rất nhiều những lễ hội khác nhau, nhưng một trong những lễ hội có thể đem lại những lợi ích cho anh em rất là nhiều là lễ hội mỹ nhân, là lễ hội mẫn nhì. Không những các bạn có thể nhận được skin Kira mà còn có thể được chơi những skin được mở free trong ngày cuối tuần. Quá tuyệt vời luôn. Vậy nên hãy tham gia ngay thôi. Tuyệt vời. Một sự kiện rất ý nghĩa, và đặc biệt là những bạn nữ chơi Liên Quân thì chắc chắn là những mỹ nhân rồi. Hãy tham gia ngay vào sự kiện của chúng tôi, tham gia vào lễ hội để trở thành những mỹ nhân tuyệt vời nhất của Liên Quân. Kira Hồ Điệp là của các bạn. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với trận thi đấu này, một tình huống mà các thành viên bên phía ING Media đang tranh từng mục tiêu với cả Fish, từng mục tiêu SKP được. Thì trận đấu đang rất gay cấn rồi. Mọi thứ đã đẩy lên cao trào sau trận thắng vừa qua đến từ ING Media. Có lẽ một phần nó đã giúp cho cái sự tự tin và tinh thần quay trở lại với đội tuyển này. Đúng vậy, chắc chắn là lúc này sau một game thắng trước SKP thì họ đang tự tin hơn rất nhiều. Họ cũng đang phấn khởi hơn rất nhiều rồi. Enzo SP đến từ Khoa. Một lần nữa thì Khoa sẽ cầm du hiệp. Và nhiều khả năng là với những gì mà Khoa đã thể hiện ở trong trận đấu trước với cả uy áp nữa, tôi nghĩ rằng là Khoa vẫn sẽ giữ cái lối lên đồ như vậy để có thể hỗ trợ đồng đội một cách nhanh hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ lại xem Khoa có cầm uy áp ở trong trận đấu này hay không. Còn ở đường trên, Hậu Lê cùng với Xiao có mặt. Zero bị làm choáng rồi, Zero bị sổ đam liên tiếp cú đu vào đến từ Aoi. Và đủ sức chiến công đầu TH thuộc về cho Jerry rồi. Bâng đang cố gắng để ném khiên kiếm liên kích vào nhưng không kéo được nửa máu và cũng không thể quất roi được Jerry. Quá có lời với tình huống giao tranh vừa qua đến từ ING Media. Một pha bắt người tốt đến từ ING. Hậu Lê mở giao tranh với thủ tốc biến dòng thân lực và cú đu của Jerry là đủ tầm. Nó thực sự là mắc tầm đến từ Jerry. Tốt rồi, ING họ đã vươn lên dẫn trước với điểm chiến công đầu, và bây giờ là con rồng mở ra trước mắt. Ăn rồng hay không? Họ đang di chuyển rất đông xuống dưới rồi. Chắc chắn là ăn rồi, với góc đứng này và với lợi thế như thế này thì ăn là chắc chắn rồi. Nhưng SKP có lẽ là họ cũng bị nóng máu sau tình huống vừa qua, nằm lại đến Zero và họ cũng đang cố gắng để cản đối phương. Nhưng tầm này thì Wonder chưa có cái gì đánh nhau cả, nên vì vậy họ bỏ ngang con rồng đối phương mà thôi. SKP sẽ phải nghĩ tới chuyện cố gắng cân bùa tại tuyến trên. Và ING Media có để đó xảy ra hay không đây? Hiện tại thì những nước đi đầu tiên đến từ ING Media đang là rất tuyệt vời. Họ có được mạng chiến công đầu TH, họ có được con rồng đầu tiên, là mọi thứ đang là như mơ. Như mơ. Cho một lineup có thể đánh được khoảng đầu tiên sau, tuyệt vời đến từ ING. Còn trong cái đó thì SKP sau điểm hạ gục vừa rồi thì lúc này họ đang phải thi đấu chậm.
họ phải đi sau đối thủ. Tiền SKP đang thua một chút sau tình huống nằm lại chỉ có đầu và cả con rồng. Tuy nhiên nó chưa phải quá nhiều, nó cũng cho thấy rằng SKP họ cũng kiểm soát nhịp tiền đủ ổn ở trong thời điểm hiện tại. Khóa bắt đầu có mặt ở đường giữa, bắt đầu quăng dây, không, hủy chiêu rồi. Tình huống không dướn nữa đến từ Khoa. Chưa có một cú chóc nã nào ở thời điểm hiện tại của Khoa nó trúng và đem lại một cú lật về dành cho SKP vào thời điểm ở phút thi đấu thứ 2, thứ 3 này cả. Thì ING Media vẫn đang kiểm soát và vẫn đang làm chủ khu vực giữa sông rất tốt vào lúc này. Họ đang khóa cứng được Fish và Fish cũng không có lúc nào đi ganh được cả, bởi khu vực đường giữa được chăm sóc một cách quá là nhiều. Khoa đang quăng xích rồi. Khoa nhìn thấy rất đông các thành viên bên phía ING tiến vào, anh ta mất đi nhiều máu. Khoa giáo bốc Timmy và thêm một cú long chảo nữa là đủ để bốc hơi luôn Khoa với Enzo rồi. Khoa có lẽ cũng đã hơi chủ quan, Khoa không có nhịp nhứ. Tôi nghĩ rằng là với Khoa lao thẳng vào bụi luôn. Nên nhớ ra anh ta là một chất tướng hỗ trợ theo kiểu dạng là không phải là thuần túy, bởi vì nó vẫn là con tướng sát thủ. Đúng, nó vẫn mau dây của anh ta phi thẳng vào cái bụi không có sai. Có ba người và một quả giáo móc cộng thêm với một cú long chảo thôi là bốc hơi luôn vị trí của Khoa rồi. Và với việc Khoa nằm xuống thì trời, hai mục tiêu lớn trên bản đồ thuộc về cho ING Media. Nắm bắt thế trận là tuyệt vời dành cho đội tuyển này. Họ đang có một ván đấu khởi đầu tốt nhất ở trong ngày hôm nay từ đầu trận đấu đến giờ, kể cả cả ván thắng. Và để xem là với khởi đầu tốt như thế này thì ING liệu có tạo nên một chút động đất ở trong ngày hôm nay không đây. Hai đều sẽ là một tỷ số tôi nghĩ rằng đủ để mang lại một trận động đất rồi. Còn đại địa chấn thì sẽ phải là cả chiến thắng chung cuộc nữa. Nhưng bây giờ phải hy vọng rằng họ có thể làm được điều đó bằng từng chút lợi thế, bằng từng chút lợi thế họ có ở thời điểm này. Còn SKP sau những nhịp họ nằm xuống họ mới chỉ thua khoảng 1.000 tiền thôi. Chưa phải là một con số gọi là snowball đến mức mà SKP không thể chịu được. ING Media vẫn đang cầm nhịp trận đấu đủ tốt, nhưng mọi thứ không phải là quá lấn lướt. Trong giai đoạn đầu thì một vài những sự lạc quan cho đội tuyển đánh giá thấp hơn thôi. Còn SKP thì ở thời điểm này họ cũng đang duy trì được một lượng tiền kiểm soát không hề thua kém gì đối phương cả. Họ vẫn có một Violet luyện kim và late game họ vẫn đánh khỏe quá. Ui, tốc biến luôn à? Tốc biến luôn, cẩn thận từ GCT. Tôi nghĩ rằng là sự cẩn thận là một cái điểm mạnh của chàng tân binh này. Hầu hết các tuyển thủ thì cứ phải đại chiến lên thì cái sự cẩn thận cũng như là cái sự thiếu tự tin sẽ có. Nhưng mà với GCT thì anh ta là người luôn luôn làm tròn vai và không mắc quá nhiều sai lầm. Sự đột biến là điều anh ta không có quá ở thời điểm này, nhưng nó có thể phát huy trong tương lai. Còn sự cẩn thận là điều mà tôi có thể nhìn thấy ở người đi dây dòng bên phía đội tuyển ING. Một cú lật đến từ vị trí của đó là Khoa, nhưng hậu lên là quá đau. Cú băng vào đến từ Jerry cũng như là Kira đang mở đường cho ING tiến vào. Còn một cú long diệt nữa câu được cho mình có băng sơn trên người của băng băng, quay người trở lại tìm thấy được vị trí của Kira. Kira mất có băng sơn, Kira nằm lại trong trụ đối phương luôn, và hậu lên cũng đã phải nằm lại rồi. Tình huống này không hay cho ING Media rồi, và SKP có được hai mạng đối phương. Ôi, cẩn thận đường dưới, cẩn thận đường dưới. Xiao bật lên chiêu cuối Zero, mất nhiều máu, Khoa không tới. Và như vậy là một pha giao tranh chớp nhoáng đến từ bên phía của Sài Gòn Ma Tôm. Họ đã đòi lại thế trận này, họ đã đòi lại một chút về mặt thế trận này. Và vừa qua chúng ta thấy một cái sự khá hay đến từ Khoa, đó là với cái nhánh uy áp sử dụng thì khi Khoa quăng dây vào lính thì Khoa sẽ hồi chiêu hai ngay. Và vì vậy thì trong cái nhịp tấn công mà Hậu Lê tưởng như Khoa hết chiêu thì Hậu Lê là người đã bị hớ. Khoa ngay lập tức móc thêm một lần nữa và Hậu Lê bị hất vào trụ. Một pha xử lý phải nói rằng rất hay đến từ Khoa. Có lẽ đó cũng là một cái nhánh phù hiệu mà các bạn cũng hoàn toàn có thể thử nghiệm ở trong những trận thi đấu của mình. Tinh tế, sự xử lý khá tinh tế đến từ Khoa. Anh ta đoán biết được đối phương sẽ lao vào, anh ta outplay thành công với chỉ một nhánh phù hiệu mà thôi. Nhưng trụ vẫn có cho ING Media, cũng chỉ hai mạng nằm lại. Ở thế trận lúc này vẫn đang là rất cần. ING vẫn đang cố gắng để có thể lấy đi nhiều nhất mục tiêu lớn có thể. Họ không cho đối phương chạm tay vào được bất cứ một cái thứ gì ở trên bản đồ vào lúc này. Không một cơ hội lấy mục tiêu lớn. Kira đối đầu với Zido. Nhưng lần này SKP có đông người tại tuyến trên, có lẽ là không thể nào tập trung vào tấn công ngay vào cái trụ tuyến trên đến từ Kira được. Mà thay vào đó thì các thành viên bên phía của SKP cố gắng để duy trì cái nhịp độ này, chờ cho đến khi mà Wonder và Liliana có đồ họ sẽ chơi. Còn ở thời điểm này họ có lẽ sẽ phải nhẫn nhịn đối phương một đôi lúc trong bối cảnh mà ING Media đang rất hưng khí thế. Mặc dù vừa thua giao tranh nhưng về mặt nhịp tiền kiểu của TV của Hậu Lê vẫn đang làm tốt đấy. Anh ta vẫn đang đem lại lượng tiền ổn dành cho đồng đội của mình. Và hơn nữa thì ING họ cũng có cái trụ đường giữa, đâm ra là tầm hoạt động của họ vẫn còn rất rộng. Còn SKP thì bây giờ họ đang phải đi chung cùng nhau khá nhiều, đặc biệt là đi với Khoa. Vì Khoa phải tung ra một cú chóc nã thì mới có thể đem lại được mạng. Còn lại thì lúc này chất tứ mở giao tranh là hơi khó. Ở đường trên thì là solo kill nhưng không phải là solo kill nữa rồi, khi mà SKP đến đây là rất đông. Tuy nhiên thì Kira đã lùi về. Anh ta đã chủ động lùi về. Và còn sẽ ra bóng tối chưa? Nó chỉ là một con sẽ ra cấp 1 thôi, nó sẽ thuộc về bên phía của Inc ở thời điểm hiện tại. SKP không có được một thứ gì vào lúc này cả. Với một đội tuyển đánh giá thấp hơn SKP rất nhiều là ING Media đứng thứ 8, thì việc họ khiến cho SKP không có nổi một cái trụ, một con rồng và một con Seja nào đang là một điều vô cùng tuyệt vời. Một underdog thực sự của đấu trường danh vọng khi họ đang cố gắng để có thể cân bằng tỷ số. Red đã mất tốc biến rồi khi mất ở bên hông là Kira.
ở cánh trái thì là Kira, cánh phải thì là Cú Long Chào Băng và từ Jerry, và ngay lập tức câu được cái tốc biến trên người Vio. Một pha đu dọa tốt đến từ Jerry. Bên phía Inh vẫn đang thực sự là những người làm chủ ở thời điểm hiện tại. Khoa chỉ biết quăng dây thôi chứ chưa thể tung ra được, chỉ biết vòng tung cái dây của mình thôi. Về đây rồi, Hồng Lê được trở lại, mất tốc biến rồi nhưng chưa thể dồn sát thương được. Tầm này SKP vẫn đang hơi yếu, chất thương họ cần lết, cần tiền. Tốc biến là thứ mà Hậu Lê đã sử dụng, giá móc không thấy ai cả. May là có tốc biến chứ không với tình huống nằm lại của Hậu Lê hoàn toàn thể khiến cho lợi thế đẩy đường mà ING có bị chậm đi khá nhiều. Nhất thì ở thời điểm này ING Media vẫn đang làm tốt, họ vẫn đang không cho SKP sở hữu được bất cứ thứ gì ở trên bản đồ. Lính cũng đang ủng hộ cho ING Media, bùa lợi cũng đang thuộc về cho họ gần là 100%. Và có lẽ con Cesar này, con rồng này thì đúng hơn, cũng không phải ngoại lệ. Đường trên thì Kira đứng canh Cesar luôn, Kira đứng canh Cesar luôn, SKP coi như bỏ luôn. SKP bây giờ tập trung đi farm với nhau để có thể cải thiện được cùng nhau thôi, chứ họ không vào để có thể cướp cầu may từ Floridino là hơi khó. Và thêm một con rồng nữa, con rồng thứ ba liên tiếp cho ING Media rồi. Còn mục tiêu đến từ SKP thì là không, không và không. Không trụ, không cả mùa rồng lẫn cả xe già. Mọi thứ đang được bên phía của ING làm một cách rất hay ở trong bàn đấu này. Họ thua một giao tranh nhưng họ không bị mất thế. Và lúc này họ vẫn đang liên tiếp đẩy cho SKP phải chơi ở nửa sân của mình, không được nhồng lên quá giữa sông. Khoa tiếp tục tung ra một chóc nã nhưng lần này chưa tìm thấy ai cả, Có lẽ là Hậu Lê sau tình huống nằm lại ở khu vực đường giữa. Ở trong thời điểm bắn nãy thì chắc chắn anh ta cũng đã cẩn thận hơn rất nhiều nhưng với con TB của mình. Nhưng với những đội tuyển như ING Media thì sai lầm là điều có thể xảy ra. Nếu như họ đánh chắc cú như thế này thì SKP sẽ chờ đợi sai lầm. Nhưng nếu như ING Media không sai lầm thì liệu họ có cái gì cho những tình huống kiểm soát sắp tới đây? Họ cứ bỏ ngang xe ra và dòng cho đối phương, và đến một lúc tôi nghĩ rằng SKP cần phải lao vào để tận dụng, ít nhất là nếu như không cướp được thì cũng có thể có một pha đánh tựa ra giúp họ tìm kiếm lại được cơ hội. Nhưng ở thời điểm này ING Media đang không để cho điều đó xảy ra. Họ đang không để cho SKP có một nhịp lao vào giao tranh nào cả. Họ vẫn đang điều tiết rất tốt, và dàn trụ ở cánh ngoài cũng đang dần dần từng cái một nằm xuống trong tay của ING. Và góc đứng này cũng là một góc đứng để họ có thể kiểm soát được con Cesar. Ăn được. Bâng có muốn ra để di chuyển không? Hậu Lê là người đứng kê góc. Tôi nghĩ rằng là khó là đi lại tại ngánh còn lại, và đến lúc phải lao vào rồi, Khoa bắt đầu quăng xích Hậu Lê à? Lật vào Hậu Lê không đây? Không dám lật vào Hậu Lê ư? Không dám đánh Hậu Lê luôn. Hậu Lê vẫn còn là khá trâu. ING cũng mượn con Cesar này để nếu đối phương đánh họ cũng sẽ đánh luôn. Họ đủ tự tin để có thể giao tranh sòng phẳng với đối phương với thời điểm hiện tại. Trời, pha vừa rồi, pha này của ING thì lại không quá hay vì cơ bản là Xiao lại mất thời gian pha mid trước. Anh ta lại không tập trung vào luôn con Cesar nên là bị thọt đam quá hai người, đó là Aoi cùng với lật. Stuart là không đủ, Khoa móc được một người rồi nhưng Khoa là người phải mất đi tốc biến. Cố gắng lướt lên, cố gắng lật Hậu Lê về không, chưa thể lật được ai về cả. Tuy nhiên thì SKP cũng đã thành công trong việc ngăn cản đối phương ăn Cesar. Bóng tối ở thời điểm này, Jerry, không biết đã biết Zero hay chưa đây? Không biết Zero ở đây. Zero kém 3 cấp độ đấy, cứ phải cẩn thận. Zero cũng chỉ đứng nhìn thôi. Đứng nhìn thôi, ngắm người dưng ngược lối, không dám lao vào đến từ Zero luôn. Hiện tại thì Zero mới chỉ cấp độ 11, trong khi đó thì Jerry đã gần full cấp độ rồi. Cách ao đến 3 cấp độ và lượng tiền chênh lệch là thứ có lẽ là rào cản khiến cho Zero ngại ngùng đến như vậy. Tuy nhiên thì lúc này Bâng không hề thua về tiền đâu, Bâng thua 2 cấp độ thôi, chứ tiền của Bâng chỉ thua khoảng 400. Nó là một tiền ổn dành cho Golden Goblin ở thời điểm này, có thể solo sòng phẳng với Aoi. Tuy nhiên thì lúc này Inh họ bắt đầu nhanh hơn rồi, khởi động sẽ ra bóng tối. Và đây cũng là mục tiêu sẽ ra bóng tối cuối cùng, Hảo sẽ ra thuộc về bên phía của Inh. Họ tràn lên, Hậu Lê không dám tiến lên quá cao khi mà Khoa vẫn đang xoáy cái xích của mình. Từ từ là những gì ING đang làm. Rất cẩn thận, chưa có bất cứ một sai lầm nào cả. Vẫn đang triển khai một lối chơi chặt chẽ và có đủ cái áp lực để khiến cho SKP không thể đứng lên cao giữa sông. Chúng ta để nhớ rất rõ ở mục tiêu mà đang có lúc này từ SKP. Sau 12 phút thi đấu trôi qua, không có nhiều đội tuyển có thể khiến cho SKP không thể làm được gì vào lúc này như là những gì mà ING đang làm. Họ đang không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào để có thể tiếp cận vào được những bùa lợi. Không, phải rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy SKP có một cái chỉ số như thế này. Khoa chọc đã được Hậu Lê rồi, Hậu Lê bị tìm thấy, Hậu Lê mất tốc biến, Hậu Lê đang cố gắng lui về, đối phương bắn lạc quá đầu, dồn đủ đam, Hậu Lê lên bảng điểm số, mất đi cầu băng xương nhưng cố gắng để chạy về. Zero còn cả tốc biến nữa, Jerry băng vào với Long Chảo nhưng cả năm người SKP vẫn về được, có một nhịp nữa. Red vẫn có cho mình, đó là tốc biến trên người Long Diệt đã đến. Fist tích bùm không thành công để lấy đi mạng của Jerry, và cuối cùng ta phải trả giá với việc bị Xiao hạ gục rồi. Như vậy là Jerry vẫn đủ sức để có thể ở lại. Hậu Lê thì đang ôm đầu, mặc dù tôi biết rằng pha xử lý đó là lỗi nhưng đồng đội anh ta đã xử lý thành công rồi, đồng đội anh ta đã sửa sai thành công với tình huống hạ gục đi Fist để sẽ chỉ là một pha 1-1 mà thôi, và Hậu Lê sẽ là người ra sớm hơn.
ở thời điểm hiện tại. Và đó thì ông Lê còn chưa ăn cả chiêu cuối, Tốc Biến còn nguyên. Tất cả những đồ để anh ta bỏ chạy còn nguyên. Thế nên trách bản thân cũng là điều xứng đáng ở trong tình huống vừa rồi thôi. Nhưng con dòng ánh sáng bây giờ mới bắt đầu được khởi động. Bỏ anh Trang đây, bỏ con dòng ánh Trang đây, chưa khởi động một cách mặn mà quá đến từ bên phía của Hình. Ăn đấy, vẫn ăn đấy, vẫn tự tin giao tranh. Vẫn tự tin giao tranh mà lúc này Hậu Lê đã ra rồi, Hậu Lê đã ra rồi. Tốc độ ăn không phải là quá nhanh, vẫn là quyết tâm một tôi đai bùa. Ép cho NP không một con bùa, không một con bùa lợi nào cả. Họ vẫn là ép đến cùng, họ đang kiên cố với lý tưởng của mình. Dù Hậu Lê phải nằm lại, nhất quyết không để cho NP có được nổi một con rồng hay một con xê ra nào cả. NP thì với đẳng cấp của mình, họ vẫn đang chờ đợi. Họ vẫn đang chờ đợi một cú lao vào bất cẩn như cách mà Hậu Lê bị tìm thấy bởi Khoa ban nãy. Họ đang nhường rất nhiều tài nguyên cho Red và Bông. Hai người đang có sấp xỉ 10.000 tiền. Bây giờ thì Red đã có 10.000 tiền và có cả Nanh rồi. Khoa. Ui, cú móc này của Khoa. Con Enzo của Khoa không phải là con Enzo mà tôi nghĩ rằng là thực sự mắc binh về cái khả năng tung móc đâu. Bởi vì ở trong trận đấu trước thì những cú móc cuối trận đấu của Khoa nó cũng hay trượt như vậy. Một người chơi Enzo rất nhiều trận cho hay. Rất kinh nghiệm đến từ anh Nam. Chúng tôi rất ghét anh đánh con trứng này. Không, tôi rất gánh luôn. Một chút những khoảng thời điểm lặng cho cơn bão sắp tới đến từ SKP. Họ có thể chờ đến con xe ra bão chúa. Và lúc này họ không thể nhịn được nữa rồi. Tôi nghĩ rằng đây không phải là mục tiêu để họ chờ đối phương ăn rồi lại phòng ngự tiếp. Sẽ đến một nhịp mà SKP cần phải đứng lên. Và đó là khoảng thời điểm phút tiền thứ 15 này. Nó đang rất gần rồi, nó đang rất gần vào lúc này rồi. Lượng tiền từ băng lúc này cũng đã đủ. Và lượng đồ lúc này cũng đã đủ để cho băng chơi game rồi. Với cái nhanh Fenrir vừa được lên xong mà chỉ còn thiếu đúng cái giác hộ mệnh nữa thôi. Tiền là cân với cả người đi dừng bên phía đối phương. Và lúc này của cách lượng tiền chơi không còn là quá nhiều. Sức đánh về giao tranh đến từ các trận tướng bên phía SKP vẫn đủ sức. Vẫn thậm đủ chí sức là mà ngang cơ với cả những gì mà ING có ở thời điểm này. Tôi nghĩ rằng thậm chí còn đẹp hơn một chút. Thậm chí đẹp hơn một chút. Khi đẹp hơn mà ở vị trí xạ thủ nữa. Tướng của họ rất mạnh ở cuối game. Còn bên phía ING thì họ sẽ chơi theo kiểu nhịp chiêu thức. Đặc biệt là Xiao. Xiao mất đi chiêu cuối mà bị áp sát vào thì hơi khó. Tầm này thì Florentino và Bâng đủ khỏe để càn vào thẳng Xiao rồi. Còn bùa nữa lại được nhường cho Red. Red cũng là một trong những xạ thủ được nhường rất nhiều tài nguyên. Và tiền của Red vượt qua tiền của G2T từ rất lâu trước đó rồi. Giờ bạo chúa sẽ là mục tiêu mạnh nhất trên bản đồ xuất hiện ở đường dưới. Còn cái bên đang gọi là găm ghê nhau ở nửa trên. Hậu Lê làm choáng được Khoa. Khoa vẫn tiến lên. Tầm này có lẽ Khoa cũng sắp hồi dây rồi. Khoa tung ra cú dây vừa rồi nhưng Hậu Lê làm choáng kịp thời và Khoa chưa thể tung ra. Còn trong đó G2T găm một chiêu cuối đau vào người của Fit. Bên phía SKP đang phải bỏ chạy. Khoa quay trở lại tung ra một nhịp chắc đá và hất được một người về, đó là Kira. Chưa có giao tranh lớn xảy ra khi mà Kira là một chiến tướng đủ cơ động để lui về. Jisoo có một pha đứng rình ném bộc phá hủy diệt lên người của Fizz rất bất ngờ và nó khiến cho Fizz phải lui về ngay. Và sau khi Fizz lui về thì ING Media đẩy đối phương về phía trụ thứ hai đường giữa của chính họ. Và bây giờ là một tình huống liều, rất liều lĩnh đến từ ING. Phải liều thôi, không còn nhiều cơ hội nữa rồi. Phải nhả con xe ra này ra, NGP kịp thời cản đối phương. Và chờ được cho đến khi mà các thành viên còn lại ra được đến hang xe ra. Một tình huống rất liều lĩnh đến từ bên phía của ING Media. Nhưng là có cơ sở. Nếu như để đối phương có được con xe ra này thì tất cả công sức để ngăn cản đối phương có được trụ và bùa lợi từ đầu đến giờ sẽ là đổ hết sông đổ bể thôi. Trụ chưa cái trụ nào cho SKP luôn. Anh NG Media trận này đánh cứng thật. Họ vẫn đang không để đối phương có được bất cứ một cái tài nguyên gì lớn ở trên bản đồ cả. Và chính bản thân SKP trận này họ cũng nhường lại thế trận từ sau khi họ thua ở điểm giữa mặt giao tranh. Thì họ cũng nhường lại thế trận luôn. Khoa móc được Hậu Lê nhưng Khoa đang bị dồn đam. Khoa mất giải rồi, đổi sang được một cái thuận. Khoa ấn thuận và lùi về được. Trong cái đó thì một người băng vào rất sâu, đó là băng. Băng làm gì vậy? Băng đu vào quá sâu và băng nằm xuống quá nhanh. Xe ra bạo chúa ở tầm này vẫn chưa ăn được vì ING không còn nhiều máu. Nên Hậu Lê yếu thôi, có Hậu Lê yếu thôi. Họ sẽ chờ Hậu Lê, quay trở lại. Và họ có tranh thủ thời gian cho đến khi băng quay trở lại được không? Vẫn còn đến đâu đó khoảng độ 30 giây nữa thì băng mới quay trở lại cơ. Có chờ đấy không đây, Zeddy. Lỗi rồi Zeddy, mất cả tốc biến của Xiao nữa, hơi báo kéo theo cả người huấn luyện viên của mình. Mất tốc biến. Hơi báo từ Zeddy. Rất căng. Và có lẽ SKP sẽ chờ được khi băng quay trở lại. Không ăn được đâu, không ăn nổi đâu. Đau quá. Cú quang rất đau từ Fish. Một cú bùm nhẹ thôi, bật ra thành quang bút. Né được cú lách xích đến từ đó là Khoa. Nhưng Zido đang tới, Zido muốn lao vào không đây. Zido định phun hoa. Giữ máu từ Hậu Lê. Tốc độ ăn không phải là quá nhanh, băng ra kịp rồi. Đây là tình giao tranh không có lời cho bên phía của bên đội ING. Mất đi quá nhiều máu, Zeddy mất đi cho mình ra hộ mệnh. Ta lên bản điểm số quá nhanh. Zeddy báo rồi, Fizz lấy đi mạng của Zeddy thành công. Và lần này ING Media sẽ mất đi lợi thế. Xê ra vẫn đã được giữ máu. Có ai giữ máu không? Còn 26.000 máu này. Băng đến kịp rồi.
Và người làm thì kẻ ăn, người làm thì kẻ ăn. Hậu Lê phải lao vào cầu may thôi. Hậu Lê không được rồi. Trời ơi, ING họ quá cồng kềnh. Hãng xe ra đúng là xe đi báo thật ở trong những cái nhịp cuối cùng. Quá báo, báo luôn cả người anh xeo của mình mất cái tốc biến trên người. Cái vấn đề là họ bỏ thì bỏ luôn thôi, mà ăn thì là ăn dứt khoát. Cơ bản thì đứng trong hang thì đã bị trừ sát rồi. Vít đứng ngoài cứ bùm. Và thế là Jerry bị ỉ hớ một nhịp. Mất xe ra bạo chúa. Có lẽ là giấc mơ sắp chuẩn bị và kết thúc rồi. Tỉnh mộng rồi. Xe ra bạo chúa này hết sẽ rồi. Giúp cho Jacob Tom nhiều khả năng là thắng luôn cả ván đấu này. Rất khó rồi, rất khó rồi. Sau cùng thì Jerry vẫn bị đuổi bởi Tom thôi. Rất khó rồi, rất khó rồi. Hậu Lê lao vào với giáo móc. Không có ý nghĩa gì cả. 5 người đã ra, buộc phải đánh. Có đánh hay không đây? Long chảo không dám lao vào đến từ vị trí của Jerry. Mắc sai lầm quá nghiêm trọng đến người đi dừng bên phía ING Media. Và với tầm tay ảo đến từ Vio thì quá đơn giản để có được cái trụ này. Bật nhưng Jerry băng ra, định làm người hùng nhưng không có đam. Đu long chảo trượt rồi. Bên hông là Fitz lao vào cao nhà có đội tài. Cao nhà liên tục, còn có băng xương đủ sức để kết thúc ván thi đấu này. 3-1 dành cho Sài Gòn Phantom trước ING Media. Fitz cũng đã chắc tay, Fitz cũng đã gọi là cảm ơn rồi. Cảm ơn, có lẽ là cảm ơn số phận vì anh ta cũng đã cao nhà thành công và kết thúc đi một trận đấu nhọc nhằn nữa của Sài Gòn Phantom. Mặc dù tỷ số vẫn là một tỷ số cách biệt nhưng rõ ràng là đánh như thế này cũng là một trận đấu có rất nhiều vấn đề đến từ những bóng ma Sài Thành. Cuối cùng họ có chiến thắng, còn ở phía bên kia ING Media rất đáng tiếc, cuối trận đấu vẫn là thời điểm mà họ tỏ ra mình hơi non kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu chưa đủ, quyết định thi đấu cũng là sai lầm và họ tự thua. Tôi nghĩ rằng trong hang Sita họ đã tự thua tương đối nhiều. Y mà rõ ràng họ đã có thời cơ trước đó và Sài Gòn Tôm chỉ cần một con bùa duy nhất thôi, họ đã giải quyết được ván đấu này. Vẫn là sự lóng ngóng ở khoảng thời điểm về sau, cái khả năng đưa ra quyết định quan trọng ở trong giai đoạn cuối khi mọi thứ không được tập luyện từ trước và lúc đấy phải thể hiện bản lĩnh của đội tuyển thì có vẻ như tập thể ING Media vẫn chưa thể sáng suốt trong việc đưa ra những quyết định then chốt ảnh hưởng đến trận đấu. Họ đã phải tiếp tục nhận một trận thua 1-3 nữa và cái lời nguyền không thể đến được ván năm nó vẫn đến với ING Media. Họ đánh rất nỗ lực, họ không phải là một đội tuyển đánh bạc nhiều một tí nào cả. Có những trận đấu họ còn lấn lướt, thậm chí trận đấu này họ còn khiến cho SGP không thể có được mục tiêu lớn nào trong suốt hơn 11-12 phút thi đấu đã trôi qua. Đến tận gần con xe ra bạo chúa họ vẫn khiến cho SGP không có nổi mục tiêu lớn nào, thậm chí đến cả những cái trụ cánh ngoài. Thầy ra sao nhìn Zero lâu đấy? Nhìn Zero là cái nhìn trìu mến thôi. Thực ra thì cái nhìn của Lê Vê Titan luôn luôn là cái nhìn đầy ẩn ý. Nụ cười của anh ta vẫn là một thương hiệu, một nụ cười đem theo nhiều những nỗi sợ cho cả đối thủ lẫn cả đồng đội. Còn quay trở lại với trận đấu này, thực sự là đáng tiếc. Jerry có một tình huống xử lý quá lòng ngoằng ở trong giai đoạn xảy ra bạo chúa. Tình huống đầu tiên, tình huống đu long chảo qua bên kia bờ đá, báo luôn cả người đội trưởng của mình. Và tình huống thứ hai là tình huống mà anh ta một mình lao vào long chảo và bị ăn bủm đến từ Fizz. Qua đó thì lên bảng đếm số quá nhanh khi không còn Jerry nữa. Xảy ra bạo chúa dễ như trở bàn tay cho SGP vậy. Chiến thắng rất nhọc nhằn nhưng SGP vẫn có được điểm, họ vẫn sửa sai kịp thời. Và đây vẫn là một điểm số rất quý giá với đoàn quân của huấn luyện viên Titan. Một điểm số để giúp cho họ có thể quay trở lại ngôi vị cao ở trên bảng xếp hạng. Và tuy nhiên nó vẫn còn rất nhiều vấn đề, Sài Gòn Tôm vẫn còn rất nhiều vấn đề ở trong trận đấu với ING Media này. Rõ ràng là đánh như thế này thì chưa thể nào có thể thỏa mãn được cái có lẽ là những cái nhu cầu, cái mong muốn đến từ những người fan hâm mộ, đặc biệt là fan hâm mộ khó tính của đội tuyển Sài Gòn Tôm. Vì rõ ràng ngày hôm nay họ kỳ vọng vào một trận thắng 3-0 trước đội tuyển ING Media, một đội tuyển yếu hơn khá nhiều so với đội tuyển Sài Gòn Phantom. Nhưng rồi thì SGP đã thắng, nhưng mà thắng rất vất vả, thua một ván và suýt nữa thì đã phải kéo đến ván 5 nếu như không phải là sai lầm tự đến với các thành viên của ING Media. Một trận đấu mà mọi thứ là rất ổn, mọi thứ là vô cùng chặt chẽ và góc quay này có lẽ MVP thuộc về cho Fish. Có lẽ là như vậy rồi. Ngày ở trong ván thi đấu này thì bộ ba sở hữu ba cánh của SGP thi đấu rất nổi bật. Florentino trong tay của Zero, Red với Bio, hai cánh quá chắc và không bị đi quá nhiều. Còn ở cánh giữa thì Fish làm tròn nhiệm vụ của mình, đặc biệt là tình huống quan trọng lấy đi mạng của Jerry và pha cào nhà để kết thúc ván thi đấu này. May đọc khẩu hình của tôi là may. Đặt chặt tay sau khi xong trận đấu. Tí thì có ván năm. Tí thì ra đi đến từ vị trí của Fish khá may. Không phải thở phào nhẹ nhõm khi trận đấu đấy thì ING Media có sự bật ra quá khủng khiếp. Họ chỉ sai ở tình huống quan trọng nhất thôi. Và cái chỉ sai đó là khiến họ không thể có được một hy vọng nào để kiếm điểm. Qua đó thì đây là vòng thứ 3 mà ING Media không có điểm rồi. Rõ ràng là nếu như mà SGP vẫn đang đánh như thế này thì ta cũng hơi khó hiểu với đội tuyển này. Có lẽ có những điều khó hiểu trong mùa giải năm nay đó chính là SGP cùng với GG Line đánh phong độ rất ập phùng. Còn đây là lịch thi đấu đến từ
ING Media ở trong thời gian sắp tới. Ngày 10 tháng 3 sẽ là ngày thi đấu chủ nhật, họ sẽ có trận đấu với Black Stars Sport. Sau đó đến tuần sau thì sẽ là hai trận đấu cũng khó khăn. Ngày 14 tháng 3 đối đầu với Heavy và ngày 15 tháng 3 là cuộc chạm trán với FPT Plus. Nói chung là với trận đấu với BNS và Heavy, tôi nghĩ rằng đấy là trận đấu quan trọng nhất của ING Media rồi. Nếu không thắng được những đội tuyển đấy thì cái cơ hội để họ có thể thoát khỏi nhóm trụ hạng tôi nghĩ rằng là cũng khá khó ở trong lượt đi. Bình thường thì chúng ta thấy Hậu Lê là người ôm đầu, nhưng ngày hôm nay người đội trưởng CL trông gần như gục ngã so với bản thi đấu vừa qua luôn. Và lịch thi đấu SGP đây, chúng ta sẽ có lịch thi đấu chọn tại SGP trong 3 vòng thi đấu sắp tới. Ngày 9 tháng 3 là ngày mai họ đối đầu với TDT. Ngày kia là Super Sunday họ gặp FPT Flash, trận siêu kinh điển El Clasico của đấu trường Anh Vọng. Và lúc vào ngày 15 tháng 3 thì đó sẽ đấu giữa SGP và Heavy. Thế mà nói thì 1S và SGP mới là trận thi đấu đáng chờ đợi hơn. Nhưng ở một thời điểm nào đó, nếu như nói về gọi là những mối lương duyên trong quá khứ, FPT Flash vẫn là một đối thủ hay được nhắc tới với SGP. Dĩ nhiên là ở thời điểm này đẳng cấp hai đội tuyển hiện tại đang là khá chênh lệch, nhưng hãy cùng nhau chờ đợi xem liệu rằng trong trận đấu tâm điểm đó FPT có thể làm được gì trước một SGP lúc này vẫn đang cố gắng để tái kiến thiết đội hình của mình. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau đến với tổng kết của trận đấu đã qua. Một thông số về mặt lượng tiền là 5.300 tiền, chỉ cần có đúng một con Caesar bạo chúa duy nhất thôi là SGP lấy đi toàn bộ dàn trụ và kết thúc luôn đi bán thi đấu này rồi. Và với việc có Caesar bạo chúa, họ đã hoàn thành đi vào đấu này, mặc dù cái chỉ số về mặt sát thương của họ trông rất khiêm tốn. Trận đấu đánh từ thủ, SGP đúng kiểu đánh từ thủ và chỉ chờ đợi đến Caesar bạo chúa để họ sử dụng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của mình để đè vía đối thủ mà thôi. Còn ở phía bên kia ING thì với CL anh ta đã gây được rất nhiều sát thương, tôi nghĩ rằng không quá buồn vì ít nhất anh ta cũng để lại một ấn tượng, đó là ván đấu Zata giúp cho có được một ván dành cho đội tuyển này. Và sau đó người ván đấu Erin này thì cũng nhiều đam, mỗi tội là không thắng. Vì nhiều có lẽ là cái quyết định cuối trận đấu đến từ CL chắc là cũng phải nó rõ ràng hơn để cho đồng đội dễ hình dung được cả cách xử lý như thế nào. CL chắc là cũng thất vọng. Các bạn tôi thấy rằng lúc anh ta quay anh ta ở bốt thi đấu trông anh ta gần như là gục ngã luôn. Và có lẽ là nó đến từ cái mọi thứ nó đến từ cái tình huống của Zeddy. Có lẽ là CL cũng có một phần hơi khó chịu với cái tình huống đó, tình huống mà anh ta đang lấy sai và bao map ở khu vực giữa sông thì mất ngay cái tốc biến, một tình huống hơi tai hại, nhưng quả đấy vẫn còn sửa được. Nhưng đến lúc mà các thành viên phía ING bị cồng kềnh trong việc quyết định ăn Caesar bạo chúa thì lúc đó mới không sửa được. Và đấy thì không ai tanh cho Aoi cả, nên là Zeddy cứ đứng nhấp nhả, anh ta bị Caesar gõ xong anh ta bị pit bùm, thế là anh ta tự yếu. Xong quyết định của Kira băng vào đánh cùng với Aoi là lúc mà cả hai người đã đều bị trừ giáp và đều bị yếu máu rồi. Nói chung là có nhiều những sai lầm ở trong cái pha Caesar bạo chúa. Nếu như không có những sai lầm đấy thì chúng ta hoàn toàn đã có thể có ván 5. Thế là SGP bảo may thì cũng đúng thôi. May. Đối thủ thua bằng thực lực. May, đối thủ cũng thiếu đi một chút kinh nghiệm. Dù sao chắc nữa cũng phải dành một cái lời khen cho ING Media. Họ cũng đã thi đấu rất là quật cường. Tôi đã không nghĩ rằng đây sẽ một trận đấu khó khăn cho SGP, nhưng thực tế mà nói đây là một trận đấu khá nhọc nhằn. Dù tỷ số là 3-1 nhưng sau cùng thì SGP vẫn có thể hài lòng với kết quả này, họ vẫn có được một điểm và có thể duy trì vị trí của mình trong cuộc đua top 4 vào lúc này. Nói mặt khác, nếu như nói về việc SGP xuống có thể phần nào đó xuống phong độ, tôi nghĩ rằng nó cũng nên nhìn một góc độ khác là các đội tuyển khác ở top dưới họ đang mạnh lên. Đang mạnh lên rất nhiều và SGP cũng đang nhọc nhằn hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm những trận thắng của mình. Và đây là bảng xếp hạng của 8 đội tuyển sau khi trận đấu vừa qua kết thúc với tỷ số là 3-1 thuộc về cho SGP trước ING Media. One Star đứng đầu bảng. Tiếp đến là TDT, đứng thứ 3 là Sài Gòn Phantom từ vị trí thứ 5 lên, và đứng thứ 4 là ZD-Line. Sau trận thắng vừa qua ở SGP thì FPT Flash bị đẩy xuống vị trí thứ 5, 6-7-8 lần lượt là Heavy, Black Star Sport và ING Media. Ngay sau đây, ngay sau trận đấu này thôi, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn trận thi đấu giữa FPT Flash đối đầu với TDT, một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Thì đây là một trận đấu của những ứng cử viên cạnh tranh cho vị trí top 4. Đúng và vậy. Cuối ngày vẫn còn một trận đấu nữa phải nói rằng là cực kỳ hay trong ngày quốc tế 8 tháng 3. Một món quà cho không chỉ là các anh em Liên Quân mà thậm chí các chị em Liên Quân luôn. Thì đó sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa hai đội tuyển nằm trong thế lực có thể cạnh tranh top 3 của đối đầu giữa One Star Esports và GG Live. Hai trận đấu tiếp theo là hai trận đấu rất quan trọng để có thể định đoạt được cái vị trí ở trong top 4. Trận đấu thứ hai giữa FPT và TDT sẽ là trận đấu nhằm định đoạt ra đội tuyển có thể trụ ở trong top 4 và có cơ hội đi tiếp lên top 3. Còn trong khi đó trận đấu cuối cùng, đội tuyển nào sẽ có cơ hội vô địch ở trong trận lượt đi, tôi nghĩ rằng nó khá quan trọng cho cái trận đấu này giữa One Star cùng với GG Live. Đó sẽ là những cục diện ở trong những trận đấu còn lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần phỏng vấn của đội tuyển Sài Gòn Phantom để xem họ chia sẻ những gì sau trận thắng mà Fit cũng đã chia sẻ là may mới thắng được. Xin
xin chào những chiến hữu của Katrina Liên Quân Mobile đã đến với phần phỏng vấn sau trận đấu tại đấu trường danh vọng mùa xuân 2024. Và chiến thắng đầu tiên của ngày hôm nay đã thuộc về Saigon Phantom. Tất nhiên rồi, chúc mừng cả Liburn và chiến thắng của đội tuyển mình nhé. Và chiến thắng vừa rồi là chiến thắng thứ hai của Saigon Phantom, đưa cho đội tuyển của bạn tiếp tục leo lên cuộc đua của top đầu. Cảm xúc của Liburn ngay bây giờ như thế nào? Mình cảm thấy bình thường, tại vì kiểu như là cũng hơi buồn sau khi thua một ván và thắng chật vật ở ván 4. Ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt đúng không? 8 tháng 3 thì có rất là nhiều khán giả nữ, đặc biệt là những bạn theo dõi Saigon Phantom đã bình luận rằng là ước gì ngày hôm nay Lai Vân có thể giành một trận chiến thắng giống như là một phần quà gửi đến các bạn. Chiến thắng đã có rồi, bạn có muốn gửi thêm một lời chúc nào đó cho các bạn nữ theo dõi Lai Vân cũng như là Saigon Phantom không? Mình chúc cho các chị em, cô dì có một ngày 8 tháng 3 thật là vui vẻ và luôn xinh đẹp ở tuổi 18. Wow, luôn luôn ở tuổi 18. Và quay trở lại với diễn biến trận đấu vừa rồi. Trong những trận đấu gần đây thì chúng ta có thể thấy là Saigon Phantom rất là ưu ái chọn vị tướng Toro cho Khoa. Vậy thì lý do nào mình lại có sự ưu tiên này? Là do Toro đang bắt đầu quay trở lại meta hay là đơn giản chỉ là Toro là vị tướng yêu thích của Khoa thôi? Cả hai chị ạ. Tại vì nó cũng là meta và tướng Khoa cũng lì như châu. Và mặc dù trận đấu vừa rồi Saigon Phantom đã giành chiến thắng 3-1 trước ING, nhưng mà rất là tiếc chúng ta để lọt lại một ván gỡ, đúng không? Và chính vì điều đó mà nhiều bạn khán giả có ý kiến rằng là Saigon Phantom đang có sự phối hợp và di chuyển hơi thiếu ăn ý, hơi thiếu sự ăn khớm chút xíu. Bạn có ý kiến nào về nhận định này hay không? Em thấy nhận định này khá là sai, bởi vì team em thì nó đang thiếu sự ăn khớp rất là nhiều chứ không phải là một tí. Không nói giỡn thôi chứ team em đang bị một số trục trặc về gọi là phối hợp các thứ. Bọn em đang cố cải thiện. Vậy mình có thể gửi một lời trấn an, động viên đến với các bạn theo dõi Saigon Phantom được không? Mọi người đừng cảm thấy lo lắng, bởi vì có thể ngày mai chúng ta thua, nhưng mà biết đâu được ngày mốt chúng ta cũng thua nữa thì sao? À nhầm, ngày mốt chúng ta sẽ thắng. Rất là thú vị. Và ở trận tiếp theo chúng ta nhìn xa hơn chút xíu ha. Yeah. Chúng ta sẽ gặp FPT Flash. Đây là một đối thủ được xem là duyên nợ với SGB. Bạn đánh giá như thế nào về sức mạnh của FPT Flash? Em thấy FPT Flash thì có... Nói chung là kèo này khá cưng vậy ạ. Kèo này khá cưng. Nhưng mà mình có tự tin để có thể vượt qua được cái ải này không? Cũng... Tự tin đi. Cũng. Hên xui chị ạ. Hên xui ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giữ lại 50-50 để những diễn biến sắp tới giữa Saigon Phantom và FPT Flash sẽ càng hấp dẫn hơn nữa nhé. Một lần nữa chúc mừng Liburn cũng như là Saigon Phantom đã giành chiến thắng, một điểm chiến thắng trong ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, để có thể tạo nên sức nóng của đấu trường danh vọng mùa xuân 2024, chúng tôi xin được tri ân sự tin tưởng và đồng hành từ quý nhà tài trợ. Xin được trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Mì Ăn Liền Hảo Hảo và Mì Ly Handy Hảo Hảo đã đồng hành lần thứ 5 liên tiếp cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile, Hảo Hảo, Bùng Hảo Vị, Chiến Hảo Game. Và bên cạnh đó, xin được cảm ơn nhà tài trợ nước uống sữa trái cây TH Chu Juice Milk, thương hiệu đồ uống tốt cho sức khỏe đến từ tập đoàn TH. TH Juice Milk, năng lượng tự nhiên, chiến game cực chất. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ giải lao trong ít phút trước khi bước vào trận đấu tiếp theo nhé. Xin chào.